Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ tái sinh, tiểu thư bị ruồng bỏ nổi dậy. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Lương trưởng lão cáo buộc Mạc Hạ Vân phạm lỗi và yêu cầu cô nhận tội, đe dọa sẽ trừng phạt nặng nếu cô không thừa nhận. Trong khi đó, Minh Tử Lữ vô cùng hối hận vì đã để mình bị lừa gạt và liên lụy Mạc Hạ Vân. Cô quyết định hy sinh lòng tự trọng, quỳ xuống cầu xin Kha Ngạn Hoài tha cho Mạc Hạ Vân, nhận hết trách nhiệm về mọi chuyện. Bất ngờ, Tống Chân xuất hiện, ngăn Minh Tử Lữ tự hạ thấp bản thân, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc bởi hành động này của anh. Diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ như thế nào? Vân Tuyết có thoát khỏi cáo buộc không? Cô sẽ đáp trả lại như thế nào? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết thêm chi tiết nhé! Tập 51. Minh Tử Lữ hất tay Tống Chân ra, gần như khàn giọng quát lên, ta muốn làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Tại sao ngươi cứ 5 lần 7 lượt cản trở quyết định của ta thế? Ngươi không nghe thấy đám người kia miêu tả ta thế nào sao? Ta đã không còn trong trắng từ lâu rồi, ta chính là đồ cặn bã quyến rũ đạo sư, là con rán bị mọi người đuổi giết. Ngươi thân quen với ta sẽ chỉ làm ngươi bị người ta phỉ nhổ theo thôi. Ta xin ngươi, có thể cách xa ta một chút không? Tống Chân tức đến sắc mặt xa sầm, cơ thể đột nhiên toát ra áp lực linh lực dữ dội. Dường như trong đầu có cái gì đó đứt gãy, khiến hắn không màng để ý đến lúc này đang ở tình huống nào. Cũng không để ý đến thái độ kháng cự của cô gái ấy. Cứ thế vươn một tay kéo Minh Tử Lữ vào lòng. Minh Tử Lữ ra sức giãy giụa, thế nhưng chỉ chút sức lực nhỏ bé của cô ấy làm sao chống lại nổi Tống Chân. Tống Chân siết chặt cô ấy vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, ta không cho phép nàng vì một gã đàn ông tệ bạc mà dẫm đạp lên chính mình như thế. Ta sẽ không rời xa nàng, cũng không cho phép nàng tiếp tục làm những chuyện tổn thương bản thân như thế. Ha ha, bị người đời phỉ nhổ à? Tống Chân chưa bao giờ quan tâm đến điều ấy. Toàn trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người trước cảnh tượng khó tin này. Chuyện gì xảy ra thế này? Vậy mà Tống Chân lại ôm lấy Minh Tử Lữ, mà ý tứ câu nói của hắn như chất chứa bao tình cảm trìu mến dành cho Minh Tử Lữ ấy. Không phải Minh Tử Lữ là ả đàn bà đã mất đi sự trong trắng từ lâu rồi sao? Không phải Minh Tử Lữ đã thân bại danh liệt rồi ư? Tại sao Tống Chân lại để mắt đến cô ta được chứ? Minh Bạch Nhã trợn trừng mắt, nhìn đăm đăm vào hai người đang ôm nhau thắm thiết kia. Lúc này ả sắp tức phát điên lên rồi. Mình đã khiến ả tiện nhân Minh Tử Lữ này mất hết thanh danh rồi, tại sao vẫn còn đàn ông trung thủy yêu ả đến thế? Chưa kể đến tên thầy thuốc trông nghèo túng như Mạc Hạ Vân kia, tại sao ngay cả Tống Chân cũng thích ả tiện nhân đấy thế? Đây chính là Tống Chân đấy, là con trai của Thương Lang Tôn giả. Nếu đem so sánh, Kha Ngạn Hoài chẳng khác nào thứ rác rưởi vô dụng. Tại sao tiện nhân kia lại có được hắn? Sắc mặt Kha Ngạn Hoài cũng cực kỳ khó coi, gã tiến lên một bước, nghiến răng nói, Chân thiếu gia, Minh Tử Lữ là thiếp của tôi, nhờ thiếu gia buông ả ra. Thiếp nào? Ánh mắt Tống Chân nhìn sang gã như tẩm thuốc độc vậy, xem ra lần trước ở khiển trách đường, ngươi vẫn chưa nhớ kỹ nhỉ. Hình như ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám chọc vào Tử Lữ sẽ có kết quả thế nào? Mới chỉ mấy ngày mà ngươi đã quên luôn rồi à? Kha Ngạn Hoài rùng mình. Lần trước mặc dù chỉ ở khiển trách đường có 2 canh giờ, song cơn đau đớn và nỗi nhục nhã ấy khiến hắn đến giờ cũng không muốn nhớ lại. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình vất vả lắm mới sắp có được Minh Tử Lữ, gã lại cảm thấy không cam lòng. Bèn mạnh miệng nói, Chân thiếu gia, chính ả đồng ý làm thiếp của tôi không hề ép buộc ả. Tử Lữ, ngươi nói đi. Sắc mặt Minh Tử Lữ trắng bệch, hàng mi dài rủ xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô ấy đẩy Tống Chân ra, nhìn sang Kha Ngạn Hoài rồi khẳng định chắc nịch, đúng, ta đã nói thế. Chỉ cần các ngươi chịu tha cho đạo sư Mạc Hạ Vân, ta đồng ý xin nghỉ học ở Thiên Y Cốc, trở thành thiếp của ngươi. Minh Tử Lữ, Tống Chân tức giận quát to, Kha Ngạn Hoài bật cười khằng khặc, Chân thiếu gia đã nghe rõ chưa? Bây giờ Tử Lữ đã là người của nhà họ Kha tôi rồi, hy vọng thiếu gia biết nặng biết nhẹ. Cho dù thiếu gia là con trai của Thương Lang Tôn giả cũng không thể cướp vợ của người khác được đâu nhỉ. Mai Thư Hải vuốt tròm râu, như cười như không, chậc chậc, thầy thuốc Mạc Hạ Vân thật là có bản lĩnh, thế mà lại có thể khiến đệ tử trung thủy một mực với ngươi như thế. Đôi mắt hung dữ lạnh băng của Tống Chân liếc về phía Mạc Hạ Vân, giọng hắn cất lên chứa sự điên cuồng và tức giận như muốn giết người. Ngươi có phải là đàn ông hay không mà lại trốn sau lưng phụ nữ, để một cô gái yếu đuối gánh chịu tất cả tội lỗi giúp ngươi. Mạc Hạ Vân nhếch môi, như cười như không, chẳng qua còn chưa đợi cô trả lời, từ trong đám người đã nổi lên một tràng cười vang dội. Ha 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 ha, ôi, ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi, thế mà hắn lại hỏi Mạc Hạ Vân có phải là đàn ông hay không. Còn là thầy trò yêu nhau,
có quan hệ mờ ám với nữ đệ tử, rồi tìm thấy cả cái yếm trong phòng Mạc Hạ Vân nữa chứ? Khà khà khà, suýt chút nữa ta cũng tin đấy. Khả năng diễn xuất của mấy người ở đây quả thật còn đặc sắc hơn cả con đào con hát. Đám người kia không đi hát tuồng đúng là lãng phí quá. Chàng cười đột ngột không kiêng nể gì ai, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Bọn họ nhìn sang hướng đó, thấy mấy người đàn ông mặc trang phục của phân viện linh võ của ngoại môn Thiên Y Cốc đang rảo bước đi đến bên cạnh Mạc Hạ Vân. Bọn họ vừa đi còn vừa không nhịn được cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả. Trong đó người bình tĩnh nhất là Tấn Minh Chiết cũng phải giơ một tay lên che miệng, hắng giọng vài lần mới kiềm được cơn buồn cười, khẽ nói với Mạc Hạ Vân, bọn họ vẫn chưa biết à? Mạc Hạ Vân tỏ vẻ giễu cợt, không nói gì cả. Mai Thư Hải tức giận mắng, các ngươi là ai? Đây là viện y học, các ngươi là người của phân viện linh võ, ai cho phép các ngươi vào đây quấy rối? Tiền Đại Phúc cất cao giọng nói oang oang của mình, ai bảo bọn ta tới đây quấy rối? Bọn ta đến đây nói cho đám ngu xuẩn các người biết một bí mật cực lớn. Bí mật gì? Ôn Gia Toàn cũng nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó là lạ, bèn vội vàng hỏi. Tiền Đại Phúc chỉ vào đám người Mai Thư Hải và Dư Trưởng Lão rồi lớn tiếng nói, uổng công cho các người là thầy thuốc, thế mà ngay cả Mạc Hạ Vân cải trang cũng không nhận ra. Các người như thế mà cũng đòi dạy đệ tử cho giỏi à? Đừng dạy dốt người ta mới đúng. Cải trang là có ý gì? Mọi người nghi ngờ hỏi. Sau đó ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên mặt Mạc Hạ Vân. Gương mặt Mạc Hạ Vân quá tinh xảo, quá tuấn tú. Cánh môi đỏ hồng, cặp mắt phượng long lanh, cùng với làn da trắng mịn nõn nà còn hơn cả con gái. Đột nhiên có người há hốc miệng, khó tin thốt lên, không, không thể nào. Tiền Đại Phúc bật cười sang sảng, ta sắp bị các người làm buồn cười chết mất. Đổ cho Mạc Hạ Vân tội danh gì không đổ, thế mà lại nói cô ấy gian díu với nữ đệ tử, đổ oan cho cô ấy làm trái luân thường đạo lý. Thầy trò yêu nhau, đừng nói đùa nữa đi, Mạc Hạ Vân của bọn ta vốn chính là con gái, hơn nữa còn là mỹ nữ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Muốn tìm phụ nữ để chơi trò mờ ám, thà rằng cô ấy tự mình soi gương cho xong. Ha ha ha, ôi chao, không được rồi, buồn cười đau bụng quá đi mất. Cái gì, Mạc Hạ Vân thật sự là con gái á? Sao có thể thế được? Một cô gái, lại còn mới 19 tuổi thì làm sao có thể trở thành y tiên lợi hại như thế chứ? Con gái thì đã làm sao? Ngươi xem thường thầy thuốc nữ à? Không, không thể nào. Ta không thấy Mạc Hạ Vân có nét nào giống con gái cả. Ôn Gia Toàn cũng trợn tròn mắt nhìn Mạc Hạ Vân. Cậu thật sự là con gái à? Mạc Hạ Vân khẽ mỉm cười, cả người bùng lên linh lực. Sau đó nhanh chóng xóa sạch thuật che mắt giúp che giấu căn cốt và kinh mạch của cô. Mặc dù lớp hóa trang trên mặt cô không bị mất đi, bộ trang phục đang mặc cũng là của con trai. Nhưng chỉ cần người có chút y thuật tụ linh vào hai mắt là có thể phát hiện xương cốt và vóc người, cũng như dòng kinh mạch của cô vốn chính là của con gái. Mạc Hạ Vân khẽ gật đầu tỏ vẻ hối lỗi với Ôn Gia Toàn, xin lỗi thầy thuốc Ôn. Bởi vì vài lý do cá nhân nên đến bây giờ ta vẫn chưa nói thật điều này cho ông biết. Mong ông hãy thứ lỗi cho ta. Toàn trường im lặng như tờ, hệt như cõi chết vậy. Đám Dư Trưởng Lão, Lương Trưởng Lão, Mai Thư Hải đều trợn trừng mắt đứng đờ tại chỗ. Hồi lâu sau vẫn chẳng thể thốt nổi tiếng nào. Tống Chăn cùng Minh Tử Lữ cũng như người của lớp Thủy Y Ba đều như chết lặng. Minh Tử Lữ vẫn còn vương nước mắt trên mặt, cảm xúc tuyệt vọng vẫn còn hiển hiện rõ nét. Lúc này cô ấy chỉ biết chớp mắt, vẻ mặt hoang mang mờ mịt. Đột nhiên Ngô Kim Thủy phì cười, vừa rồi ai thể sống thể chết đổ cho Tử Lữ và đạo sư của bọn ta có quan hệ mờ ám đấy nhỉ? Còn cả cái yếm với người làm chứng nữa chứ? Ha 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 ha, bây giờ sao không nói tiếng nào đi? Đạo sư Mạc Hạ Vân giỏi quá đi mất. Chỉ là thuật che mắt bình thường mà nhiều thầy thuốc trong Thiên Y Cốc như thế cũng chẳng có một ai phát hiện ra. Với tài năng của bọn họ, thế mà cũng không biết xấu hổ đòi làm đạo sư dạy dỗ chúng ta. Chỉ có nhân vật thiên tài như thế mới đủ tư cách làm đạo sư của lớp Thủy Y Ba chúng ta thôi. Ai dám trục xuất đạo sư Mạc Hạ Vân đi, ta là người không phục đầu tiên. Ha ha ha, bây giờ bọn họ lấy cớ gì để đuổi đạo sư Mạc Hạ Vân đi đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục vin vào cái cớ hai cô gái có quan hệ đen tối với nhau à? Ôi, đúng là chết cười mất. Cứ nhớ tới dáng vẻ đắc ý và chắc chắn vừa rồi của thầy thuốc Mai là ta lại không nhịn cười nổi rồi. Ta cũng vậy, há há há. Đám người kia bị vả mặt chan chát đáng thương quá đi. Những tiếng cười giễu châm chọc xung quanh liên tiếp lọt vào tai Mai Thư Hải giống như từng cái tát và đôm đốp lên mặt ông ta. Sau khi nghe rõ mồn một những tiếng bàn tán giễu cợt ấy, cuối cùng ông ta thẹn quá hóa giận, đột nhiên bộc phát. Mạc Hạ Vân, ngươi nói dối giới tính của mình khi vào Thiên Y Cốc, ngươi làm thế là lừa trên dối dưới, chắc chắn phải xử lý nghiêm.
Mạc Hạ Vân bình thản cười nhìn ông ta giống như đang nhìn một con tôm con tép vậy. Ta nói ta là nam lúc nào? Ngươi nữ cải trang nam, rõ ràng chính là nói dối, là hành động lừa gạt xấu xa. Mạc Hạ Vân nhướng mày, nhìn hai võ phán bên cạnh. Thiên Y Cốc có quy định con gái không thể trở thành thầy thuốc được à? Hay là có quy định không thể cải trang nam để trở thành thầy thuốc không? Hai võ phán kia vội vã lắc đầu, không có quy định như thế. Vì thế Mai Thư Hải à, nhờ ông nói xem rốt cuộc ta đã vi phạm quy định gì của Thiên Y Cốc mà cần phải xử lý nghiêm. Sắc mặt Mai Thư Hải lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó chịu. Mà lúc này Tống Chăn cũng kịp phản ứng. Hắn vừa nhìn Mạc Hạ Vân vừa nhìn Minh Tử Lữ rồi đột nhiên nói khẽ, hóa ra hai người không phải. Hai người không phải, dứt câu, hắn hơi lúng túng cúi đầu, ánh mắt đầy nỗi phiền muộn. Nhớ tới vừa nãy hắn chỉ vào Mạc Hạ Vân rồi mắng cô có phải đàn ông hay không, Tống Chăn chỉ muốn tìm bức tường nào đó rồi đập đầu chết quách đi cho xong. Đã sống tới gần trăm năm rồi, hắn chưa từng có lúc nào mất mặt như bây giờ. Bấy giờ Minh Tử Lữ cũng đã nín khóc rồi mỉm cười, nhanh chân rảo bước đi đến bên cạnh Mạc Hạ Vân, nức nở nói, đạo sư, sao đạo sư không nói sớm? Đạo sư có biết ta lo lắng sắp chết không? Ta sợ đạo sư bị ta làm liên lụy ấy. Mạc Hạ Vân khẽ vỗ đầu cô ấy, thản nhiên nói, có người còn phản ứng nhanh hơn cả ta. Ta còn chưa kịp nói gì thì hắn đã đứng ra bảo vệ ngươi rồi, ta thì lại thích xem trò hay cơ. Mới đầu Minh Tử Lữ sửng sốt, sau đó nhìn sang Tống Chăn đứng cách mình không xa. Không biết tại sao, gương mặt trắng mịn của cô ấy thoát cái đỏ bừng. Tưởng chừng cảnh Minh Tử Lữ sắp rơi xuống địa ngục, thân bại danh liệt không còn xa nữa, đột nhiên tình thế lại lật ngược một cách thành công. Cuối cùng Minh Bạch Nhã không chịu nổi nữa, đột nhiên hét lên chói tai, cho dù Minh Tử Lữ và Mạc Hạ Vân không tằng tịu với nhau thì sao nào? 3 năm trước ả đã mất đời con gái, hơn nữa ngay cả gã đàn ông kia cũng chẳng biết là ai. Loại đàn bà đê tiện hèn hạ này có tư cách gì ở lại Thiên Y Cốc chứ? Minh Bạch Nhã vừa dứt lời, đột nhiên một ngọn gió mạnh lao tới quất lên mặt ả. Ả hét lên một tiếng a đầy đau đớn, giơ tay lên che mặt thì mới phát hiện mặt mình đầy máu tanh. Tống Chăn lạnh lùng nhìn ả, bộc phát toàn bộ sức ép linh lực mạnh mẽ của một tu sĩ độ kiếp kỳ. Ngươi còn dám sỉ nhục Minh Tử Lữ thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Minh Bạch Nhã há miệng định nói gì đó, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt của Tống Chăn, ả dùng mình một cái, không dám hé răng nửa lời. Mạc Hạ Vân cũng muốn nói thêm vài câu, song cũng phải nuốt lại vào bụng. Các đệ tử có mặt ở đây không còn ai dám chỉ trỏ bàn tán Minh Tử Lữ vì lời chửi bới của Minh Bạch Nhã nữa. Ngược lại ánh mắt bọn họ nhìn ả chỉ ngập tràn sự chế giễu. Bọn họ vẫn còn nhớ bài giảng của Mạc Hạ Vân ở trước cửa lớp Thủy Y 3 vừa rồi. Minh Bạch Nhã còn không biết xấu hổ nói Minh Tử Lữ không còn trong trắng. Thế nhưng chính ả đã từng ăn nằm với không chỉ 10 người đàn ông đấy. Thậm chí tối ngày hôm qua ả còn tằng tịu với Tịch Phi Dương Cơ. Sắc mặt Dư trưởng lão hơi thâm trầm, ông ta khẽ ho một tiếng rồi nói, được rồi, nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy thì kết thúc tại đây đi. Nói xong, ông ta nhìn sang Mạc Hạ Vân, thầy thuốc Mạc, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi cải trang nam, lừa gạt học viện. Nhưng về sau ngươi phải tự chú ý hành động và lời nói của mình một chút, cho dù là con gái cũng không thể để đồ riêng tư của đệ tử xuất hiện trong phòng ngươi. Ông không truy cứu nữa hả? Mạc Hạ Vân khẽ cười rồi nhướng mày, ông không truy cứu nữa thì không có nghĩa là ta không truy cứu. Sắc mặt Dư trưởng lão xa sầm, ngươi nói thế là có ý gì? Mạc Hạ Vân cười lạnh, quả thật tối hôm qua Tử Lữ có tới tìm ta, nhưng cũng chỉ ở trong phòng ta khoảng một khắc thôi. Nhưng vì sao trong phòng ta lại có yếm của cô ấy? Ta rất muốn biết điều này. Trùng hợp mấy ngày trước ta hứng lên, đặt vài viên đá hoán ảnh trong viện này, mà còn vẫn đang trong trạng thái được kích hoạt. Chỉ cần xem một chút là biết rốt cuộc ai đem cái yếm kia vào đây thôi mà. Mạc Hạ Vân vừa nói ra mấy câu ấy, sắc mặt Mai Thư Hải và Tịch Phi Dương lập tức thay đổi. Mai Thư Hải cố gắng dằn cơn khủng hoảng trong lòng xuống, trầm giọng nói, thầy thuốc Mạc, Dư trưởng lão cũng đã nói thế rồi, chuyện này kết thúc tại đây thôi. Ngươi cần gì phải tính toán chia ly thế nhỉ? Với cả chuyện thầy trò yêu nhau vừa rồi không phải chuyện hay gì cả, nếu đã tra rõ thật hư thì mọi người giải tán đi thôi. Ai nói muốn giải tán? Tống Chăn cười khẩy, ta cũng muốn biết tại sao đồ lót của Tử Lữ lại ở trong phòng người khác. Cũng may lần này chỉ là trộm quần áo thôi, nếu lần sau kẻ đó muốn hạ độc Tử Lữ thì sao? Chuyện này chắc chắn phải điều tra. Thầy thuốc Mạc, kính xin thầy thuốc kích hoạt truyền phát hình ảnh thu được từ đá hoán ảnh ra. Người của lớp Thủy Y 3 cũng cao giọng hùa theo, nói đúng đấy, các ngươi tưởng là người của lớp Thủy Y 3 bọn ta là con có con mèo có thể bắt nạt dễ thế sao? Chuyện này bắt buộc phải cho Tử Lữ của bọn ta một câu trả lời thỏa đáng. Mạc Hạ Vân không nói nhiều,
cứ thế lấy đá hoán ảnh ra rồi kích hoạt chiếu lên hình ảnh bên trong. Chỉ chốc lát, hình ảnh lướt qua đoạn không có ích, trực tiếp chuyển tới ban ngày hôm nay. Vào lúc sau khi Mạc Hạ Vân đi khỏi, ở trong viện của cô lập tức xuất hiện hai bóng người. Một người là Mai Thư Hải, người còn lại chính là Tịch Phi Dương. Chương 2025 trả đũa. Tịch Phi Dương đi vào trong phòng, Mạc Hạ Vân lập tức kích hoạt một viên đá hoán ảnh khác, chiếu lên hình ảnh Tịch Phi Dương đặt một cái yếm vào góc nhỏ trong phòng. Chờ Tịch Phi Dương ra khỏi căn phòng, gã trao đổi vài câu với Mai Thư Hải, gương mặt hai người họ đều nở nụ cười đắc chí vừa lòng. Mẹ nó, thế này là hãm hại một cách trắng trợn. Một đệ tử nội môn và một đạo sư ngoại môn lại làm chuyện ác độc thâm hiểm đến thế. Rốt cuộc đạo sư Mạc Hạ Vân và Tịch Phi Dương có thù oán gì với nhau mà gã lại muốn hãm hại một đạo sư thế chứ? Lẽ nào gã không sợ bị người ta phát hiện à? Khà khà, các ngươi quên rồi sao? Tối hôm qua Tịch Phi Dương và ai ăn nằm sung sướng với ai đấy nhỉ? Biết đâu được người ta bị người nào đó sai bảo thì sao? Các đệ tử có mặt ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao, hết câu nói này đến câu nói kia vang lên, không một ai khiến bọn họ trật tự lại được. Rốt cuộc trên gương mặt vốn kiêu ngạo của Mai Thư Hải cũng bắt đầu xuất hiện sự khủng hoảng. Ông ta lo lắng nhìn sang Dư Trưởng Lão. Dư Trưởng Lão, ta không làm thế, ông phải tin tưởng ta. Tất cả đều là Mạc Hạ Vân hãm hại ta. Sắc mặt Tịch Phi Dương cũng trắng bệch, người lảo đảo trực ngã. Gã lẩm bẩm chữ ta mãi mà chẳng thốt nổi câu bao biện tiếp theo. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn sang Minh Bạch Nhã. Minh Bạch Nhã vội vàng cúi đầu, không hề có ý quan tâm đến gã. Dư Trưởng Lão cau mày, sắc mặt xanh mét, nhìn sang Mạc Hạ Vân rồi lạnh lùng nói, đủ rồi, chuyện bây giờ đã rõ như ban ngày. Người gây ra toàn bộ vụ hãm hại này là Tịch Phi Dương, kính xin người của khiển trách đường đưa gã đi thôi. Ta sẽ báo cáo chân tướng chuyện này với trưởng lão phân viện linh võ của nội môn. Tịch Phi Dương vừa nghe đến nó, hai đầu gối mềm nhũn không đứng nổi, phút chốc ngã nhào xuống đất. Gã thình lình nhìn Minh Bạch Nhã, khe khẽ cất tiếng khàn khàn, Bạch Nhã, ta... Thế nhưng Minh Bạch Nhã còn chẳng thèm liếc gã một cái, dường như không có chút quan hệ gì với người này vậy. Song Mạc Hạ Vân chỉ khẽ cười nói, Dư Trưởng Lão nói toàn bộ vụ này đều do Tịch Phi Dương gây ra, vậy thì ta vẫn chưa hiểu lắm. Tịch Phi Dương là đệ tử nội môn, cũng có lệnh bài thông hành đi qua kết giới của viện y học. Nhưng mà, nếu như ta nói không nhầm thì khu ký túc xá của đạo sư cũng có kết giới, nếu không có giấy thông hành đặc thù thì không thể nào tùy tiện ra vào. Cho dù là đệ tử của ta tới tìm ta thì cũng phải thông báo cho ta biết trước. Tại sao một người không phải đệ tử của viện y học như Tịch Phi Dương lại có thể ra vào căn viện của ta mà không gặp trở ngại nào cả? Còn cả thầy thuốc Mai nữa, xin hỏi lúc Tịch Phi Dương đi vào phòng của ta, ông đứng bên ngoài làm cái gì? Sắc mặt Mai Thư Hải thoạt trắng thoạt xanh, ông ta dằn lại cơn hoảng hốt trong lòng, lạnh lùng nói, ta thấy Tịch Phi Dương xuất hiện ở ngoài viện của ngươi khá khả nghi, cho nên mới đi xem thế nào. Ai biết được Tịch Phi Dương đi vào trong bằng cách nào, biết đâu hai người các ngươi có quan hệ thầm kín nào đó, ngươi đích thân cho hắn lệnh bài thông hành thì sao? Bản lĩnh trả đũa này mạnh quá đi mất, các đệ tử ở đây cũng phải bật cười sằng sặc trước câu phản bác của Mai Thư Hải. Lúc này, bọn họ bất chấp luôn cái gọi là tôn sư trọng đạo, khốn nạn quá đi mất. Lúc chưa phát hiện ra đạo sư Mạc Hạ Vân là con gái thì nói đạo sư gian díu với nữ đệ tử, bây giờ bị vạch trần âm mưu rồi thì lại chuyển sang đổ tội là gian díu với đệ tử nam. Khắc khắc, ông ta có thể mặt dày hơn chút nữa được không? Ta cũng nhận ra nhóm Dư Trưởng Lão muốn bao che cho thầy thuốc Mai rồi. Dù sao thầy thuốc Mai cũng dày dặn kinh nghiệm, trình độ y thuật cũng khá tốt. Khi đạo sư Mạc Hạ Vân xảy ra xung đột với ông ta, đương nhiên học viện phải đứng về phía ông ta rồi, đúng không? Trước kia ta còn cảm thấy Thiên Y Cốc là nơi công bằng công chính. Các đạo sư của viện y học đều có phẩm chất đạo đức tốt. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng chỉ là đám vô sỉ mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nói đúng đấy, thầy thuốc Mai này là người thế nào mà lại không biết xấu hổ như thế chứ? May mà ta không phải đệ tử trong lớp của ông ta, nếu không nói ra chỉ tổ thêm mất mặt. Những tiếng bàn tán sôi nổi truyền vào tai người của lớp Thủy Y 1, bọn họ đều là đệ tử của thầy thuốc Mai. Từ trước đến nay thân phận này là thứ khiến bọn họ luôn vinh váo tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt người khác. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy xấu hổ không biết làm gì, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi. Những tiếng nghị luận này khá to, cả đám Dư Trưởng Lão, Lương Trưởng Lão và thầy thuốc Mai đều nghe rõ mồn một. Ngay cả đám đạo sư đi hóng hớt chuyện cũng nghe thấy, sắc mặt ai nấy cũng khó coi cực kỳ. Dư Trưởng Lão vốn chỉ muốn đuổi Mạc Hạ Vân khỏi Thiên Y Cốc, như thế sẽ chẳng phải trả thù lao mỗi tháng một quả ngưng nguyên cho Mạc Hạ Vân. Phần lớn các đạo sư đứng về phía ông ta và Mai Thư Hải cũng đều có tâm lý như thế.
Nếu như Mạc Hạ Vân bị phán có tội, vậy thì số quả ngưng nguyên đó sẽ được bọn họ chia đều. Chuyện liên quan đến lợi ích thế này, dĩ nhiên phải có hội có thuyền. Nhưng bọn họ nào ngờ được, tên Mạc Hạ Vân này lại lợi hại như thế. Chẳng những trong thời khắc quan trọng nhất hắn mới để lộ thân phận mình là con gái, vậy mà còn có chuẩn bị từ trước, dùng hình ảnh thu lại từ đá hoán ảnh làm chứng cứ then chốt. Dư trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Hạ Vân, ngươi là đạo sư của Thiên Y Cốc, tất cả đều phải lấy danh tiếng và lợi ích của học viện làm đầu. Trong chuyện này, ta biết ngươi bị thiệt thòi, nhưng cũng chưa gây ra tổn thất thực tế nào cả. Nếu như ngươi biết điều thì phải nhượng bộ một bước. Phía thầy thuốc Mai đổ oan cho ngươi, hại danh tiếng của ngươi bị ảnh hưởng, tất nhiên ta sẽ xử phạt, giáng cấp bậc đạo sư của thầy thuốc Mai xuống một cấp. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Mạc Hạ Vân còn chưa nói câu nào, Tấn Minh Chiết đã lạnh lùng chen lời. Nếu như tội của Mạc Hạ Vân bị phán định thật, liệu cô ấy có bị hạ một cấp bậc đạo sư như thế hay không? Nếu như không phải, vậy thì cách phạt của trưởng lão làm sao để chúng đệ tử hài lòng đây? Đúng đấy, ban đầu không phải thầy thuốc Mai muốn bắt đạo sư của bọn ta đi nhận hình phạt quất roi thần hồn sao? Nếu bây giờ đã điều tra ra là đổ oan và hãm hại, ông ta cũng phải nhận hình phạt như thế. Dư trưởng lão phớt lờ tiếng thét gào của những người bên cạnh, chỉ vững vàng nhìn đăm đăm vào Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân, ngươi nên biết năm nay viện y học của chúng ta có 2 suất cho đạo sư có tư cách vào nội môn. Ta biết y thuật của ngươi xuất sắc, có thể dành cho ngươi 1 suất trong danh sách đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải coi mọi chuyện của viện y học chúng ta là ưu tiên hàng đầu, không thể làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng viện y học của chúng ta được. Câu nói này là sự uy hiếp trắng trợn. Đối với Dư trưởng lão, ông ta không thèm quan tâm đến sự sống chết của Tịch Phi Dương. Nhưng nếu Mai Thư Hải bị đưa đến khiển trách đường thì sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của viện y học, đồng thời cũng ảnh hưởng đến thành tích đánh giá năm nay của chính ông ta. Quan trọng nhất là, trong vụ đổ oan cho Mạc Hạ Vân lần này, ông ta và Lương trưởng lão không có cách nào hoàn toàn phủi sạch quan hệ được. Cho nên dù phải dụ dỗ và ép buộc, ông ta nhất định phải khiến Mạc Hạ Vân đồng ý không truy cứu chuyện này nữa. Vậy mà Mạc Hạ Vân chỉ nhẹ nhàng cười nói bâng quơ, nếu như ta vẫn muốn truy cứu đến cùng thì sao? Không biết điều, Lương trưởng lão không nhịn được của mắng, đồ cuồng vọng tự cao tự đại, lòng tham không đáy. Con danh kia, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì quyết định của mình. Đúng đấy, Dư trưởng lão đã phải hứa hẹn lợi ích lớn như thế rồi mà cô ta còn chưa thấy đủ. Đúng là trẻ con bồng bột, không biết thế nào là tốt. Chuyện lần này còn không phải do cô ta quá mức ngang ngược hống hách gây ra à? Thầy thuốc Mai cũng chỉ muốn dạy cô ta một bài học mà thôi. Đôi mắt Dư trưởng lão như chứa băng lạnh. Ông ta u ám nói, ta là đại trưởng lão của viện y học, ta mới là người có quyền quyết định. Bây giờ ta tuyên bố, chuyện này kết thúc tại đây, đừng ai nhắc lại nữa. Nếu còn ai nhắc lại một câu, ta sẽ xử lý người đó với tội danh làm ảnh hưởng đến danh dự của học viện. Nói xong, ông ta lia ánh mắt cảnh cáo sang những người xung quanh, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu ai dám vi phạm, ta tuyệt đối không tha thứ. Dứt lời, ông ta trừng mắt với Mai Thư Hải gây ra chuyện này một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Các đạo sư và trưởng lão còn lại cũng rối rít đuổi theo ông ta. Mai Thư Hải lập lừ nhìn Mạc Hạ Vân với ánh mắt oán hận và độc ác một lúc lâu mới tức giận bỏ đi. Hai võ phán thì lịch sự chào Mạc Hạ Vân một câu rồi mới kéo Tịch Phi Dương đang thẫn thờ đi mất. Lúc Tịch Phi Dương bị hai võ phán bắt đi mới thình lình choàng tỉnh, gào to lên với Minh Bạch Nhã như kẻ tâm thần. Bạch Nhã, Bạch Nhã, ta làm tất cả cũng vì muội mà. Muội không thể mặc kệ ta thế được, muội nhất định phải cứu ta với. Sắc mặt Minh Bạch Nhã đột nhiên tái đi, ả hoang mang nhìn sang Kha Ngạn Hoài. Ngạn Hoài ca ca, muội không làm gì cả, huynh phải tin muội, giữa muội và gã không có gì cả. Là tại gã đổ oan cho muội, là tại Minh Tử Lữ bắt tay với gã đổ oan cho muội mà. Nghe xong câu nói của ả, mọi mong chờ và tình nghĩa của Tịch Phi Dương bỗng vỡ tan thành mảnh vụn. Gã vì yêu mà sinh hận, lúc này cũng không chịu được nữa mà điên cuồng hét lên. À tiện nhân Minh Bạch Nhã này, nói gì mà Minh Tử Lữ hãm hại ngươi, nói gì mà chúng thuốc mê trèo lên giường ta chứ, hóa ra tất cả những việc này đều do ngươi tự mình bày trò. Minh Bạch Nhã, ngươi lấy ta làm bàn đạp, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Loại tiện nhân như ngươi ấy, ta sẽ khai ra ngươi, ta tuyệt đối không để ngươi sống yên sống ổn mãi đâu. Minh Bạch Nhã lảo đảo trực ngã, trong tai vang vọng tiếng ong ong. À biết những người ngoài kia đang cười nhạo, sỉ nhục à. Nhưng lúc này ả chẳng nghe thấy gì hết. Thôi xong, xong rồi, ả đã toi thật rồi. Bốp, 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 bốp. 4 cái tát dữ dội liên tục và lên mặt ả. Cuối cùng Minh Bạch Nhã không chịu nổi nữa, tức khắc ngã lăn xuống đất,
gương mặt vừa chảy máu vừa sưng giống như cái bánh bao vậy. Kha Ngạn Hoài trợn trừng mắt nhìn ả với ánh mắt căm ghét, nghiến răng nghiến lợi nói, ả tiện nhân này, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Hôn ước giữa ta và ngươi coi như kết thúc từ đây. Nói xong, Kha Ngạn Hoài rời mắt sang Minh Tử Lữ, gã tiến lên một bước, thâm tình nói, Tử Lữ, trước đây huynh bị ả tiện nhân này làm mờ mắt, bây giờ mới biết được rất có thể là ngày đó ả hãm hại muội. Muội bị buộc phải mất đi trinh tiết, nếu như muội đồng ý gả cho huynh, huynh có thể không để ý đến việc muội đã mất đi tấm thân trinh trắng. Chúng ta lại một lần nữa ký kết hôn ước với nhau, huynh sẵn sàng để muội trở thành vợ của huynh. Không phải thiếp mà là chính thê. Minh Tử Lữ cười khẩy, ngươi cảm thấy ta sẽ cần cái vị trí chính thê đấy à? Kha Ngạn Hoài, ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa, bây giờ ta cứ nhìn thấy ngươi là lại buồn nôn, tốt nhất ngươi cút càng xa càng tốt cho ta. Bất kể là thê hay là thiếp, cho dù Minh Tử Lữ ta phải chết cũng quyết không gả cho ngươi đâu. Ngươi, Kha Ngạn Hoài tức đến phát điên. Thế nhưng gã còn chưa kịp thốt ra những tiếng mắc nhiếc bẩn thỉu thì mũi kiếm rét lạnh đã chĩa vào cổ họng gã. Tống Chăn lại nở nụ cười xấu xa, thờ ơ nói, có gan thì ngươi cứ nói tiếp đi thử xem. Tiếng nói của Kha Ngạn Hoài thoáng cái nghẹn trong cổ họng, thật lâu sau gã mới tức giận phẩy tay bỏ đi với gương mặt xanh lét. Ngạn Hoài ca ca, Ngạn Hoài ca ca, huynh đừng bỏ muội mà. Hu hu hu, Ngạn Hoài ca ca, huynh quay lại đi mà. Minh Bạch Nhã vừa khóc lóc om sòm vừa cao giọng gọi với theo bóng lưng Kha Ngạn Hoài, nhưng dường như Kha Ngạn Hoài không nghe thấy tiếng gọi của ả. Cuối cùng Minh Bạch Nhã bất lực khóc òa lên giống như ả đàn bà chanh chua thần kinh vậy, nào còn dáng vẻ như đóa sen trắng ngây thơ đơn thuần thường ngày nữa chứ. Đột nhiên ả chỉ vào Minh Tử Lữ rồi chửi lên, tiện nhân, tiện nhân. Tại sao ngươi lại lần lượt cướp đi những thứ thuộc về ta chứ? Tại sao ngươi lại phá hoại hạnh phúc của ta hết lần này đến lần khác chứ? Loại tiện nhân như ngươi đáng lẽ lúc bị làm nhục, ngươi nên chết đi mới phải. Tại sao ngươi không chết đi chứ? Ánh mắt Tống Chăn thoát cái trở nên lạnh lẽo, hắn quyết định phải dạy dỗ ả đàn bà này một trận mới được. Song Minh Tử Lữ lại kéo hắn lại, bình tĩnh đi đến trước mặt ả, nhìn từ trên xuống rồi nói, không ai có hứng cướp đi những thứ thuộc về ngươi cả. Chỉ có ngươi nghĩ trăm phương nghìn kế cướp đoạt của người khác thôi, ta khinh thường những thứ đó. Loại cặn bã như Kha Ngạn Hoài ấy à, ngươi muốn thì cứ lấy đi, cái danh xưng đại tiểu thư nhà họ Minh nhàm chán ấy, ngươi thích thì cứ việc cầm. Ta không thèm khát gì mấy thứ đó, bởi vì ta đã có được những thứ tốt hơn thế rất nhiều, mà những thứ này, ngươi vĩnh viễn không cướp nổi đâu. Nói xong, cô quay người nhìn Mạc Hạ Vân và các bạn học của lớp Thủy Y 3. Mễ Huyên đi tới khoác tay cô ấy, Minh Tử Lữ nở nụ cười chân thành. Cô ấy cúi đầu nhìn lại Minh Bạch Nhã, nhưng giọng nói thốt ra không còn nghiến răng nghiến lợi đầy căm hận nữa mà mang sự thương hại. Minh Bạch Nhã, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi mới phải, nếu như không có ngươi năm lần bảy lượt hãm hại ta, ta cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của vài người. Nếu như không tại ngươi ép ta đến đường cùng thì ta sẽ không đến Thiên Y Cốc, quen biết những người bạn này, quen biết đạo sư Mạc Hạ Vân. Nếu như ta cứ thế ngu ngơ gả vào nhà họ Kha, cuộc đời của ta mới biến thành bi kịch chân chính. Minh Bạch Nhã, ta đã không còn hận ngươi, bởi vì ngươi còn vừa đáng thương vừa đáng trách hơn ta năm xưa rất nhiều. Nói xong, cô ấy kéo tay Mễ Huyên, vui vẻ cùng nhóm người của lớp Thủy Y 3 cười cười nói rời đi. Gương mặt cô ấy không còn nỗi bi phẫn đè nén xưa kia nữa, cũng không còn hoang mang mờ mịt khi nghĩ đến chuyện nhục nhã năm nào. Đúng thế, người sai đâu phải cô, sao cô phải tự ti, tại sao lại cảm thấy nhục nhã không ngẩng đầu lên được chứ? Đạo sư Mạc Hạ Vân nói rất đúng, cô là một thành viên của lớp Thủy Y 3, là đệ tử của Mạc Hạ Vân, làm sao có thể chịu uất ức, để người ta coi thường như thế chứ? Minh Tử Lữ, ngươi quay lại đây cho ta, quay lại. À đàn bà nhơ bẩn như ngươi ai cũng cưỡi được, tại sao lại thương hại ta, tại sao ngươi lại làm thế? Trong không trung vang vọng tiếng thét thê lương của Minh Bạch Nhã, nhưng mọi người chỉ cười giễu và chỉ trỏ trỏ ả mà thôi. Không còn ai cảm thấy Minh Tử Lữ là người đáng bị chỉ trí, bị khinh bỉ và sỉ nhục nữa, bởi vì thái độ yêu ghét rõ ràng của Minh Tử Lữ khiến người ta cho rằng cô ấy không hề sai, cũng không cần thương hại và bị người ta quở trách nữa rồi. Ngược lại loại người hãm hại tỉ tỉ, cướp vị hôn phu của người ta, còn gian díu thông đồng với đàn ông làm vậy như Minh Bạch Nhã mới chính là đối tượng mà người ta căm ghét tới cực điểm. Không còn ai quan tâm đến Minh Bạch Nhã đang thẫn thờ như mất hồn kia nữa, có rất nhiều người đã cười cợt bỏ đi. Lúc đi ngang qua Minh Bạch Nhã, Tống Chăn dừng chân lại, chậm chậm ngồi xổm xuống khe khẽ nói vài câu bên tai ả với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Có lẽ ta cũng nên cảm ơn ngươi đã đưa Tử Lữ đến với ta vào 3 năm trước. Ta đã lùng sục tìm kiếm cô bé ấy 3 năm trời,
gần như đã sắp sửa buông tay. Cũng nhờ có ngươi vạch trần tất cả mới giúp ta biến được chân tướng sự việc. Gì? Gì cơ? Minh Bạch Nhã ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Chăn giống như gặp ma. Gương mặt Tống Chăn lộ vẻ hoài niệm, dường như nhớ ra cảnh tượng hương sắc nào đó mà đôi tay hắn hơi đỏ ửng. Nhưng ánh mắt nhìn Minh Bạch Nhã của hắn vẫn đầy giễu cợt và âm u lạnh lẽo. 3 năm trước, ở thành Vân Thạch của Thanh Vân Giới, trong đoạn thạch mê tung trận, ngươi còn nhớ không? Không, không thể nào. Minh Bạch Nhã hét lên chói tai, giọng nói đầy sự khủng hoảng. Không thể nào là ngươi được. Rõ ràng ta đã sắp xếp một đám người, rõ ràng ta đã sắp xếp một đám ăn mày ở Đông Thành rồi mà. Tại sao là ngươi được chứ? Nét căm hận trong mắt Tống Chăn chợt lóe rồi biến mất. Hắn cười lạnh, ngươi nói đến đám ăn mày kia sao? Chúng đã bị ta chém chết bằng một đao rồi. Lúc ấy ta chiến đấu với một con dao long đỏ cấp thần, mặc dù đã giết được nó nhưng cũng bị túi tinh của nó biến thành khói mê mê hoặc tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa. Ta vốn định dùng trận pháp dịch chuyển không gian để quay về cung Thần Châu, không ngờ nó lại ngẫu nhiên đưa ta đến một nơi xa lạ. Trùng hợp thay lúc ấy mấy tên côn đồ đó chạy đến hòng có ý đồ xấu với ta, ngươi cho rằng bọn chúng còn có cơ hội làm việc đó với Tử Lữ sao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Minh Bạch Nhã đã chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh nữa. À chỉ biết lắc đầu liên tiếp, khiến cho nỗi điên cuồng đang bừng bừng thiêu đốt trong máu thịt à. Tại sao? Tại sao à tiện nhân Minh Tử Lữ kia lại may mắn đến thế chứ? Rõ ràng sắp xếp cho à bị làm nhục, rõ ràng à sắp bị thân bại danh liệt đến nơi. Tại sao người đàn ông mà à gặp phải lại là Tống Chăn được chứ? Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ? Tống Chăn khẽ mỉm cười, nụ cười trở nên lạnh lẽo khôn tả. Ta sẽ không giết ngươi. Để ngươi chết dễ như thế thì lợi cho ngươi quá. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến ta theo đuổi Tử Lữ về tay thế nào. Ta sẽ để ngươi thấy ta dùng danh nghĩa cung Thần Châu cầu hôn với nhà họ Minh. Ta sẽ để ngươi thấy được cảnh tượng ngày mà Tử Lữ xuất giá. Nhưng mà ngươi nhất định phải còn sống thật tốt đấy nhé. Nói xong, hắn nở nụ cười xấu xa, đứng lên rảo bước rời đi theo hướng nhóm người Minh Tử Lữ, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Minh Bạch Nhã dưới đất lấy một cái. Không, không, không thể nào. Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công như thế chứ? Tại sao? Kêu ầm ĩ cái gì thế? Tiền Đại Phúc bước ra ngoài, xách cổ ả Minh Bạch Nhã đang hét lên như kẻ điên, không hề thương hoa tiếc ngọc vứt ả ra ngoài kết giới, ầm ĩ chết mất. Rốt cuộc có im đi không? Ra kia làm kẻ đàn cho ông đây yên. Ban đêm, lúc chưa biết quay lại căn viện của Mạc Hạ Vân cũng cảm giác được có chỗ nào đó không ổn. Cả trong và ngoài phòng của cậu và Mạc Hạ Vân đều phảng phất hơi thở của người lạ. Còn có vài chậu hoa bị đá bị lật chưa được nâng dậy hẳn hoi. Điều này khiến ánh mắt cậu trở nên âm u lạnh lẽo và hung dữ. Cảm giác lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm lấn khiến cậu cực kỳ khó chịu. Ôi trời chưa biết, cậu về rồi à? Tiền Đại Phúc vừa trông thấy cậu bèn căm hận sục sôi chạy đến. Chưa biết lạnh lùng nhìn hắn một cái với ánh mắt xa cách và khó chịu. Nhưng mà Tiền Đại Phúc là tên đầu đất, cứ thế lao đến chỗ cậu rồi tức giận mách. Ta nghĩ mãi làm sao cậu lại không ở bên Mạc Hạ Vân vào thời điểm then chốt thế nhỉ? Cậu không biết hôm nay có bao nhiêu người muốn bắt nạt Mạc Hạ Vân đâu. Bọn chúng còn đổ cho Mạc Hạ Vân gian díu với nữ đệ tử, còn định đưa cô ấy đến khiển trách đường, tiến hành hình phạt quất roi thần hồn chứ. Đôi mắt sắc bén của chưa biết đột nhiên lạnh lẽo, cậu chậm chậm cất từ từ từng chữ đầy ôn hòa nhã nhặn, có người bắt nạt Mạc Hạ Vân à? Dù Tiền Đại Phúc đầu đất đến đâu thì lúc này cũng cảm nhận được khí lạnh đang tràn ngập xung quanh mình. Hắn vô thức dùng mình một cái. Chẳng qua ngay sau đó hắn lập tức lắc đầu, cười khà khà nói, cậu yên tâm đi, Mạc Hạ Vân là ai chứ? Trên đời này nào có mấy người bắt nạt được Mạc Hạ Vân đâu. Bọn chúng lại còn nói Mạc Hạ Vân gian díu với nữ đệ tử, quả thật làm ta buồn cười chết mất. Mạc Hạ Vân là mỹ nữ đẹp nhất trần đời như thế, vậy mà lại phải gian díu với nữ đệ tử à? Đám người kia mù hết rồi, thế nên mới làm chuyện xấu hổ mất mặt như vậy. Há há há. Tiếng cười như chuông đồng của Tiền Đại Phúc thu hút cả nhóm người Tấn Minh Chiết đi ra. Thấy chưa biết nhếch môi lên như cười như không, chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều giật nảy dùng mình một cái. Tấn Minh Chiết tái mặt vội mắng, Đại Phúc, đừng nói nữa. Bấy giờ Tiền Đại Phúc chậm lụn mới chịu thôi cười, chớp mắt nhìn hắn. Chưa biết thản nhiên nói, Mạc Hạ Vân đâu, Hạ Vân ca ca đi nhận quả ngưng nguyên rồi. 6 quả ngưng nguyên vốn chính là tiền thù lao mà Hạ Vân ca ca đáng được nhận. Tới tận hôm nay mà bọn họ còn chưa chịu đưa, đúng là không biết xấu hổ. Chưa biết nheo mắt không tiếp lời mà nhìn sang Tiền Đại Phúc, ngươi kể lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho ta đi. Tiền Đại Phúc cảm thấy mình và chưa biết cũng có thể coi như là tiểu đệ của Mạc Hạ Vân, hai người có địa vị ngang hàng. Nhưng mà sao lần nào người này cũng dở giọng ra lệnh với mình thế nhỉ?
Hắn còn định tỏ ý bất mãn, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của chưa biết, hắn lập tức ngoan ngoãn kể hết từ đầu tới đuôi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Sau khi kể xong, hắn còn chưa thôi tức giận, cái viện y học này đúng là lũ khốn. Tên thầy thuốc mai chó má kia hãm hại Mạc Hạ Vân lại chẳng hề hấn gì, nghe nói cả Ả Minh Bạch Nhã gì đó cũng không bị xử phạt. Ngay cả Tịch Phi Dương bị đưa vào khiển trách đường cũng vì được người của gia tộc bảo vệ nên cuối cùng chỉ bị trách phạt nhẹ nhàng trong một canh giờ, cuối cùng bị đuổi học là xong. Chưa biết càng nghe, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên mỉa mai và ngông nghênh, rõ ràng đang cười nhưng trên người và cả bộ quần áo màu đỏ đang khoác của cậu, cũng như hơi thở quanh thân tựa như nhiễm hơi băng hàn khiến người ta phải sợ hãi lùi ra. Đến khi Tiền Đại Phúc nói xong, chưa biết không nói câu nào đã xoay người rời đi. Tấn Minh Chiết vội vàng kéo cậu lại. Ngươi định làm gì? Mạc Hạ Vân còn phải làm việc trong học viện. Nếu ngươi gây ra hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể sẽ làm liên lụy đến cô ấy. Không biết chưa biết làm động tác gì mà áo choàng đỏ tức khắc bay khỏi tay Tấn Minh Chiết. Khóe miệng cậu nhoẻn lên thành nụ cười âm u. Rõ ràng gương mặt đã bị mặt nạ che kín nhưng vừa cười lên, đôi mắt hoa đào phong lưu đầy mỉa mai lại toát lên sự cuốn hút khôn tả. Kẻ nào dám động vào người của ta mà muốn không phải trả giá đắt à? Đừng có nằm mơ nữa. Còn chưa nói hết câu, bóng dáng cậu đã biến mất khỏi đây. Tấn Minh Chiết nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hơi cau mày lại, thầm nghĩ, thái độ của chưa biết đối với Mạc Hạ Vân hình như không giống đệ đệ đối với tỷ tỷ lắm thì phải. Sau khi Mai Thư Hải trở về căn viện của mình, ông ta lập tức đập phá mọi thứ cho hả giận. Hôm nay vốn dĩ Mạc Hạ Vân phải chết chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, từ đó không thể làm thầy thuốc nữa. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng tình thế lại lật ngược, hé lộ thân phận con gái của cô ta. À tiện nhân Mạc Hạ Vân kia thế mà lại là con gái. Mình đối mặt tiếp xúc với ả bao lâu như thế mà chẳng thể nhận ra chút manh mối nào. À tiện nhân này chắc chắn phải diệt trừ. Mai Thư Hải nổi giận đuổi hết người hầu và đệ tử ra ngoài, còn một mình ở lại trong phòng đi đi lại lại, tìm kiếm đối sách. Chỉ là một ả đàn bà, đáng ra nên ở nhà giúp chồng dạy con, nên nằm dưới thân đàn ông ngoan ngoãn hầu hạ, tại sao lại tham gia thi sát hạch ở sinh tử đường làm quái gì? Tại sao ả lại muốn làm thầy thuốc chứ? Đúng vậy, mình nhất định phải khiến ả không thể nào sống ở thiên y cốc này được nữa, phải phế bỏ toàn bộ tu vi của ả, sau đó biến ả trở thành vật động chiếm của mình. Nhìn gương mặt kia kìa, lúc là con trai đã tuấn tú như thế, nếu như biến thành con gái chắc sẽ khiến người ta đắm say mơ màng. Mai Thư Hải nghĩ từ trưa đến tối, trong đầu toát lên một ý niệm ác độc duy nhất đấy. Vừa nghĩ đến việc mình có thể dẫm đạp lên Mạc Hạ Vân, biến cô trở thành người hầu của mình, Mai Thư Hải phấn khích đến mức hai mắt đỏ bừng. Đột nhiên ông ta cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hai chân vốn đi qua đi lại cũng nặng như đổ chì, không nhúc nhích nổi. Mai Thư Hải ngã dập xuống đất, ở bên ngoài cửa vẫn im hơi lặng tiếng, không nghe thấy âm thanh gì bên trong cả. Chờ đến khi Mai Thư Hải tỉnh lại, ông ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Hu hu hu, Mai Thư Hải muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện mình không mở nổi miệng. Rõ ràng bên ngoài miệng không có cái gì cả nhưng đôi môi ông ta như thể bị bịt lại, không tài nào há nổi. Còn cả tay chân của ông ta nữa, rõ ràng không có sợi dây thừng nào nhưng dường như bị một lực lượng vô hình nào đó trói chặt, không thể động đậy. Đúng lúc này, Mai Thư Hải cũng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ô ô của một nam một nữ. Ông ta ngoảnh đầu nhìn sang, phát hiện Minh Bạch Nhã và Tịch Phi Dương cũng giống như tình trạng mình lúc này, bọn họ đều đang hoảng sợ kêu lên. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng màu đỏ được ánh trăng bên ngoài soi chiếu, chậm chậm đi vào phòng. Mai Thư Hải vừa trông thấy cách ăn mặc và chiếc mặt nạ trên mặt của người đến thì tức giận trợn trừng mắt, trong miệng vẫn phát ra tiếng ô ô không ngớt. Ông ta biết người này, đó chính là tên hầu bên cạnh Mạc Hạ Vân, chẳng lẽ là Mạc Hạ Vân phái hắn tới hay sao? Lẽ nào Mạc Hạ Vân muốn giết mình ư? Ô ô ô, Mạc Hạ Vân điên rồi sao? Nếu như giết mình, à tưởng à còn có thể ở lại thiên y cốc được ư? Chưa biết đi vào trong phòng, cánh cửa sau lưng cậu từ từ đóng lại. Cậu tháo mặt nạ xuống, nhìn ba người đang nằm bên dưới đất, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ. Ba người đang kêu ô ô thoáng cái đều dừng lại, ngơ ngác nhìn đường nét gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên. Khuôn mặt ấy vừa kiều diễm vừa lôi cuốn, khiến bọn họ đắm chìm không thể tỉnh táo lại trong khoảng thời gian ngắn. Phải biết rằng gương mặt của Mạc Hạ Vân đã được hóa trang, che đậy đi nhan sắc vốn nghiêng nước nghiêng thành, cho nên mọi người chỉ cảm thấy cô xinh đẹp ở mức bình thường chứ không đến mức rung động. Nhưng mặt mũi của chưa biết quả thật đẹp đến mức khiến người ta nín thở, hắn tựa như vị sứ giả câu hồn đi chân trần đến từ địa ngục Hồng Liên. Ngoài việc khiến người ta cảm thấy mê mẩn mất hồn thì trong lòng còn trào dâng cảm giác sợ hãi mãnh liệt.
Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu khẽ vẽ một đường trên không trung. Phút chốc ba người đám Mai Thư Hải vốn đang bị bịt chặt miệng có thể há ra bình thường. Mai Thư Hải nhanh chóng lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, ta biết ngươi, ngươi chính là thuộc hạ của Mạc Hạ Vân. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết bọn ta chăng? Lẽ nào Mạc Hạ Vân không muốn sống yên ổn ở Thiên Y Cốc này nữa hả? Chẳng lẽ Mạc Hạ Vân muốn bị Thiên Y Cốc truy nã hay sao? Ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ gì khác, nếu như bọn ta chết, các ngươi chắc chắn không có lợi ích gì cả. Ta khuyên ngươi tốt nhất là tranh thủ bây giờ thả bọn ta. Minh Bạch Nhã cũng choàng tỉnh lại, bắt đầu tỏ ra nũng nịu đáng yêu. Vị tiểu ca ca này, ta không hãm hại Mạc Hạ Vân đâu, tất cả đều tại Tịch Phi Dương và thầy thuốc Mai làm. Ta không thù không oán với Mạc Hạ Vân, tại sao lại đi hãm hại hắn chứ? Con tiện nhân này, Tịch Phi Dương muốn nhào đến, song tay chân của gã vẫn chưa thể nhúc nhích được, vì thế mà ngã lăn ra đất. Gã nhăn nhó mặt mày hô to, con tiện nhân này, rõ ràng mọi chuyện là do ngươi bày kế hãm hại ta. Thế mà bây giờ ngươi lại muốn qua cầu rút ván à? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu. Nói đoạn, gã vội vàng nhìn sang chưa biết, ngươi mau mau đi nói cho Mạc Hạ Vân, tất cả đều do Minh Bạch Nhã làm. Chính ả vì muốn hãm hại Minh Tử Lữ nên không tiếc kéo đạo sư Mạc Hạ Vân vào vũng nước bẩn này, tất cả mọi chuyện đều không có liên quan gì tới ta cả. Độ cong khóe miệng chưa biết lại tăng lên vài phần, cậu chậm rãi nói, quả nhiên ta vẫn thích thời khắc như thế này nhất. Nghe những tiếng khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ, nghe tiếng mắng mỏ phẫn nộ và không cam lòng, nghe tiếng gào thét thê lương điên cuồng. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện chẳng có ích gì cả. Nhìn những thay đổi cảm xúc từ sôi trào mãnh liệt đến tuyệt vọng tựa cõi chết như thế quả thật khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn ta vui sướng. Giọng nói của thiếu niên nhỏ nhẹ dịu dàng, mang nhịp điệu và tiết tấu dễ nghe, mị hoặc và đầy trầm cảm. Song, khi ba người kia hiểu được ý tứ câu nói của cậu, gương mặt vốn hiện vẻ mù mịt của bọn họ bỗng biến thành hơi chút hoảng sợ. Mai Thư Hải nuốt nước bọt rồi nói, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, ta cho ngươi biết. Chưa biết nhẹ nhàng giơ tay lên, vô số sợi tơ màu đỏ mang năng lượng vờn quanh ba người kia. Sau đó vào thời điểm Mai Thư Hải còn chưa kịp nói hết câu, nó đột nhiên thắt chặt lại. A a a, cơn đau đớn dữ dội truyền đến khắp nơi trong cơ thể, khi sợi tơ càng lúc càng thắt chặt, máu thịt bị cứa đứt từng khúc, kinh mạch từ đứt gãy, xương bị mài mòn từng chút một. Nỗi đau này còn đau đớn và đáng sợ hơn cả hình phạt lăng trì, đau tới mức ba người đám Mai Thư Hải chỉ muốn chết ngay lúc này, không muốn phải nếm mùi hành hạ rõ ràng như thế nữa. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, sợi tơ năng lượng màu đỏ biến mất, dòng máu ươn ướt đỏ tươi chảy xuống mặt đất, vẽ ra thành những đường nét và hình ảnh tuyệt đẹp. Đám người Mai Thư Hải co quắp ngã xuống mặt đất như những cái xác chết, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Bọn họ ngẩng đầu, giờ đây ánh mắt nhìn cậu thiếu niên kia chỉ còn lại sự sợ hãi và cầu khẩn. Tha cho ta, cầu xin ngươi, không dám nữa, ta không dám ra tay với Mạc Hạ Vân nữa. Chưa biết rũ mắt nhìn bọn họ, tia sáng trong đôi mắt đào hoa dập dờn tỏa sáng rạng rỡ, tựa như ngôi sao lóe sáng trên nền trời đêm vậy, nụ cười nơi khóe miệng cậu mang ba phần rực rỡ, bảy phần trẻ con. Song lời cậu thốt ra lại tàn nhẫn tuyệt tình, khiến tâm trạng của đám Mai Thư Hải trùng xuống, cho đến khi chìm xuống vực sâu không đáy. Tha cho các ngươi à? Ha ha, đừng có nằm mơ nữa. Các ngươi biết Mạc Hạ Vân là ai không? Đó là người mà ngay cả ta cũng không nỡ để nàng ấy phải chịu chút xíu tổn thương nào, là báu vật mà ta nằm mơ cũng phải sợ hãi sẽ bị người ta cướp đi. Vậy mà các ngươi lại dám thừa dịp ta không có ở đây bày trò hãm hại nàng ấy, muốn nàng ấy phải chịu hình phạt quất roi thần hồn à? Lúc nghe thấy tin tức đó, ta cực kỳ không vui. Mà lúc ta không vui thường rất thích chút hết những bực tức khó chịu của mình lên đầu người khác gấp nghìn lần vạn lần. Chưa biết khẽ cười, ngón tay như ngọc tạc nhẹ nhàng vân vê, sợi tơ năng lượng màu đỏ xuất hiện một lần nữa, cho nên các ngươi đừng sốt ruột, thời gian của chúng ta còn dài mà. Tối nay còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể chơi từ từ. Sáng sớm ngày hôm sau, một đệ tử chăm chỉ học hành của viện y học vừa ra khỏi sân ký túc xá, vừa đi vừa học tên và thuộc tính của các loại thuốc. Vừa mới bước qua cánh cổng lớn sừng sững của khu giảng dạy trong viện y học, hắn vô tình ngẩng đầu thì trông thấy ba người máu chảy đầm đìa bị treo dưới tấm biển Thiên Y Cốc. A a a a, tiếng hét hoảng sợ chói tai vang vọng tận mây xanh đánh thức tất cả các đạo sư và đệ tử của viện y học. Trên quảng trường của viện y học càng lúc càng có nhiều người tụ tập, bọn họ đều hoảng hốt nhìn hình dáng ba người kia, sau đó líu díu bàn tán không ngừng. Kia không phải là đạo sư Mai Thư Hải của lớp Thủy Y một sao? Cô gái kia ta biết, đó là Minh Bạch Nhã của phân viện đan dược.
Còn cả tên kia có phải là Tịch Phi Dương vừa bị xóa sổ khỏi nội môn không nhỉ? Trời ạ! Sao ba người bọn họ lại bị treo ngược ở chỗ này thế? Rốt cuộc ba người đó còn sống hay đã chết rồi? Cơ thể của ba người này máu thịt nhầy nhụa, song kỳ quái chính là gương mặt của bọn họ vẫn nguyên vẹn không bị thương gì hết, cho nên mọi người chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Đám người bên ngoài đột nhiên có người gào lên, nhanh lên, còn không mau cởi trói cho người ta uống, nhìn xem rốt cuộc còn sống hay chết. Ai cho các ngươi ở chỗ này hóng hớt hả? Ngay sau đó có người bay lên trên biển hiệu, muốn cởi trói cho ba người này xuống, thế nhưng hắn loay hoay hồi lâu mà ba người bọn họ vẫn không nhúc nhích. Không còn cách nào khác, người kia đành phải bay xuống. Dư trưởng lão, ba người họ vẫn chưa chết nhưng đều bị thương rất nặng, nhất là thầy thuốc Mai, sợ rằng cả đời này không thể hành nghề y nữa rồi. Với lại trên người ba người họ không hề có một sợi dây thừng nào hết, cho nên đệ tử không biết phải cởi trói thế nào, về cơ bản không thể đưa bọn họ xuống được. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Dư trưởng lão tức giận mắng lên, rốt cuộc là kẻ nào làm chuyện táng tận lương tâm nhường này cơ chứ? Đột nhiên trong đám người vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, các ngươi không phát hiện ra à? Ba người này đều là những kẻ tham dự vụ hãm hại Minh Tử Lữ và Mạc Hạ Vân, ta xem bọn chúng đều là người xấu cả, bị trả thù cũng đáng đời. Ha ha, trả thù thế này thì nặng quá, ngươi nhìn xem vết thương trên người bọn họ đi, đáng thương quá. Dư trưởng lão càng nghe, đôi mắt càng lóe lên lửa giận hừng hực. Đúng vào lúc này, Mạc Hạ Vân chậm chậm đi từ nơi xa đến. Dư trưởng lão vừa trông thấy cô thì lập tức lao đến, cơn lửa giận đã ngùn ngụt bốc cao tận trời. Mạc Hạ Vân, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi lại là loại độc ác thâm hiểm đến thế. Cho dù ngày hôm qua bọn họ từng đắc tội với ngươi, nhưng đấy cũng chỉ là xung đột lời nói thôi. Thế mà ngươi lại lòng dạ rắn rết dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để đối phó với bọn họ, rốt cuộc ngươi có phải là người không hả? Bấy giờ Ôn Gia Toàn cũng chạy tới, ông lập tức hô lên, Dư trưởng lão, chuyện này còn chưa tra xét rõ ràng, tại sao ông có thể đổ cho Mạc Hạ Vân làm được? Dư trưởng lão cười lạnh, ngoại trừ Mạc Hạ Vân, ba người bọn họ còn cùng đắc tội ai nữa hả? Chưa nói đến hai người kia, chỉ riêng thầy thuốc Mai thôi, mặc dù tính tình ông ấy không tốt lắm, thế nhưng đã làm việc cẩn trọng ở Thiên Y Cốc được mấy năm rồi, chưa từng gây ra chuyện táng tận lương tâm gì, đến ngày hôm qua mới xích mích vài câu với Mạc Hạ Vân thôi. Ngoại trừ Mạc Hạ Vân, còn ai biết dùng thủ đoạn bỉ ổi bực này đối phó với ông ấy chứ? Mạc Hạ Vân đi lên phía trước một bước, hai đầu mày hơi cau lại, song vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Dư trưởng lão chỉ vào mặt Mạc Hạ Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ta nhất định phải xin khiển trách đường. Dư trưởng lão còn chưa nói dứt câu, Mai Thư Hải bị treo ngược phía trên đột nhiên ngẩng đầu, khóc lóc nức nở. Ta sai rồi, ta không dám nữa, ta là tội nhân của Thiên Y Cốc, ta tự nguyện khai ra tất cả tội lỗi của mình. Ngay sau đó ông ta bắt đầu vừa khóc vừa nói, không màng những người xung quanh. Những người ở bên dưới vốn còn đang tò mò hóng hớt, nhưng càng nghe ông ta kể, sắc mặt và biểu cảm của mọi người từ từ biến thành kinh ngạc và phẫn nộ vô cùng. Hiển nhiên là Mai Thư Hải đang kể lại từng chuyện xấu xa mà mình từng làm. Có một số việc đã qua rất lâu rồi, rất nhiều đạo sư và đệ tử nghe xong cũng không thể chứng thực nó là thật hay giả nên không có cảm giác gì. Nhưng có một số việc vừa mới xảy ra cách đây một vài năm. Ví dụ như một nữ đệ tử của lớp Thủy Y Viện Y Học đột nhiên nhảy xuống vực rãnh trời tự sát. Lúc ấy nữ đệ tử kia là thành viên trong lớp thầy thuốc Mai giảng dạy. Thầy thuốc Mai kết luận rằng nữ đệ tử này không chịu được áp lực nên lựa chọn con đường chết. Bởi vì gia thế của nữ đệ tử đó bình thường, tính cách của cô ấy lại hướng nội, cho nên cuối cùng chuyện này cứ thế bị mọi người quên đi. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Mai Thư Hải kể tất tần tật mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, mọi người mới phát hiện hóa nhiên chân tướng sự việc lại giận người đến thế. Không ngờ Mai Thư Hải lại mượn cớ dạy học để lừa gạt dụ dỗ nữ đệ tử này ra khỏi học viện, sau đó cưỡng hiếp cô ấy. Nữ đệ tử này quá căm hận và tuyệt vọng, muốn kiện Mai Thư Hải nhưng lại bị chặn ở ngoài viện y học không được vào trong, cuối cùng đành tuyệt vọng nhảy xuống vực rãnh trời. Ta nhớ nữ đệ tử này, ngay trước ngày cô ấy tự tử, cô ấy từng rất hào hứng nói rằng thầy thuốc Mai muốn dạy phụ đạo cho một mình cô ấy. Cô ấy hy vọng tương lai sau này có thể trở thành một y tiên. Ngày đó cô ấy rất lạc quan, hoàn toàn không giống dáng vẻ muốn tự sát chút nào. Trời ạ, nói như vậy thì tên thầy thuốc Mai này. Phì, tất cả những gì lão Mai Thư Hải này nói đều là sự thật sao? Dụ dỗ uy hiếp đệ tử, hối lộ lãnh đạo chèn ép các đạo sư khác, cướp thành tích của người khác. Không ngờ lão già Mai Thư Hải này đạo mạo là thế nhưng lại là loại xúc sinh lòng lang dạ sói như thế à? Loại cặn bã như thế đáng phải nhận kết cục như bây giờ, đấy là do ông ta gieo gió gặt bão thôi.
còn cả học viện nữa. Hóa ra biết rõ Mai Thư Hải xấu xa đến vậy mà vẫn còn muốn bao che cho lão ta. Ta thấy lão dư trưởng lão gì kia cũng là cá mè một lứa với Mai Thư Hải, chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Thoáng cái mọi người bỗng trở nên kích động, những đệ tử vừa rồi còn tỏ vẻ thương hại Mai Thư Hải và căm hận hung thủ đều ngước nhìn Mai Thư Hải bị treo ngược phía trên rồi chửi mắng một trận. Còn có người chỉ trỏ trỏ dư trưởng lão, đôi mắt ngập tràn sự chất vấn và khinh bỉ. Những câu nói đầy tức giận mà dư trưởng lão định thốt ra mắng Mạc Hạ Vân cũng bị nghẹn trong cổ họng, ông ta chỉ biết run tay chỉ vào Mạc Hạ Vân mà thôi. Mặt ông ta đỏ bừng lên, trong lòng vừa căm hận vừa lúng túng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Chờ Mai Thư Hải nói xong, Tỳ Phi Dương và Minh Bạch Nhã cũng thi thao khóc lóc thở than, kể từng chuyện xấu mà mình đã làm. Tỳ Phi Dương thì còn khá hơn một chút, nhưng Minh Bạch Nhã càng kể chuyện xấu của mình càng khiến mọi người chết lặng. Minh Tử Lữ vừa len lỏi vào trong đám người để nghe ngóng lại càng khiếp sợ đến mức sắc mặt cũng phải thay đổi. Lúc này, Minh Bạch Nhã đang khóc ròng, tôi sai rồi. Cầu xin ngài tha cho tôi. Tôi nói, tôi không phải là đại tiểu thư của nhà họ Minh, cũng không phải là con gái riêng của Minh Lai Hùng. Trên thực tế, tôi không biết cha của tôi là ai. Quả thật mẹ tôi từng yêu đương một thời với Minh Lai Hùng, nhưng trước đó mẹ tôi có rất nhiều tình nhân, thậm chí còn cùng một người trong số những tình nhân đó sinh ra tôi. Sau đó mẹ tôi bị một tên tình nhân lừa gạt, bị bán vào kỹ viện, sống những ngày cực kỳ thê thảm. Ngay cả tôi sau khi trưởng thành cũng phải ở đó bán thân xác mình, mãi cho đến khi vô tình gặp phải Minh Lai Hùng. Sau khi biết ông ấy từng qua lại với mẹ tôi, cho nên tôi nghĩ cách che giấu căn cốt số tuổi của mình, mạo nhận mình là con gái riêng của ông ấy, bước vào nhà họ Minh. Minh Tử Lữ cũng bị tôi hãm hại, chính tôi lừa cô ta uống thuốc kích dục, lừa cô ta vào mê trận, thuê người làm vấy bẩn cô ta. Tôi nghĩ muốn cô ta cũng bị vấy bẩn giống tôi, thân bại danh liệt giống tôi. Như thế tôi có thể ngồi vững trên cái ghế đại tiểu thư nhà họ Minh, như vậy tôi mới có thể cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta. Nhưng mà tôi không ngờ cô ta lại may mắn như thế. Những câu nói tiếp theo của Minh Bạch Nhã không có gì đáng để nghe cả, mọi người cũng không cần phải nghe nữa. Loại khốn nạn như thế, chết cũng đáng đời. Đúng vậy, à không đáng được thương hại. Ban đầu bọn chúng còn muốn trục xuất đạo sư Mạc Hạ Vân ra khỏi Thiên Y Cốc, ta nghĩ người đáng lẽ bị trục xuất là bọn chúng mới đúng ấy. Đến lúc Minh Bạch Nhã kể hết mọi tội trạng của mình xong, ba người vốn bị ghi chắc trên tấm biển đột nhiên rơi xuống một cách nặng nề, đập xuống nền đất. Không có linh lực bảo vệ, lại còn rơi từ trên cao xuống, tất nhiên có nhiều chỗ còn bị gãy xương, ba người vốn đã đau đớn lắm rồi bỗng kêu rên đầy thê lương. Nhưng những người xung quanh không có một ai thương hại bọn chúng cả, ngược lại đều hả hê chỉ trỏ trỏ vào bọn chúng. Chẳng mấy chốc, mấy võ phán mặc đồ màu đen chen vào đám người, lạnh lùng thông báo, Mai Thư Hải, Minh Bạch Nhã, Tịch Phi Dương. Ba người các ngươi là đối tượng tình nghi hãm hại người khác trong Thiên Y Cốc, tình tiết nghiêm trọng, hiện tại chính thức ban lệnh bắt giữ, phải chịu hình phạt quất roi thần hồn, phá hủy linh mạch. Nói xong, võ phán trực tiếp kéo ba người đã ngất đi. Dư trưởng lão tiến lên can, chuyện này vẫn chưa tra rõ ràng, có phải nên tìm người chữa trị cho bọn họ trước hay không? Võ phán như cười như không nhìn ông ta, dư trưởng lão, tôi khuyên ông tốt nhất đừng can dự vào chuyện này. Nếu không tra xét kỹ càng, những người ở viện y học không thoát thân nổi không chỉ là ba người bọn họ đâu. Dư trưởng lão tái mét mặt, vội vàng lùi về sau một bước, không dám nhiều lời nữa. Lúc đi ngang qua Mạc Hạ Vân, một võ phán mỉm cười thân thiện với cô, cất giọng trầm ấm, thầy thuốc Mạc, Vương đường chủ của chúng tôi gửi lời cảm ơn tới cô. Vết thương của đường chủ đã khỏi hẳn, đại ân đại đức của thầy thuốc, Vương đường chủ và chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Mạc Hạ Vân khẽ mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Võ phán đưa ba người kia đi rồi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Thật ra rất nhiều người đều nhận ra, cho dù đám người Mai Thư Hải không bị đưa đến khiển trách đường thì cũng sẽ trở thành một đống vô dụng hoàn toàn, có lẽ còn chẳng sống được mấy ngày. Mà khiển trách đường xuất hiện coi như là rửa sạch nỗi oan cho Mạc Hạ Vân mà thôi. Dư trưởng lão không phải kẻ ngu, đương nhiên cũng nhận ra điều ấy. Ông ta hung tợn nhìn Mạc Hạ Vân đăm đăm, chất vấn, Mạc Hạ Vân, cho dù thầy thuốc Mai quả thật đã hãm hại ngươi, ngươi đâu cần thiết phải ra đòn thâm hiểm như thế. Mạc Hạ Vân vẫn bình thản nhìn ông ta, thong dong nói, Dư trưởng lão, nói chuyện thì phải dựa vào chứng cứ. Ông nói là ta ra tay với đám thầy thuốc Mai đúng không? Có người nào tận mắt thấy à? Chuyện này không phải đã quá rõ ràng hay sao? Cần gì phải có chứng cứ? Dư trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, trừ ngươi ra, còn ai có mối thâm thù đại hận với đám thầy thuốc Mai như thế? Đôi mắt Mạc Hạ Vân như chứa vì sao tinh túy, cô cười khẩy,
hôm qua lúc các người khẳng định chắc nịch, sai Mai Thư Hải tới bắt bớ ta, nói xấu ta cũng không có chứng cứ. Không ngờ viện y học của Thiên Y Cốc lại thích ăn nói linh tinh đổ oan cho người khác thế à? Ngươi dám nói chuyện này không phải do ngươi làm không? Tại sao ta phải nói với ông chứ? Mạc Hạ Vân cười khẩy, có bản lĩnh thì ông mang chứng cứ ra, để người của khiển trách đường đến bắt ta đi, nếu không thì cách xa ta một chút. À còn có một chuyện nữa, đừng quên các ông vẫn còn nợ ta 6 quả ngưng nguyên còn lại nữa đấy. Nhớ đừng khất nợ nữa nhé, nhất định phải giao cho ta đúng hạn. Đừng quên đây chính là thỏa thuận giữa chúng ta. Nói xong, Mạc Hạ Vân không dừng bước lại nữa, cứ thế quay người rời đi. Bỏ lại Dư trưởng lão tức sùi bọt mép tại chỗ, cả người ông ta run lên vì căm hận quá độ. Lương trưởng lão bên cạnh và Dư trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được nỗi phẫn nộ, không cam lòng và hối hận trong mắt đối phương. Ban đầu lúc đồng ý điều kiện của Mạc Hạ Vân, bọn họ còn tưởng Mạc Hạ Vân chỉ là thiếu niên 18, 19 tuổi dễ lừa gạt gạ gẫm, đến lúc đó chẳng cần phải mất một quả ngưng nguyên nào. Nhưng mà ai ngờ được, kết quả lại thành ra như thế. Sớm biết Mạc Hạ Vân là một tai họa như thế thì ngày xưa, cho dù đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng quyết không đồng ý thuê Mạc Hạ Vân về làm đạo sư của Thiên Y Cốc. Nhưng hôm nay mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó. Và lại, Dư trưởng lão có dự cảm tương lai sau này, Mạc Hạ Vân sẽ còn gây ra nhiều chuyện phiền phức khác hơn ở Thiên Y Cốc. Các đệ tử của lớp Thủy Y 3 đứng cạnh thấy Mạc Hạ Vân đi rồi bèn lập tức hào hứng đi theo. Bọn họ không ngớt lời ca thán, đạo sư Mạc Hạ Vân, đạo sư phong độ đẹp trai quá. Đệ tử thích tính cách có thù tất báo, có ân khắc trả của đạo sư lắm đấy. Đạo sư Mạc Hạ Vân, rốt cuộc ba người kia có phải do đạo sư dạy dỗ hay không? Đúng là sướng quá đi mất, cho bọn chúng biết thế nào là hãm hại tử lữ, hãm hại đạo sư Mạc Hạ Vân nhé. Bọn chúng rơi vào kết cuộc như thế quả thật là đáng đời. Mạc Hạ Vân nhướng mày, im lặng không đáp, nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, có phải là mình làm không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi, cô cũng muốn sau này sẽ trả thù, nhưng không thích làm kiểu máu tanh tàn nhẫn như vậy. Về phần rốt cuộc chuyện này là ai làm, còn cần phải đoán nữa sao? Dạy xong tiết cho lớp Thủy Y 3, Mạc Hạ Vân quay lại căn viện của mình. Vừa mới bước vào cổng viện, cô đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo choàng đỏ ngồi dưới cây liễu trong đình viện, thảnh thơi uống trà. Cậu thiếu niên không đeo mặt nạ, để lộ nhan sắc mê hoặc xuất sắc còn hơn cả yêu tinh, tựa như đóa đồ mi nở rộ hút hồn người khác, song lại nguy hiểm khiến người ta phải sợ hãi. Mạc Hạ Vân đi đến ngồi xuống đối diện cậu, mặt không cảm xúc nhìn cậu. Trên gương mặt hơi nứt nẻ của thiếu niên mang vẻ lười nhác tùy ý, đến cuối cùng lại lộ chút tính trẻ con và phiền muộn. Mạc Hạ Vân, tại bọn chúng bắt nạt ngươi trước. Mạc Hạ Vân hiếm khi thấy thiếu niên này có vẻ mặt vừa thấp thỏm lo âu lại vừa phức tạp như thế, tức thì cô cũng bị chọc cười. Cô thở dài, thật ra thì cho dù ngươi không ra tay, ta cũng không khinh địch mà tha cho bọn chúng như thế. Đôi tròng mắt ảm đạm của chưa biết đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cô bé đằng trước. Mạc Hạ Vân gõ bàn rồi nói, lần này, ta chỉ nói một lần duy nhất nữa thôi, lần sau ngươi không được viện cớ này nữa. Chưa biết, cảm ơn ngươi đã đứng ra bảo vệ ta. Nhưng mà, sau này ngươi nhớ dùng phương thức gọn gàng dứt khoát một chút, đừng có lần nào cũng máu tanh tàn nhẫn như thế. Chưa biết trợn tròn mắt, một hồi lâu mới nói, không phải ngươi ghét ta biến thái sao? Không phải ngươi bảo ta không thể tùy tiện giết người cơ mà? Không thể tùy tiện giết người bao giờ? Ta không hề nói như thế. Mạc Hạ Vân cười tự giễu, đã có không biết bao nhiêu người chết trên tay ta rồi đấy. Huống chi, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé như thế này, nếu như người khác giết ngươi mà ngươi không đáp trả, vậy thì đấy không phải là lương thiện mà là ngu xuẩn. Chưa biết, ta chỉ hy vọng ngươi đừng coi việc giết người là thú vui, lại càng đừng coi việc nhìn người khác đau khổ thành trò giải trí của mình. Mạc Hạ Vân lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng màu tím hút hồn vô cùng. Ta không biết ngươi từng trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành tính cách ngày hôm nay. Nhưng mà ta biết, cái mà ngươi gọi là nhìn người khác đau đớn cũng thấy vui ấy. Chỉ là giả thôi, lúc hành hạ người khác đến chết, ngươi không vui vẻ chút nào cả. Chưa biết ngơ ngác nhìn cô, hàng mi dài tựa cây quạt nhẹ nhàng chớp chớp, lúc thì như thể muốn che giấu tia sáng trong mắt, lúc thì lại muốn bung tỏa hết cảm xúc đang trào dâng trong tim ra ngoài. Mạc Hạ Vân đứng lên, cất giọng trầm thấp nhưng lại dịu dàng hiếm thấy. Nếu sau này có một ngày, lúc ngươi muốn giết người tìm niềm vui, nhất là giết những người vô tội ấy, ta hy vọng ngươi sẽ nhớ lấy những lời ta nói ngày hôm nay. Chưa biết, ngươi có thật sự vui vẻ không? Sau khi nói xong, Mạc Hạ Vân trực tiếp quay người rời đi, không nói thêm câu nào nữa. Chưa biết lẳng lặng ngồi im tại chỗ như thể hóa đá. Một lúc lâu sau cậu mới bưng tách trà đã nguội lạnh từ lâu, cầm lên nhấp môi một hớp.
Cành liễu rủ xuống phất qua gương mặt tinh xảo của hắn, cánh môi hồng hào nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Âm hưởng trầm ấm khe khẽ tựa như đến từ cõi chiêm bao xa xôi, vui vẻ sao? Đã rất lâu rồi ta không nghe thấy người nào nhắc tới hai từ này trước mặt ta đấy. Mạc Hạ Vân, ngươi mong là ta vui vẻ phải không? Vậy thì tốt nhất ngươi hãy ở lại bên cạnh ta, ngắm nhìn ta, trông chừng ta để ta cảm nhận được niềm vui vẻ thật sự. Nếu không, ta không dám đảm bảo mình có khiến mọi người trong thiên hạ đều khó chịu chỉ vì đổi lấy sự vui vẻ của ta đâu đấy. Sau khi trò chuyện xong với Chưa Biết, Mạc Hạ Vân không trở về ký túc xá của mình mà lại đi tới sườn đồi chỗ rãnh trời. Nơi này ma khí rất nhiều, sẽ gây thương tổn rất lớn cho các võ giả và tu sĩ, nhưng đối với Tử Minh U La thì đây là chất dinh dưỡng rất tốt. Cô thả tiểu tử sang một bên, để kệ nó tự mình hấp thu ma khí. Lần này Mạc Hạ Vân không nhịn được mà đi đến gần chỗ rãnh trời thêm vài mét, thò đầu xuống nhìn xung quanh. Nghe nói vực rãnh trời này là một trong những cửa ngõ bước vào ma giới, hễ người nào nhảy xuống sẽ bị bào mòn tâm trí, biến thành ma vật cấp thấp nhất. Mạc Hạ Vân bình ổn hơi thở, vận linh lực đuổi ma lực đang xâm nhập vào cơ thể mình ra ngoài. Song cô vẫn cảm giác hô hấp rất khó chịu, dường như đang có một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim cô, khiến trán cô cũng phải rỉ mồ hôi. Cô đang định lui về sau thì đột nhiên nơi sâu trong thần thức rung động một cái khó hiểu, giống như tiếng gọi từ trong máu thịt vậy. Cô khựng bước lại, cơ thể vốn đang định lùi về sau bỗng tiến nhanh về phía trước hai bước. Tiếng gọi xa xôi, liên hệ huyết mạch, khế ước bùng nổ, là cái gì ấy nhỉ? Rốt cuộc bên dưới vách đá này đang có cái gì hấp dẫn cô vậy, gọi cô vậy? Đang lúc Mạc Hạ Vân hơi hoảng hốt muốn xông về phía trước, đột nhiên một cánh tay bị kéo lại, lôi cô vào vòng ôm vững chãi. Nàng muốn làm gì? Cơ Minh Vũ gần như không kiềm nổi sự sợ hãi và hung dữ trong giọng nói của mình. Nàng có biết bên dưới là nơi nào không? Ta nói rồi, nàng là của ta, không một ai có thể làm tổn thương người của ta, bao gồm cả chính bản thân nàng. Mạc Hạ Vân bị mắng cho đần mặt. Từ lúc gặp Cơ Minh Vũ đến giờ, hắn vẫn luôn là người bình tĩnh tỉnh táo, gần như trên mặt rất ít khi xuất hiện biểu cảm nào khác. Nhưng giờ phút này, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hai bên huyệt thái dương của hắn hằn gân xanh, gương mặt hơi tái nhợt cũng phải đỏ bừng lên vì phẫn nộ, dễ thấy vừa rồi hắn tức giận biết bao nhiêu. Mạc Hạ Vân nuốt nước bọt, dè dặt nói, huynh tưởng ta muốn tự sát hả? Sao có chuyện đó được chứ? Ta chỉ cảm thấy hình như dưới vực này đang có âm thanh gì và sức mạnh nào đó đang gọi ta, cho nên muốn tới gần xem thử. Nét phẫn nộ trên gương mặt Cơ Minh Vũ từ từ biến mất, nhưng sự khó chịu và u ám vẫn hiển hiện trong đôi mắt hắn. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Mạc Hạ Vân, cứ thế kéo ra ngoài. Chờ ra khỏi kết giới ở rãnh trời mới vận linh lực, đuổi hết sạch sẽ ma khí bám trên người cô đi. Mạc Hạ Vân thấy hắn vẫn lạnh mặt không nói câu nào, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy hoang mang. Rõ ràng việc giải thích với người khác không hợp với tính cách của cô, nhưng cô vẫn khẽ nói, tiểu tử ở bên cạnh rồi, cho dù ta thật sự trượt chân thì tiểu tử cũng có thể kéo ta lại mà. Ta sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu, thật đấy. Cơ Minh Vũ vẫn không nói gì như cũ, hắn lại truyền linh lực vào cơ thể cô, xoay một vòng khắp kinh mạch và đan điền của cô rồi mới thu tay lại. Vào lúc Mạc Hạ Vân đang định mở miệng nói chuyện một lần nữa, hắn bỗng vươn tay kéo cô vào lòng, hôn một cái thật thắm thiết. Cái hôn này không hề dữ dội như lúc nổi giận, nhưng cũng không phải dịu dàng khe khẽ mà mang theo sự trừng phạt. Hắn khẽ cắn cánh môi cô rồi ra sức mút lưỡi cô, siết cô thật chặt trong lòng mình làm cô không thể nào thở nổi. Đến lúc Cơ Minh Vũ buông tay ra, Mạc Hạ Vân đã bủn rủn hết cả chân tay, sụi lơ trong lòng hắn rồi há miệng thở dốc. Sờ cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của mình, Mạc Hạ Vân tức giận đập thật mạnh vào lồng ngực Cơ Minh Vũ, khốn kiếp. Cô định giãy giụa tránh thoát khỏi lòng Cơ Minh Vũ thì lại bị hắn ôm lại lần nữa, chất giọng trầm thấp khàn khàn của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, Tuyết Nhi, ta vẫn luôn dõi theo nàng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng bị người ta bắt nạt ở nơi ta không thể nhìn thấy, ta chỉ muốn phá hủy toàn bộ Thanh Vân giới thành mây khói. Giọng nam vững vàng, trầm thấp mà tỉnh táo, song giọng điệu của hắn toát lên sự mạnh mẽ và bá đạo ngạo nghễ của người đứng đầu thiên hạ. Mạc Hạ Vân thoáng sửng sốt, huynh biết bên phía ta xảy ra chuyện gì à? Sau đó, cô tức khắc bừng tỉnh, tức giận chất vấn, huynh sai người giám sát ta sao? Cơ Minh Vũ cũng biết chuyện này có gì mà phải tránh, vì vậy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cô, nàng là cô gái của ta, đương nhiên ta phải đảm bảo an toàn cho nàng rồi. Có điều ta đã dặn dò bọn họ, trừ khi nàng phải gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bọn họ sẽ không nhúng tay vào đâu. Đương nhiên, nếu nơi này thật sự có người dám làm nàng bị thương, ta sẽ không để ý mà bắt cả Thiên Y Cốc chôn cùng. Mạc Hạ Vân giờ khóc giờ cười, bực bội đẩy hắn ra,
huynh là ai mà ăn nói vênh váo thế? Lại còn bắt cả Thiên Y Cốc chôn cùng nữa chứ? Thiên Y Cốc là nơi nào? Đây chính là bá chủ của Thanh Vân giới đấy. Cho dù là các nhân vật tầm cỡ của nhà họ Quân, nhà họ Vân, Cung Thần Châu cũng không dám nói sẽ kiến Long Y Cốc và Thanh Vân giới tan thành mây khói đâu. Trừ phi là vị thần tôn đứng đầu thiên dực trong truyền thuyết kia, nếu không còn ai dám cả gan nói ra câu đấy chứ. Cơ Minh Vũ nghe vậy cũng không tức giận mà chỉ nắm tay cô, chuyển chủ đề, ta dẫn nàng đến một nơi. Đến đâu cơ? Mạc Hạ Vân cảnh giác lùi về sau, buổi tối ta đã đồng ý nấu món canh thập cẩm cho chưa biết rồi. Cô còn chưa nói hết câu, Cơ Minh Vũ đã ôm chặt eo Mạc Hạ Vân rồi bay lên trời. Tử Minh U La ở bên dưới thoát dùng mình, hình như muốn đuổi theo. Song quả thật nó ăn quá no nên chỉ búng người hai cái rồi lại buồn bực quay trở lại chỗ cũ, cố gắng tiêu hóa ma khí. Giữa không trung xuất hiện một lớp lồng linh lực trong suốt không màu bao bọc lấy hai người. Cơ Minh Vũ ôm vững cô gái vào trong lòng, nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Tuyết Nhi, ta nhớ là ta đã cấm nàng không được nấu ăn cho tên đàn ông nào khác mà. Cô bé này thật là, ở bên mình mà lại còn lo cho tên đàn ông khác, còn nói là muốn làm cái gì mà canh thập cẩm nữa chứ. Hắn còn chưa được ăn đâu đấy. Mạc Hạ Vân lừ mắt, định nói gì đó thì bị Cơ Minh Vũ giữ gái, cứ thế hôn cô. Không được nhắc đến tên đàn ông khác trước mặt ta nữa, nếu không nàng cũng tự biết hậu quả đấy. Cơ Minh Vũ cất giọng khẽ khàng tỉnh táo, song câu nói thốt ra lại vô cùng xấu xa. Cuối cùng hắn còn nhẹ nhàng chạm vào môi cô một cái, chưa thỏa mãn nói, ta sẽ không ngại hôn đến khi nàng nhớ kỹ mới thôi đâu. Tên này, đồ khốn, đồ mặt dày, ngang ngược, trẻ con. Sau nửa canh giờ, Cơ Minh Vũ mang theo Mạc Hạ Vân chậm chậm hạ xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mạc Hạ Vân bỗng sửng sốt. Đây là một sơn cốc, trong cốc đầy hoa thơm và chim chóc bay lượn, bươm bướm nhiều màu vỗ cánh dập dờn khắp nơi. Cách đó không xa còn có một hồ nước trong veo phản chiếu hình ảnh trời xanh mây trắng, non nước hữu tình. Từ rất xa còn có tiếng nước chảy róc rách của thác nước và dòng suối nhỏ. Mạc Hạ Vân ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, dường như trong đầu hiện lên từng màn xưa cũ trong trí nhớ. Tại sơn cốc yên tĩnh năm nào, bướm màu bay lượn, ánh sáng trắng chiếu rọi, một người đàn ông quỳ xuống trước mặt cô, thốt lên lời thề thành kính nhất. Cô biết đây không phải sơn cốc mà ngày đó cô và Trác Thế Vũ đính ước, thế nhưng lại mang đến cho cô cảm giác tương tự như vậy. Mạc Hạ Vân quay sang nhìn người đàn ông vẫn lạnh lùng đối diện, trong mắt cô dập dờn cảm xúc mãnh liệt. Vất vả lắm cô mới bình ổn tâm trạng, khan giọng hỏi, tại sao lại đưa ta đến đây? Cơ Minh Vũ im lặng chốc lát mới lạnh lùng nói, Chu Tước phát hiện ra chỗ này, còn nói chắc chắn con gái sẽ thích. Ta không biết nàng có thích hay không, nhưng ta không có người con gái nào để đưa đến đây cả. Cho dù giọng nói này có vẻ hờ hững, nhưng Mạc Hạ Vân lại nhận ra sự lúng túng và ngượng ngùng qua ngữ điệu lời nói của hắn. Rất hiển nhiên là hắn rất ít khi làm chuyện tương tự thế này. Cô không kiềm được mà phì cười, sau đó nhướng mày trêu chọc, ta không nhìn thấy tu vi của huynh, nhưng chắc kiểu gì cũng phải qua đại thừa kỳ rồi nhỉ. Huynh sống nhiều năm như vậy rồi, ta không tin huynh không có người con gái nào cả. Cơ Minh Vũ nhìn cô với vẻ mặt không chút thay đổi, giọng nói lạnh lẽo trầm tĩnh vang lên, không phải Tuyết Nhi có thể nhìn ra một người từng có tình nhân hay không à? Vậy chi bằng bây giờ nhìn giúp ta đi. Cái gì? Mạc Hạ Vân hơi giật mình, ngay sau đó sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ. Cơ Minh Vũ tiến về phía trước một bước thì Mạc Hạ Vân lại đồng thời lùi về phía sau. Bởi vì vấp chân vào tảng đá bên cạnh nên cô suýt nữa ngã xuống. Song Cơ Minh Vũ đã nhanh tay túm lấy cô, ôm siết vào lòng. Giọng nam trầm thấp khẽ khàng vang lên bên tai Mạc Hạ Vân, Tuyết Nhi, nàng đã nhìn ra chưa? Nhìn ra cái gì chứ? Đồ khốn này, hắn có tu vi cao như thế, nếu muốn giấu thì sao mình nhìn ra được chứ? Nhưng không hiểu tại sao, tận sâu thâm tâm cô lại tin tưởng người đàn ông này một cách tuyệt đối. Ta đã sống rất lâu rồi, đến ta còn không cả nhớ rõ đã mấy ngàn năm hay hơn vạn năm nữa. Nhưng mà ta biết, nàng là người con gái đầu tiên khiến ta rung động, cũng là người con gái duy nhất mà ta muốn ở bên mãi mãi. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Mạc Hạ Vân, ta chỉ muốn có một mình nàng, vĩnh viễn chỉ có một mình nàng mà thôi. Mạc Hạ Vân ngơ ngác nhìn gương mặt anh Tuấn quen thuộc của hắn, nghe lời thề thốt nghiêm túc của hắn, vẻ mặt cô bỗng trở nên hoảng hốt mà tưởng niệm, ngay cả linh hồn cũng rung lên. Cơ Minh Vũ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng như vậy, nặng tình như vậy, tựa như đang bảo vệ vật báu mà mình yêu thương nhất. Mạc Hạ Vân nhắm mắt lại, giơ tay ôm lấy cổ hắn, trong đầu như đang văng vẳng lời thề đến chết cũng không thay đổi của Trác Thế Vũ năm nào. Bất kể là thật hay giả, hay cho dù đây chỉ là một giấc mộng, xin hãy để cô đắm chìm trong giấc mộng này dù chỉ một khắc thôi, cô không muốn tỉnh lại.
Trác Thế Vũ, ta rất nhớ huynh, ta thật sự rất nhớ huynh. Trong căn viện của Mạc Hạ Vân ở Thiên Y Cốc, chưa biết ngồi trong sân, uống chén nước trà đã lạnh ngắt lạnh ngơ, nhìn gian phòng trống rỗng. Cậu như thể hóa đá, một hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích chút nào. Lúc Mạc Hạ Vân về thì trăng đã treo cao, qua giờ ăn cơm rồi. Thấy chưa biết còn ngồi trong sân, Mạc Hạ Vân thoáng cái ngây người, chưa biết, sao ngươi vẫn còn ở đây thế? Hàng lông mi thật dài của chưa biết khẽ chớp, ánh mắt nhìn Mạc Hạ Vân trầm tĩnh sâu thẳm thật đáng sợ, dường như quanh người cậu bốc lên cảm xúc bạo ngược muốn xé rách thứ gì đó. Song Mạc Hạ Vân lại không có cảm giác gì, cô tiến lên một bước rồi đặt tay lên trán cậu, hàng mày lập tức cau lại, có chuyện gì thế? Ngươi bị sốt à? Lúc nãy vừa nhìn thoáng qua, cô đã cảm thấy rất kỳ quái. Mặt chưa biết đỏ đến đáng sợ, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lừ, hơi thở rối loạn, rõ ràng cơ thể có vấn đề. Chưa biết gạt tay co ra, chậm rãi nói, Mạc Hạ Vân, ngươi đi đâu? Tại sao chuyện đã đồng ý với ta rồi mà không làm được? Thật xin lỗi. Mạc Hạ Vân áy náy nói, tự dưng có việc không thể về được, có điều ta đã bảo tiểu tử đến báo tin với ngươi rồi mà, tại sao ngươi lại ở bên ngoài chờ đến tận giờ này? Chuyện gì? Mạc Hạ Vân hơi kinh ngạc. Cô đối diện với ánh mắt sáng quắc của chưa biết hồi lâu mà chẳng thốt nổi một lời. Chưa biết đứng phắt lên, túm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo lại gần. Trong con ngươi cậu như bốc lên ngọn lửa nóng bỏng ngùn ngụt. Nói cho ta biết, Mạc Hạ Vân, ngươi vừa mới đi đâu? Ở cùng ai? Mạc Hạ Vân thình lình hất tay lên, thậm chí không tiếc làm cổ tay mình bị chật khớp, rút khỏi sự giam giữ của chưa biết, cả người lùi về sau một bước. Nét lo lắng và dịu dàng trên gương mặt cô biến mất sạch sành xanh trong nháy mắt. Cô trầm giọng nói, chưa biết, ngươi đi quá giới hạn rồi. Ta và ngươi là hai người độc lập, ta không cần thiết phải báo cáo với ngươi mọi chuyện ta làm. Còn nữa, ngươi đã không còn là trẻ con nữa, cho dù ta và ngươi thật sự là tỷ đệ thì ngươi cũng không thể tùy tiện như thế cả đời được. Cơn đau xé ruột xé gan truyền đến từ cổ tay, hình như đã bị chật khớp thật, nhưng Mạc Hạ Vân không buồn để ý mà cứ thế quay người định đi. Song vừa mới bước được hai bước, đằng sau cô vang lên giọng nói trầm khàn của thiếu niên tựa như sắp vỡ vụn. Rõ ràng ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Có phải vì ta vừa mới giết người tàn bạo nên ngươi lại định bỏ rơi ta lần nữa hay không? Chắc là thế rồi. Thiếu niên cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại làm người khác xua xót và tuyệt vọng hơn. Dù sao, xưa nay ta luôn là kẻ bị ruồng bỏ, ta đã sớm quen rồi. Mạc Hạ Vân thoáng khựng bước lại. Nếu như chưa biết vẫn còn tùy tiện ngang ngạnh như thế, cô hoàn toàn có thể quyết tâm mặc kệ cậu. Nhưng mà thiếu niên trước giờ mạnh mẽ là thế lại tỏ vẻ yếu ớt đến vậy, khiến cô cũng phải mềm lòng. Nói cho cùng, cậu cũng mới chỉ là một thiếu niên, vẫn còn nhỏ giống như tiểu chiến thôi. Trong lòng cô, cậu giống như đệ đệ ruột thịt của mình cả. Sau bao nhiêu ngày sống với nhau, cô đã chẳng thể coi cậu là người xa lạ nữa rồi. Mạc Hạ Vân quay đầu lại, khẽ thở dài nhượng bộ, vào phòng bếp nhé. Chưa biết vẫn nhìn cô với đôi mắt tăm tối, không nhúc nhích mà cũng không nói gì. Không phải ngươi muốn ăn canh thập cẩm sao? Vậy thì bây giờ ta nấu cho ngươi ăn. Như vậy là được rồi chứ. Nói xong, cô cứ thế quay người đi đến phòng bếp, tiếng nói êm ái truyền đến từ xa xa. 3 giây nữa mà ngươi còn không vào trong, ta coi như ngươi không muốn nữa. Đôi mắt chưa biết đột nhiên lóe sáng chói mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt, bóng hình hắn ngay lập tức xuất hiện trong phòng bếp. Trừ món canh thập cẩm, còn cả hoa ôm cá, thịt linh thú bọc lá sen. Nhóc con, ngươi bớt được voi đòi tiên cho ta đi. Ngày hôm sau đến lớp giảng bài, cuối cùng cô cũng nhìn thấy 3 người Quân Hoàng Bác, Vân Văn Tĩnh, Bạch Nhược Hoàn đã biến mất vài ngày. Dáng vẻ của 3 người bọn họ đều khiến Mạc Hạ Vân hơi kinh ngạc. Bởi vì mới có vài ngày ngắn ngủi, 3 người thiếu niên này như đã gầy đi rất nhiều, ai nấy đều toát lên sự chán chường, kiềm nén và thâm trầm. Mà gương mặt thì cực kỳ tiều tụy, ngay cả linh lực không còn ổn định, thậm chí Quân Hoàng Bác vốn sắp đột phá phân thần trung kỳ hình như tu vi cũng bị giảm sút một chút. Nhưng kinh ngạc thì cứ kinh ngạc, Mạc Hạ Vân không thèm quan tâm, cứ thế bắt đầu giảng bài. Ngược lại 3 người nhóm Quân Hoàng Bác lại cảm thấy rất kỳ quái, hình như người trong lớp học hành rất nghiêm túc. Thái độ của mỗi người đối với Mạc Hạ Vân cũng trở nên vô cùng hiền hòa, thậm chí có thể nói là thân thiết. Nhất là Minh Tử Lữ và Mễ Huyên lúc nào cũng chỉ muốn như hình với bóng dính vào Mạc Hạ Vân. Hơn nữa, gương mặt Minh Tử Lữ không còn sự tối tăm xưa kia nữa mà thay vào đó là một nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời. Đám người kia giở trò quái quỷ gì thế nhỉ? Quân Hoàng Bác khó chịu nhìn người thiếu niên đang giảng bài trên bục. Lẽ nào 3 người họ mới đi vắng có vài ngày, Mạc Hạ Vân đã thu phục được những người còn lại trong lớp Thủy Y 3 rồi sao? Cậu ta còn lâu mới tin điều ấy là thật. Vân Văn Tĩnh cũng đăm chiêu nhìn cảnh này,
song tạm thời chưa có hành động gì khác. Tuy nhiên đến ngày thứ hai, chuyện khiến Quân Hoàng Bác chết lặng đã xảy ra. Cậu ta nhìn một thanh niên nghênh ngang xuất hiện trước cửa phòng học của lớp Thủy Y 3, khó chịu nói, Tống Chăn, ngươi đến ngoại môn làm gì? Tống Chăn đẩy cậu ta ra, mỉm cười đi tới trước mặt Minh Tử Lữ, nhận lấy dụng cụ điều chế thuốc từ tay cô ấy, dịu dàng nói, Tử Lữ, ta vô tình có được một cây sáo quản tử tâm bằng gỗ mun, bản thân cây sáo này có tác dụng ngưng tụ thần hồn, nâng cao khả năng mê hoặc. Nàng theo ta đi xem nó được không, ta cảm thấy nó rất phù hợp với nàng đấy. Minh Tử Lữ đỏ mặt, vội vàng tránh khỏi tay hắn rồi lùi về sau, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, không cần đâu, bây giờ ta không có ý định tu luyện linh âm mê hoặc nữa. Sau này ta muốn chăm chỉ học chế thuốc từ đạo sư Mạc Hạ Vân. Tại sao không tu tập linh âm mê hoặc nữa vậy? Rõ ràng nàng có thiên phú lắm mà, Tử Lữ, nàng cứ mặc kệ người ta thích nói sao thì nói đi. Minh Tử Lữ hơi tái mặt, lắc đầu nói, không phải, không liên quan gì đến những người khác. Mấy ngày qua ta đã không còn sợ nghĩ về chuyện năm đó, cho nên bây giờ mới nghĩ thật kỹ, thật ra lúc ấy người kia muốn đẩy ta tránh ra. Nhưng mà bây giờ ta hoang mang hoảng sợ quá mức, vì vậy vô tình lấy ra sáo ngọc thi triển linh âm mê hoặc. Vốn dĩ ta định khiến hắn hôn mê, sau đó thừa cơ chạy trốn, có điều ai mà ngờ được linh âm mê hoặc chẳng lợi hại được như ta nghĩ, ngược lại có còn hại cả ta và cả người kia. Mặc dù ta không thấy rõ mặt mũi của hắn, cũng không biết hắn là ai, nhưng ta biết không phải do hắn sai. Tóm lại, cảm ơn ý tốt của Tống công tử, nhưng mà sau này ta sẽ không thổi sáo nữa đâu. Nói dứt câu, cô ấy nhoẻn môi cười, kéo tay Mễ Huyên rồi đi thẳng. Tống Chăn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau đột nhiên tự tát mình một cái thật mạnh, sắc mặt xa sầm thật đáng sợ. Chẳng qua sau khi tự và mình xong, Tống Chăn vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt như cười như không của Mạc Hạ Vân và cả nét kinh ngạc trong đôi mắt Quân Hoàng Bác. Mới vừa rồi trong phòng học chỉ có mấy người họ, ba người Quân Hoàng Bác đứng cách khá xa nên không nghe rõ, song Mạc Hạ Vân và Mễ Huyên lại nghe được rõ mồn một. Tống Chăn không có ý né tránh ba người đấy, nhưng lúc này hắn hoang mang lướt mắt, lùi người vòng qua Mạc Hạ Vân rồi vội vàng chạy trốn. Thế nhưng, đúng lúc này đằng sau truyền đến tiếng cười thản nhiên của Mạc Hạ Vân, con trai của Thương Lang Tôn giả chỉ có ngần ấy can đảm và khí phách thôi à? Chuyện đã làm mà không dám thừa nhận sao? Tống Chăn nghiến răng khựng bước lại, vẻ mặt đầy phiền muộn. Không phải là hắn không dám thừa nhận, chẳng qua là sợ ánh mắt ghét bỏ và bài xích của Minh Tử Lữ. Ai bảo cô gái mà hắn yêu duy nhất lại gặp phải chuyện không tốt đẹp ấy chứ? Hắn siết tay lại, quay người nhìn thẳng vào Mạc Hạ Vân, do dự một lúc lâu mới bước đến gần. Ta đã hỏi cha ta rồi, ông ấy bảo ta chuyển lời tới cô rằng rất vui vì cô còn sống. Ông ấy còn bảo ta mời cô đến cung Thần Châu, còn dặn ta phải tiếp đãi thật chu đáo. Rốt cuộc cô và cha ta có quan hệ thế nào vậy? Đột nhiên hắn như nghĩ ra gì đó, lẽ nào chính cô là người chữa khỏi bệnh cho cha ta à? Mạc Hạ Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ cười mỉm. Tống Chăn phiền não xua tay, mặt mũi đỏ bừng, ta mặc kệ cô có quan hệ như thế nào với cha ta, nhưng nghe giọng điệu của cha ta cứ như muốn coi cô làm huynh đệ kết nghĩa ấy. Mà dù sao cô cũng đã là bạn tốt của cha ta, lại là đạo sư của Tử Lữ, dù sao cũng coi như là bậc bề trên của ta rồi, cho nên bất kể thế nào thì cô cũng phải nên giúp ta một tay mới phải chứ nhỉ? Ta nên làm thế nào mới khiến Tử Lữ chấp nhận ta đây? Mạc Hạ Vân giật giật khóe miệng, hồi lâu chẳng thể thốt nổi câu nào. Mẹ kiếp, người này bây giờ đã 90 mấy tuổi rồi, thế mà còn không biết xấu hổ tâng bốc mình là bậc bề trên của hắn cơ đấy. Chẳng lẽ chỉ vì tán gái mà chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi nữa à? Bề trên cái đầu ngươi đấy. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi mới dằn nỗi kích động muốn văng tục chửi thề của mình xuống, liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đương nhiên là nói tốt giúp ta trước mặt Tử Lữ rồi. Tống Chăn lập tức ưỡn ngực mỉm cười, nếu như Tử Lữ có phiền phức gì, cô nhất định phải bảo ta đấy nhé, tuyệt đối đừng tự mình ra tay giúp nàng ấy. Bây giờ nàng ấy đã sùng bái cô lắm rồi, cũng nên đến lượt ta để lại ấn tượng tốt cho cô ấy nữa chứ. Mạc Hạ Vân lừ mắt, chẳng thèm để ý đến tên mặt dày này nữa, quay người rời đi. Chẳng hiểu sao một người thận trọng đứng đắn như Thương Lang Tôn giả lại sinh ra thằng con trai mặt dày thế không biết. Nhìn bóng dáng Mạc Hạ Vân bước ra tòa nhà dạy học, Tống Chăn buồn bực nói, rốt cuộc có đồng ý không mà chẳng nói gì thế này. Lúc Tống Chăn đi ra ngoài tòa nhà dạy học, trông thấy nhóm ba người Quân Hoàng Bắc ở ngoài cửa đăm chiêu nhìn về nơi xa. Hắn dừng bước lại, trầm giọng nói, trên thế gian này còn rất nhiều điều bất công và đen tối, nhưng không phải tất cả mọi người đều không đáng để tin tưởng. Quân Hoàng Bắc, Vân Văn Tĩnh, Bạch Nhược Hoàn, các ngươi đã đắm chìm trong quá khứ rất lâu rồi,
Bây giờ là lúc nên rút ra, tiếp tục tiến về phía trước đi. Quân Hoàng Bác Sa sầm mặt, chỉ thốt lên một câu cút rồi quay người bỏ đi. Vân Văn Tĩnh vừa dõi theo bóng lưng Quân Hoàng Bác vừa khe khẽ thở dài. Cậu ta gật đầu xem như chào Tống Chăn một cái rồi kéo Bạch Nhược Hoàn quay người ra về. Chỉ có Bạch Nhược Hoàn vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, hắng giọng nói, làm gì thế? Không phải các huynh muốn điều tra rõ ràng xem mấy ngày qua rốt cuộc trong lớp đã xảy ra chuyện gì sao? Tự dưng kéo ta đi làm gì? Trong ký túc xá khu phân viện Thủy Y, Quân Hoàng Bác nghe hết lời kể của Ngô Kim Thủy bỗng đứng phát dậy, khó tin nói, ngươi nói gì cơ? Mạc Hạ Vân là nữ á, mẹ kiếp! Bạch Nhược Hoàn cũng đứng bật dậy khỏi ghế, sao có thể thế chứ? Thầy thuốc nữ trong cả Thiên Y Cốc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đã vậy Mạc Hạ Vân là y tiên nữa đấy, lại còn là đạo sư của Thiên Y Cốc, sao lại là con gái được? Ngô Kim Thủy cười nói, ban đầu bọn đệ cũng không tin luôn, e là nếu như không phải vì chứng minh bản thân trong sạch, đạo sư Mạc Hạ Vân sẽ không công bố sự thực ấy đâu. Chẳng qua vừa nhớ tới biểu cảm như nuốt phải ruồi của đám đạo sư kia, để lại buồn cười chết mất. Há há há, đạo sư Mạc Hạ Vân đúng là lợi hại. Quân Hoàng Bác nhảy từ trên ghế xuống, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Chỉ có Vân Văn Tĩnh là tương đối bình tĩnh. Kim Thủy, ngươi kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua một lần nữa cho ta. Được rồi, Vân thiếu gia không biết đâu, bởi vì mấy ngày qua các huynh không ở đây, lớp Thủy Y ba chúng ta bị chèn ép thảm lắm. Trước kia người thấy chúng ta chỉ biết cúi đầu, thế mà giờ lại dám cười nhạo chúng ta, lại còn đòi đuổi Tử Lữ ra khỏi Thiên Y Cốc nữa chứ. May sao đạo sư Mạc Hạ Vân đứng ra bảo vệ, nếu không lớp Thủy Y ba của chúng ta đã mất sạch mặt mũi rồi. Ngô Kim Thủy càng kể lại mọi chuyện của mấy ngày qua càng hớn ha hớn hở, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Vân Văn Tĩnh thầm kinh ngạc, cậu ta không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Mạc Hạ Vân đã làm đến mức độ ấy, làm được biết bao nhiêu việc mà không một người đạo sư nào làm được. Đó là khiến đệ tử trong lớp Thủy Y ba tâm phục khẩu phục. Nhưng càng nghe Ngô Kim Thủy kể chuyện vừa trải qua, trong lòng Vân Văn Tĩnh cũng trào dâng cảm xúc muốn thân cận, tin tưởng người đạo sư này. Bao che, bụng dạ hẹp hòi, trả thù tàn nhẫn. Những thứ này có thể coi là khuyết điểm không? Song Vân Văn Tĩnh càng nghe càng cảm thấy hành động của vị đạo sư Mạc Hạ Vân có ơn khắc trả, có thù tất báo, như thế mới không đạo mạo, dối trá giả tạo mới hợp ý mình. Quân Hoàng Bác cũng hơi hoảng hốt và ngơ ngẩn, trong đầu cậu ta lại hiện lên gương mặt anh tuấn xinh xắn kia lần nữa. Hóa ra, cậu ta là con gái à? Chỉ có Bạch Nhược Hoàn nghe cả buổi trời, đột nhiên bực bội đập bàn, tức giận mắng, chết tiệt, không ngờ cả đám người chúng ta vây quanh hành cả tháng trời mà không đối phó được với một con nhóc. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải ba thiếu gia chúng ta sẽ mất hết thể diện ở Thiên Y Cốc hay sao? Vân Văn Tĩnh không kiềm được mà bật cười, vẻ mặt Quân Hoàng Bác cũng dịu đi vài phần. Ngô Kim Thủy cười nhạo, Bạch thiếu gia, đó không phải là con nhóc bình thường đâu nhé. Huynh nhìn xem, ngay cả Mai Thư Hải và đệ tử nội môn đều bại dưới tay cô ấy. Đệ cảm thấy cả đám chúng ta bị nếm chút độc dược của cô ấy cũng chẳng oan đâu. Bạch Nhược Hoàn buồn bực chừng mắt lừa hắn một cái, cuối cùng vẫn chán nản ngã ngồi xuống ghế, buồn bực nói. Ông đây còn định dùng 108 cách để trả thù thằng nhóc danh kia, nhưng bây giờ thằng nhóc biến thành một cô bé rồi. Khốn kiếp, làm sao ông đây lại không biết xấu hổ mà chấp nhặt với một cô bé được chứ? Cuối cùng Ngô Kim Thủy cũng không nhịn nổi nữa, cúi đầu nhún vai, suýt nữa cười ra cả nước mắt. Kha Ngạn Hoài đi từ trong phòng đan dược ra. Hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, ngay lập tức có rất nhiều người chỉ trỏ trỏ vào gã, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy giễu cợt và chán ghét. Tất cả mọi người đều tránh xa gã giống như thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó hoặc dịch bệnh vậy. Kha Ngạn Hoài trầm mặt, đi vào một gian phòng, những đồ trong phòng đã bị gã đập phá sạch sẽ. Mặc dù nội môn và ngoại môn Thiên Y Cốc cách biệt với nhau, nhưng tin tức tương đối lưu thông. Những trò cười xảy ra ở ngoại môn viện y học mấy ngày trước đã sớm truyền vào nội môn, mà gã đã trở thành trò cười cho kẻ khác. Hai vị hôn thê cũ và mới đều cắm sừng gã, mà gã còn len lén tằng tịu với muội muội của vị hôn thê nữa. Bây giờ người của nội môn hễ nhắc tới gã là lại coi gã như một chuyện cười. Thiếu gia, có người xin gặp, ta đã bảo không gặp bất cứ ai mà. Biến, cút đi cho ta, là người của nhà họ Minh. Gã sai vặt nghe thấy từ cút thì định rời đi. Nhưng ngay sau đó lại truyền đến tiếng của Kha Ngạn Hoài, chờ chút đã, ngươi nói là ai cơ? Là Tào quản gia của phủ nhà họ Minh. Đôi mắt u tối của Kha Ngạn Hoài bỗng trở nên sắc bén, cuối cùng gã trầm giọng ra lệnh, mời ông ta đến phòng khách chờ, ta sẽ qua đó ngay. Tào quản gia nhà họ Minh là một ông già có bề ngoài tầm 50 tuổi, tu vi cũng chỉ mới kim đan kỳ đỉnh phong. Được rồi, Vân thiếu gia không biết đâu,
bởi vì mấy ngày qua các huynh không ở đây, lớp thủy y ba chúng ta bị chèn ép thảm lắm. Trước kia người thấy chúng ta chỉ biết cúi đầu, thế mà giờ lại dám cười nhạo chúng ta, lại còn đòi đuổi Tử Lữ ra khỏi Thiên Y Cốc nữa chứ. May sao đạo sư Mạc Hạ Vân đứng ra bảo vệ, nếu không lớp thủy y ba của chúng ta đã mất sạch mặt mũi rồi. Ngô Kim Thủy càng kể lại mọi chuyện của mấy ngày qua càng hớn ha hớn hở, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Vân Văn Tĩnh thầm kinh ngạc, cậu ta không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Mạc Hạ Vân đã làm đến mức độ ấy, làm được biết bao nhiêu việc mà không một người đạo sư nào làm được. Đó là khiến đệ tử trong lớp thủy y ba tâm phục khẩu phục. Nhưng càng nghe Ngô Kim Thủy kể chuyện vừa trải qua, trong lòng Vân Văn Tĩnh cũng trào dâng cảm xúc muốn thân cận, tin tưởng người đạo sư này. Bao che, bụng dạ hẹp hòi, trả thù tàn nhẫn. Những thứ này có thể coi là khuyết điểm không? Song Vân Văn Tĩnh càng nghe càng cảm thấy hành động của vị đạo sư Mạc Hạ Vân có ơn khắc trả, có thù tất báo, như thế mới không đạo mạo, dối trá giả tạo mới hợp ý mình. Quân Hoàng Bác cũng hơi hoảng hốt và ngơ ngẩn, trong đầu cậu ta lại hiện lên gương mặt anh tuấn xinh xắn kia lần nữa. Hóa ra, cậu ta là con gái à? Chỉ có Bạch Nhược Hoàn nghe cả buổi trời, đột nhiên bực bội đập bàn, tức giận mắng, chết tiệt, không ngờ cả đám người chúng ta vây quanh hành cả tháng trời mà không đối phó được với một con nhóc. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải ba thiếu gia chúng ta sẽ mất hết thể diện ở Thiên Y Cốc hay sao? Vân Văn Tĩnh không kiềm được mà bật cười, vẻ mặt Quân Hoàng Bác cũng dịu đi vài phần. Ngô Kim Thủy cười nhạo, Bạch thiếu gia, đó không phải là con nhóc bình thường đâu nhé. Huynh nhìn xem, ngay cả Mai Thư Hải và đệ tử nội môn đều bại dưới tay cô ấy. Để cảm thấy cả đám chúng ta bị nếm chút độc dược của cô ấy cũng chẳng oan đâu. Bạch Nhược Hoàn buồn bực trừng mắt lừ hắn một cái, cuối cùng vẫn chán nản ngã ngồi xuống ghế, buồn bực nói. Ông đây còn định dùng 108 cách để trả thù thằng nhóc danh kia, nhưng bây giờ thằng nhóc biến thành một cô bé rồi. Khốn kiếp, làm sao ông đây lại không biết xấu hổ mà chấp nhặt với một cô bé được chứ? Cuối cùng Ngô Kim Thủy cũng không nhịn nổi nữa, cúi đầu nhún vai, suýt nữa cười ra cả nước mắt. Kha Ngạn Hoài đi từ trong phòng đan dược ra. Hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, ngay lập tức có rất nhiều người chỉ trỏ trỏ vào gã, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy giễu cợt và chán ghét. Tất cả mọi người đều tránh xa gã giống như thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó hoặc dịch bệnh vậy. Kha Ngạn Hoài trầm mặt, đi vào một gian phòng, những đồ trong phòng đã bị gã đập phá sạch sẽ. Mặc dù nội môn và ngoại môn Thiên Y Cốc cách biệt với nhau, nhưng tin tức tương đối lưu thông. Những trò cười xảy ra ở ngoại môn viện y học mấy ngày trước đã sớm truyền vào nội môn, mà gã đã trở thành trò cười cho kẻ khác. Hai vị hôn thê cũ và mới đều cắm sừng gã, mà gã còn len lén tàng tiệu với muội muội của vị hôn thê nữa. Bây giờ người của nội môn hễ nhắc tới gã là lại coi gã như một chuyện cười. Thiếu gia, có người xin gặp, ta đã bảo không gặp bất cứ ai mà. Biến, cút đi cho ta, là người của nhà họ Minh. Gã sai vặt nghe thấy từ cút thì định rời đi, nhưng ngay sau đó lại truyền đến tiếng của Kha Ngạn Hoài. Chờ chút đã, ngươi nói là ai cơ? Là Tào quản gia của phủ nhà họ Minh. Đôi mắt u tối của Kha Ngạn Hoài bỗng trở nên sắc bén, cuối cùng gã trầm giọng ra lệnh, mời ông ta đến phòng khách chờ, ta sẽ qua đó ngay. Tào quản gia nhà họ Minh là một ông già có bề ngoài tầm 50 tuổi, tu vi cũng chỉ mới kim đan kỳ đỉnh phong. Nhưng hôm nay, Kha Ngạn Hoài không đắn đo chuyện Minh Tử Lữ từng mất đi sự trong sạch, đồng ý cưới Minh Tử Lữ về làm vợ, vì thế Tào quản gia sao có thể không mừng rỡ như điên được chứ? Đôi mắt Kha Ngạn Hoài thoáng hiện nét cười âm u lạnh lẽo, gã nói, trước đó ta và Tử Lữ có chút hiểu lầm, nàng ấy không chịu gặp ta. Ta mặc kệ ông dùng cách gì cũng phải giúp ta hẹn Minh Tử Lữ đến thành Thiên Phủ bên cạnh. Ở phía đông thành Thiên Phủ ta có một căn viện, ở đó yên tĩnh lại thanh vắng, sẽ không có ai quấy rầy đâu. Ngươi phải dặn Tử Lữ chỉ được đến đó một mình thôi, tới lúc đó ta sẽ giải thích mọi chuyện với nàng ấy. Hơn nữa, ta sẽ nói cho nàng ấy biết rằng ta sẽ cưới nàng ấy làm vợ. Nếu ông có thể làm được chuyện này, tháng sau ta sẽ bảo người nhà họ Kha đến cửa nhà họ Minh cầu hôn. Không vấn đề gì cả, lão nô sẽ làm được. Tào quản gia còn tưởng chuyện gì phiền phức lắm cơ. Nhưng vừa nghe xong đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, ông lập tức đồng ý, trên gương mặt đầy nếp nhăn là nụ cười vô cùng thoải mái. Tốt quá, chỉ cần tiểu thư được hạnh phúc, ông tin chắc lão gia sẽ không còn mất ăn mất ngủ, đau khổ phiền muộn nữa. Còn về tiểu thư Minh Bạch Nhã, chậc chậc, chỉ có thể nói con gái riêng vốn chính là con gái riêng, quả nhiên là thứ chẳng ra gì. Minh Tử Lữ thấy Tào quản gia đến cũng rất bất ngờ, cô mỉm cười rất tự nhiên với ông. Mặc dù hôm nay nhà họ Minh đã trở thành nỗi đau trong lòng cô không muốn trở về đó nữa, nhưng Tào quản gia đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, cô cũng có tình cảm kính yêu với ông.
Có điều, chờ đến khi Tào quản gia nhắc tới chuyện bảo mình xin nghỉ học về nhà, sau đó gả cho Khang Ngạn Hoài, Minh Tử Lữ lập tức giận đến tái mặt, Tào thúc, thúc đừng nói nữa. Bất kể Khang Ngạn Hoài để cháu làm thiếp hay làm chính thê, cháu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau này xin thúc đừng nhắc đến tên người này trước mặt cháu nữa, cháu đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Kha nữa rồi. Tâm trạng Tào quản gia trùng xuống, ông thầm nghĩ quả nhiên tiểu thư vẫn còn quá bướng bỉnh. Dù sao tiểu thư cũng mất đời con gái, mà chuyện này còn xôn xao khắp chốn ai ai cũng biết, làm mất hết danh tiếng cả rồi. Nếu như nhà họ Kha không chịu cưới tiểu thư nữa, vậy thì sau này tiểu thư phải làm gì bây giờ? Tào quản gia định khuyên vài câu nữa, sau khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Minh Tử Lữ, ông đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Xem ra ông đành phải làm theo cách mà Kha thiếu gia đã dặn, trước tiên để tiểu thư đi gặp Kha thiếu gia đã, để thiếu gia tự khuyên lơn tiểu thư. Nói cho cùng, lần này nhà họ Kha muốn cưới tiểu thư làm chính thê chứ không phải là một tiểu thiếp còn con đâu. Nghĩ đến đây, Tào quản gia tươi cười đáp lời, được, không nhắc thì không nhắc nữa. Tiểu thư, lần này cậu nhỏ của tiểu thư cũng theo lão nô tới, bây giờ đang chờ ở một căn viện ở phía đông thành Thiên Phủ, tiểu thư có muốn đến gặp không? Cậu nhỏ tới hả? Minh Tử Lữ vui sướng đứng lên, Tào thúc, thúc mau nói cho cháu địa chỉ đi, cháu sẽ đi xin phép đạo sư ngay. Tào quản gia kiềm nén sự áy náy trong lòng, nói ra địa chỉ cụ thể rồi mỉm cười dặn dò. Lần này cậu của tiểu thư len lén chuồn ra ngoài, nên tiểu thư bắt buộc chỉ được đi một mình đến đó thôi nhé. Minh Tử Lữ gật đầu cười, nhanh chóng chạy ra khỏi mái đình hóng mát mà hai người gặp mặt. Tào quản gia ngồi lại đó một lúc lâu mới khe khẽ thở dài, đứng lên định đi. Chắc là lúc này, tiểu thư Tử Lữ đã ra khỏi Thiên Y Cốc rồi nhỉ? Ôi, nếu như không xảy ra chuyện 3 năm trước, tiểu thư cũng không cần phải nhún mình cầu toàn chỉ vì được gả vào nhà họ Kha. Vừa mới đi được hai bước, ông đột nhiên nghe thấy mấy đệ tử đi ngang qua mình đang nhắc tới tiểu thư Tử Lữ. Ôi trời, ngươi nói xem, Minh Tử Lữ của lớp Thủy Y Ba rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn vậy? Cô ta gặp phải gã đàn ông cặn bã, còn bị muội muội của mình bày kế hãm hại mất đi trinh tiết. Người nọ còn chưa nói hết lời đã bị người kia ngắt ngang, nói thừa, đương nhiên là may mắn rồi. Đừng nói là hôm nay à Minh Bạch Nhã gì kia đã bị báo ứng, Minh Tử Lữ lại có đạo sư tốt như thế, chịu đứng ra bảo vệ cô ấy, khiến người khác không dám dị nghị chuyện cô ấy mất trinh. Chỉ nói đến việc người đứng đầu phân viện linh võ của nội môn hôm nay là Tống Chăn ngày ngày theo đuổi cô ấy. Nếu là cô nói xem là may mắn hay là xui xẻo đây. Đúng đấy, đó chính là Tống Chăn. 100 tên Kha Ngạn Hoài còn chẳng bằng một đầu ngón tay của Tống Chăn đấy nhé. Ôi, nếu Tống Chăn theo đuổi tôi, cho dù tôi phải chịu đau khổ gấp trăm lần thì tôi cũng chấp nhận. Tào quản gia càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng ông không kiềm nổi nữa, cứ thế tiến lên bắt lấy cánh tay của một cô gái trong số đó, run giọng nói, cô, các cô vừa nói gì cơ, các cô bảo ai là gã đàn ông cặn bã, mà ai đang theo đuổi tiểu, Minh Tử Lữ vậy. Cô gái kia thấy ông xa lạ, song vẫn cười nói cho ông biết, vị lão bá này trông lạ thế nhỉ, chẳng lẽ mới tới học viện nên chưa biết gì sao. Tên đàn ông cặn bã kia đương nhiên là chỉ Kha Ngạn Hoài rồi, rõ ràng lúc gã có vị hôn thê rồi mà vẫn còn gian díu với muội muội của vị hôn thê. Vì để ép Minh Tử Lữ làm thiếp cho gã, thậm chí gã còn giở trò hèn hạ hãm hại, đổ cho Minh Tử Lữ và đạo sư của cô ấy có quan hệ mờ ám với nhau. Loại đàn ông như gã đúng là bẩn đến không còn gì bẩn hơn nữa. Tào quản gia bắt đầu run lẩy bẩy cánh tay, đôi mắt toát lên vẻ kinh hoàng. Còn người theo đuổi Minh Tử Lữ đương nhiên là tiền bối Tống Chăn rồi. Ông đừng bảo ngay cả tiền bối Tống Chăn là ai cũng không biết nhé. Đó chính là đứa con cưng của nội môn Thiên Y Cốc, là người đứng đầu phân viện linh võ, đã thế còn là con trai độc nhất của Thương Lang tôn giả của cung Thần Châu. Đó là vị hôn phu hoàn mỹ trong mắt biết bao thiếu nữ, không ngờ tiền bối ấy lại chung thủy một lòng thích Minh Tử Lữ. Ôi dào, cũng không thể nói như thế được. Thật ra thì Minh Tử Lữ cũng được đấy chứ, rất xinh đẹp, lại thông minh nhanh nhạy, trải qua chuyện tồi tệ như thế mà không hề hư hỏng. Mặc dù rất tiếc cho tiền bối Tống Chăn, nhưng nếu hai người đó đến với nhau thật thì chúng ta cũng nên chúc phúc cho họ. Hai cô gái kia nói xong thì vui vẻ khoác tay nhau rời đi. Hầu hết những người tận mắt chứng kiến trò hề mấy ngày trước đều có hảo cảm và thương hại cho Minh Tử Lữ. Và lại sau một màn thể hiện kiến thức hoành tráng lại dữ dội của Mạc Hạ Vân đối với mấy ả đàn bà lang loạn, mọi người chỉ ra được rất nhiều người từng làm chuyện đồi bại kinh khủng hơn cả Minh Tử Lữ từng gặp phải, khiến mọi thành kiến và khinh bỉ của bọn họ dành cho Minh Tử Lữ đều hóa thành thương tiếc. Cho đến khi mọi người phát hiện ra Tống Chăn đang theo đuổi Minh Tử Lữ, bọn họ đầu tiên là không cam lòng và ghen tị, nhưng đến cuối cùng lại biến thành chúc phúc.
Tào quản gia ngơ ngác dõi theo bóng lưng hai cô gái xa dần, đột nhiên thét lên một tiếng vừa tuyệt vọng vừa thê lương, ôm lấy đầu mình. Vừa nãy ông đã làm gì vậy hả? Rốt cuộc ông đã làm gì hả? Rõ ràng tiểu thư đang có một tương lai và mối nhân duyên tốt đẹp là thế. Rõ ràng gã Kha Ngạn Hoài kia chính là đồ cặn bã. Thế nhưng chính ông lại lừa gạt tiểu thư, đẩy tiểu thư xuống hố lửa, khiến tiểu thư rơi vào bàn tay gian ác của Kha Ngạn Hoài. Nếu như tiểu thư gặp chuyện không may, cả đời này ông sẽ không tha thứ cho chính mình. Tiểu thư, Tào quản gia lẩm bẩm nhớ lại, chạy nhanh thoăn thoắt ra khỏi học viện. Bởi vì sơ sẩy vấp vài tảng đá, ông ngã dập đầu chảy máu, song ông vẫn bất chấp cơn đau đớn, ra sức chạy đi. Ông nhất định phải ngăn cản tiểu thư gặp tên chó má Kha Ngạn Hoài kia, ông quyết sẽ không để tiểu thư bị tổn thương lần nữa. Vào lúc Tào quản gia sắp lao ra khỏi kết giới của Thiên Y Cốc, đột nhiên ông cảm giác phần cổ tê dần, cứ thế ngất đi. Trước khi nhắm mắt lại, ông thấy được bóng dáng mơ hồ của hai người và tiếng đối thoại của bọn họ. Có sai người đi báo cho Tống Chăn không? Đạo sư cứ yên tâm, bọn đệ tử đã sớm báo rồi. Há há, tiền bối Tống Chăn có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân lần này, chắc sẽ phải cảm ơn lớp Thủy Y Ba chúng ta nhỉ. Đến lúc đó, nhất định phải bắt tiền bối mời một bữa ra trò. Có người đi theo Tử Lữ chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Cho dù tiền bối Tống Chăn không thể chạy đến cứu kịp thời, chúng ta biết không thể để Tử Lữ bị bắt nạt được. Đúng rồi đạo sư, xử lý quản gia của nhà họ Minh như thế nào đây? Phiền phức nhỉ, cứ ném vào nhà tối, chờ Tử Lữ về rồi xử lý sau. He he, tuân lệnh đạo sư. Tào quản gia nghe đến nó, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà chìm vào cơn mê. Minh Tử Lữ chỉ mất hơn một canh giờ đã chạy tới căn biệt viện phía đông thành Thiên Phủ mà Tào quản gia cho địa chỉ. Nhưng mà sau khi bước vào biệt viện, cô có cảm giác hình như tình hình có gì đó là lạ. Bởi vì trong căn viện này quá yên tĩnh, không có một nha hoàn hay người hầu nào đi qua đi lại, thậm chí không có lấy một tiếng người. Phải biết rằng cậu nhỏ nhà cô thích náo nhiệt nhất, sao cậu ấy lại ở chỗ chẳng có một người tôi tớ hầu hạ thế này. Đúng lúc này, phía sau lưng cô vang lên tiếng kèn kẹt, tiếp đó là cánh cổng lớn của căn viện bị đóng lại và tiếng khóa cổng. Ngay sau đó, âm thanh khiến Minh Tử Lữ sờn cả gai ốc truyền đến từ đằng sau. Tử Lữ, cuối cùng nàng cũng rơi vào tay ta rồi. Minh Tử Lữ quay phát đầu lại, hãi hùng nhìn gã đàn ông đang cười đều giả với cô, thẳng thốt hét lên, Kha Ngạn Hoài, sao ngươi lại ở đây? Kha Ngạn Hoài vừa đi vài bước vừa nói, đây là biệt viện của ta, nàng nói xem vì sao ta lại ở chỗ này. Cái gì? Minh Tử Lữ trợn trừng mắt, nét mặt hiện vẻ hoảng sợ và khó tin, tao thúc lừa ta tới đây phải không? Không, không thể nào, tao thúc sẽ không bao giờ làm thế với ta đâu. Bởi vì hoảng sợ cực độ và khó tin, Minh Tử Lữ hét rất to và hơi run run. Kha Ngạn Hoài càng nghe càng hưng phấn, nụ cười trên mặt cũng càng tươi thắm thêm, chuyện này có cái gì mà không thể chứ? Bây giờ nàng đã là chiếc giày rách rồi, có người muốn nàng, nhà họ Minh cười thầm cũng là đương nhiên. Huống chi, ta còn nói với lão già kia là sẽ cưới nàng làm chính thê, lão ta còn chẳng ngoan ngoãn đưa nàng đến tận giường của ta ấy chứ? Minh Tử Lữ trắng bệch mặt, chậm chậm lắc đầu, cơ thể vẫn không thôi run rẩy. Đột nhiên cô lao vút lên bờ tường toan chạy thoát. Nhưng mà cơ thể vừa nhảy lên một cái, chiếc roi mềm mại bỗng xuất hiện quấn vào eo cô, thoáng cái kéo cô xuống mặt đất. Kha Ngạn Hoài ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của Minh Tử Lữ, cười sằng sặc, còn muốn chạy nữa hả? Đây chính là địa bàn của ta, xung quanh không một bóng người, chỉ có một mình ta thôi. Minh Tử Lữ, nàng tưởng nàng có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta hay sao? Kha Ngạn Hoài, ngươi buông ta ra, ngươi muốn làm gì hả? Kha Ngạn Hoài ôm Minh Tử Lữ đang dãy ruộng, chẳng tốn chút sức nào tiến vào phòng ngủ, ném cô lên giường. Đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của cô, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nàng nói xem ta muốn làm gì. Minh Tử Lữ, nàng vốn thuộc về ta, thế mà lại dám lén lún quyến rũ người khác sau lưng ta. Hôm nay, ta sẽ cho nàng biết ai mới là chủ nhân của nàng. Nàng tưởng quyến rũ được Tống Chăn là có thể kê cao gối ngủ ngon hay sao? Ha ha, nàng đoán xem, nếu để Tống Chăn biết nàng lại bò lên giường ta, hắn còn muốn một đứa con gái đê tiện vạn người cưỡi hay không? Đến lúc đó, nàng chỉ là chiếc giày rách chẳng ai thèm, cuối cùng vẫn phải quỳ xuống đất van xin ta cưới nàng thôi, khà khà. Vừa nói, Kha Ngạn Hoài vừa cởi quần áo mình, đi về phía Minh Tử Lữ đang nằm trên giường. Minh Tử Lữ hoảng sợ hét lên chói tai, tên chó má Kha Ngạn Hoài này, nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cút ngay, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Nhưng Minh Tử Lữ càng mắng chửi, Kha Ngạn Hoài lại hàng hưng phấn.
gã vươn tay túm lấy cổ áo Minh Tử Lữ rồi xé thật mạnh. Một tiếng xoẹt vang lên, chiếc áo ngoài của Minh Tử Lữ đã bị xé rách, để lộ chiếc yếm màu tím bên trong và làn da trắng mịn như ngọc. Đôi mắt Khang Ngạn Hoài đỏ ngầu, gã thở hổn hển nhìn ra thịt nhẵn mịn của cô gái bên dưới, chỉ muốn cắn lên làn da đó, muốn ăn tươi nuốt sống người này vào bụng. Minh Tử Lữ tràn đầy tuyệt vọng, căn hận và điên cuồng. Đột nhiên trên tay cô xuất hiện một chiếc bình sứ màu xanh. Trong bình sứ này chứa chất kịch độc Đoạn Trường Tán mà Mạc Hạ Vân mới dạy bọn họ. Chỉ cần khiến đối phương dính vào chút ít thì linh lực sẽ bị bào mòn, cuối cùng chết cực kỳ thê thảm. Hiện tại trên người cô không có thuốc giải, nếu như đập vỡ bình sứ, vậy thì cô và Khang Ngạn Hoài sẽ phải chết. Nhưng đôi mắt rưng rưng giọt lệ của Minh Tử Lữ đầy sự dứt khoát, cho dù phải chết, cô cũng không để tên chó chết Khang Ngạn Hoài này được như ý. Vào lúc Minh Tử Lữ muốn bóp nát bình sứ, đột nhiên phía trên người cô vang lên tiếng hét thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, Khang Ngạn Hoài vốn định đè lên cô, muốn xé nát áo quần cô bị ai đó ném ra ngoài. Một đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc áo, nhẹ nhàng phủ lên người cô rồi bế cô lên. Minh Tử Lữ cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông xa lạ, muốn thét gào và giãy giụa theo bản năng, khiến bình sứ đựng Đoạn Trường Tán rơi xuống phát ra tiếng vỡ choang lanh lảnh, chất kịch độc như sương mù tràn ngập khắp không gian. Tống Chăn nhanh tay nhanh mắt ôm chặt Minh Tử Lữ vào lòng, vận linh lực xoay một vòng đã nhanh chóng xua tan chất độc này đi. Chẳng qua, cho dù tốc độ của Tống Chăn nhanh thế nào thì hắn và Khang Ngạn Hoài đều hít phải một chút. Tu vi của Tống Chăn cao siêu nên chút khói độc này chẳng thấm gì so với hắn, nhưng Khang Ngạn Hoài thì lại ăn đủ. Gã hét thảm một tiếng, sắc mặt xanh lét rồi tím bầm, cứ thế ngã xuống đất, cơ thể không ngừng co rúm lại rồi run rẩy. "Đừng chạm vào ta, cút ngay, đừng chạm vào ta." Minh Tử Lữ vừa kêu khóc vừa giãy giụa, móng tay cào cấu khiến mặt Tống Chăn chảy cả máu. Song Tống Chăn như không phát hiện ra, vẫn ôm thật chặt lấy cô rồi dịu giọng vỗ về, "Tử Lữ, ngoan, không sao nữa rồi, đã không sao cả rồi. Tử Lữ, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng đâu. Nàng hãy tin tưởng ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta tuyệt đối không bỏ mặc nàng, vĩnh viễn sẽ không." Minh Tử Lữ dần dần ngừng kêu gào, bên tai cô như vang vọng âm thanh từng nghe thấy từ rất lâu trước kia, "Đừng sợ. Ôi, nàng đừng nhúc nhích mà, sẽ mau ổn thôi." "Xin lỗi nàng, ta không nhịn được, ta không biết nàng là ai, nhưng mà ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ta sẽ không bỏ mặc nàng, cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của chàng trai khiến cô đang chìm trong cơn tuyệt vọng cũng cảm nhận được sự dịu dàng yêu thương. Rõ ràng hai người chỉ như bèo nước gặp nhau, tên đàn ông ấy còn cướp đi đời con gái của cô, song lại khiến cô cảm thấy có thể tin tưởng và nương tựa một cách khó hiểu. Vào ngày hôm sau khi xảy ra chuyện đó của 3 năm trước, cuộc sống của Minh Tử Lữ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả người thân đều xa lánh cô, người yêu vứt bỏ cô như một thứ rác rưởi, cô biến thành một người cô độc, bị người ta bỏ rơi, chửi bới, quên lãng. Nhưng mà hôm nay, cô lại cảm nhận được sự bảo vệ, thương tiếc, dường như cô lại trở thành báu vật mà mọi người nâng niu trước đây chứ không phải đồ bỏ đi bị người đời vứt bỏ. Nỗi tủi hổ tích tụ 3 năm hoàn toàn bộc phát, Minh Tử Lữ nắm lấy vạt áo Tống Chăn, hòa khóc nức nở như đau xé tim gan vì được chút hết cõi lòng. Tống Chăn ôm thật chặt cô, lòng đầy sự thương tiếc, áy náy và đau lòng. Hắn thề, từ nay về sau hắn nhất định sẽ khiến gương mặt Tử Lữ chỉ mang nụ cười hạnh phúc, không còn nước mắt và bi thương nữa. Hắn ôm lấy Minh Tử Lữ đã khóc mệt rồi ngủ mất, cứ thế đi ra ngoài. Lúc bước qua Khang Ngạn Hoài, Khang Ngạn Hoài nhăn nhó mặt mày, túm lấy cổ chân Tống Chăn, kêu khóc khàn cả giọng, "Cứu tôi với. Tôi biết sai rồi, cầu xin Chăn thiếu gia cứu tôi." Chất độc đã bị Tống Chăn nhanh chóng xua tan, nhưng linh lực của Khang Ngạn Hoài vẫn bị ăn mòn, nếu như không có người vận công trừ độc cho gã, chỉ cần qua một canh giờ nữa toàn bộ tu vi của gã sẽ mất sạch sành sanh, cuối cùng gã sẽ biến thành một người phàm. Mà hiện tại Khang Ngạn Hoài đã hơn 60 tuổi, đối với người tu tiên, tuổi thọ này cực kỳ nhỏ, nhưng nếu đối với người phàm, hơn 60 tuổi đã là tuổi già sức yếu rồi. Lúc này, Khang Ngạn Hoài đang trở nên già yếu với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tống Chăn cúi đầu nhìn gã với ánh mắt như tẩm độc, chậm chậm cất giọng âm trầm lạnh lùng tựa như đang kiềm nén cơn giận, "Muốn ta cứu ngươi à? Ngươi cảm thấy có khả năng này không? Đặc biệt là sau khi ngươi làm chuyện không bằng cầm thú như thế với Tử Lữ, ngươi nghĩ ta còn cứu ngươi được à? Ngươi đã thích cưỡng hiếp con gái như thế, vậy thì ta sẽ khiến ngươi cả đời này không làm được chuyện đó nữa." Nói xong, Tống Chăn nhấc chân lên, đạp thật mạnh xuống chỗ hiểm của Khang Ngạn Hoài. Khang Ngạn Hoài hét thảm, cả người co giật như lên cơn động kinh,
sau đó hoàn toàn ngất đi. Trong lúc hôn mê, khuôn mặt gã càng lúc càng già đi, hiện đầy nếp nhăn, máu tóc từ đen tuyền biến thành hoa dâm, trên làn da lõa lồ cũng xuất hiện không ít vết đồi mồi. Đại thiếu gia của nhà họ Kha, đệ tử tinh anh tương lai rộng mở của nội môn Thiên Y Cốc hoàn toàn hủy hoại vào giờ khắc này, chuyện này còn khiến gã đau khổ hơn cả chết đi. Đến khi tỉnh lại, Minh Tử Lữ phát hiện mình đã quay về ký túc xá, Mễ Huyên đang ngồi bên cạnh lo lắng trông nom cô. Tử Lữ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, thế nào, tỷ còn khó chịu ở đâu không? Tỷ chờ chút, ta sẽ đi tìm đạo sư Mạc Hạ Vân ngay đây. Minh Tử Lữ giữ cô ấy lại rồi ngồi dậy, nhìn khắp người mình một lượt. Cô phát hiện mình đã thay bộ đồ mới, dấu vết xanh tím vì bị Kha Ngạn Hoài túm chặt cũng đã biến mất. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó và gương mặt vặn vẹo biến thái của Kha Ngạn Hoài, cô lại thấy buồn nôn khôn tả, cảm giác người mình quá bẩn thỉu vì bị gã chạm vào. Mễ Huyên thấy cô không sao cả mới thở phào nhẹ nhõm, Tử Lữ, tỷ tỉnh lại thì tốt quá. Tỷ không biết tiền bối Tống Chăn lo lắng cho tỷ nhường nào đâu. Lúc bế tỷ về đây, sắc mặt tiền bối, ta chưa từng thấy tiền bối Tống Chăn tức giận như thế bao giờ. À đúng rồi, bây giờ tiền bối còn ở bên ngoài đấy, ta đi gọi tiền bối ấy vào có được không? Đừng gọi huynh ấy. Minh Tử Lữ vội vàng ngăn cản, vẻ mặt vừa âm u vừa tái nhợt. Mễ Huyên, muội có thể chuẩn bị nước giúp ta được không? Ta muốn đi tắm. Mễ Huyên thoáng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng đồng ý. Được, được chứ. Tỷ chờ một lát nhé. Thật ra Mễ Huyên cũng không biết Minh Tử Lữ xảy ra chuyện gì. Ngay sau khi Tống Chăn bế Minh Tử Lữ về Thiên Y Cốc thì đi tìm Mạc Hạ Vân trước tiên, chờ Mạc Hạ Vân chữa khỏi cho Minh Tử Lữ rồi hắn mới đưa Minh Tử Lữ về khu ký túc xá. Chuẩn bị xong nước nóng, Mễ Huyên nhường phòng ngủ lại cho Tử Lữ, một mình ngồi ngẩn người bên ngoài. Nhưng nửa canh giờ rồi một canh giờ trôi qua, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì cả. Mễ Huyên sốt ruột đứng bên ngoài phòng rồi gõ cửa, Tử Lữ, tỷ thế nào rồi, vẫn chưa tắm xong à? Trong phòng vẫn không có một tiếng động nào, Mễ Huyên sốt sắng đập cửa mạnh hơn, nhưng bên trong đã bị khóa trái, cô ấy không tài nào mở cửa ra được. Đột nhiên phía sau cô ấy truyền đến tiếng cánh cổng bị va đập mạnh. Tống Chăn lo lắng xông tới, Tử Lữ đâu? Đã xảy ra chuyện gì à? Mễ Huyên lúng túng không biết giải thích thế nào, tôi cũng không biết nữa. Tử Lữ nói muốn đi tắm, nhưng đã tắm hơn một canh giờ rồi vẫn không có chút động tĩnh nào, cửa không mở được nữa. Tôi lo lắng quá. Mễ Huyên còn chưa nói hết câu, Tống Chăn đã vung tay tạo thành một đường kiếm khí, phá vỡ cửa phòng. Tử Lữ. Tống Chăn vừa bước vào phòng thì phát hiện Minh Tử Lữ nhắm hai mắt lại, sắc mặt trắng bệch nằm trong thùng nước tắm lạnh băng. Trên người cô không mặc quần áo, nhưng là da lại bị nhuộm màu đỏ, thậm chí có nhiều chỗ vẫn đang rỉ máu. Chứng kiến hình ảnh đấy, Tống Chăn sợ tới mức hồn vía lên mây. Rõ ràng hắn đã là tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng lúc bước đi, hai chân lại bủn rủn như thế. Sau khi loạn choạng va vào bàn ghế vài lần, Tống Chăn mới đi đến chỗ Minh Tử Lữ được, ôm lấy người đang lạnh ngắt từ trong thùng nước lạnh ra. Mễ Huyên ở bên cạnh cũng sốt ruột phát khóc, đều tại tôi nên vào sớm một chút thì Tử Lữ đã không sao rồi. Tống Chăn ngẩn người chốc lát mới ra lệnh, ngươi đi mời Mạc Hạ Vân tới đây, còn nữa, chuẩn bị tinh thạch sưởi ấm. Đừng. Vào đúng lúc này, Minh Tử Lữ chậm chậm mở mắt ra, nhìn Tống Chăn với vẻ bình tĩnh mà xa cách, tiền bối Tống Chăn, hôm nay cảm ơn huynh đã cứu ta, nhưng xin huynh sau này hãy mặc kệ chuyện của ta. Huynh đi về trước đi. Tống Chăn sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu mà chẳng thể thốt nổi thành lời. Mãi sau, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tử Lữ, chắc hẳn nàng đã thấy rõ tâm ý của ta đối với nàng phải không? Ta không tốt chỗ nào thì nàng hãy nói ra đi, ta sẽ thay đổi. Nhưng ít nhất nàng phải cho ta một cơ hội để ta có thể xứng với nàng chứ. Minh Tử Lữ nghe thấy câu nói sau cùng của Tống Chăn, đột nhiên kích động ngồi dậy, cao giọng nói, Tống Chăn, huynh vẫn chưa hiểu sao. Không phải huynh không xứng với ta, mà là ta không xứng với huynh. Huynh là con cưng của nội môn, là con trai của Thương Lang Tôn giả ở Thần Châu Cung, còn ta thì sao? Ta chỉ là một cô gái của gia tộc nhỏ bé, 3 năm trước ta còn mất đi sự trong trắng, hôm nay thì suýt nữa bị Kha Ngạn Hoài làm nhục. Ngay cả chính ta cũng cảm thấy bản thân rất bẩn, ngay cả chính ta cũng chán ghét chính mình, tại sao huynh lại muốn lãng phí thời gian với loại con gái như ta? Minh Tử Lữ còn chưa nói hết câu, Tống Chăn đột nhiên tức giận vươn tay kéo cô vào lòng, trao cô một nụ hôn nóng bỏng. Mễ Huyên vừa lúng túng vừa xấu hổ, song đôi mắt lại hiện nét cười vui sướng. Cô ấy lặng lẽ đẩy cửa đi ra rồi khép cửa lại giúp hai người họ. Hôn nhau hồi lâu, Tống Chăn mới chịu buông Minh Tử Lữ ra, chất giọng khàn khàn mang khao khát bỏng cháy và tức giận thốt ra từ miệng hắn. Tử Lữ,
ta không cho phép nàng nói mình như thế. Ở trong mắt ta, nàng chính là người tốt nhất. Nàng quên rồi sao? Ta năm trước ta đã từng nói, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng. Minh Tử Lữ vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng ban nãy, nhưng đến khi nghe thấy câu này, cô chợt ngồi ngay ngắn lại, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. Huynh, huynh vừa nói gì cơ? Tống Chăn nhìn xoáy vào Minh Tử Lữ, ánh mắt có chút áy náy, có chút thấp thỏm, thương tiếc và đau lòng, nhưng không hề né tránh. Minh Tử Lữ run tay chỉ vào hắn. Huynh, huynh chính là người ở trong mê trận ạ, chính là ta. Sắc mặt Minh Tử Lữ trắng bệch như tờ giấy, cô đột nhiên cất cao giọng. Cút, huynh cút ngay cho ta, huynh cút ra ngoài ngay cho ta. Vậy mà Tống Chăn chẳng những không đi, ngược lại còn ôm chặt lấy cô, không buồn quan tâm cô đang giãy giụa mà chỉ ôm siết cô trong lòng. Minh Tử Lữ vẫn luôn miệng gào thét, tựa như đang trút hết nỗi phẫn nộ ngập trời và sự khuất nhục của mình. Nhưng những tiếng quát tức giận dần dần biến thành tiếng nức nở khe khẽ, đến cuối cùng hóa thành những câu gào thét chua xót. Tại sao lại là huynh? Tại sao lại là huynh? Nếu như là huynh, tại sao huynh không tới sớm một chút? Huynh biết 3 năm qua ta đã sống như thế nào không? Hu hu hu. Tất cả mọi người đều coi cô như ả đàn bà đê tiện khốn nạn, gia tộc coi cô là sự hổ thẹn của họ. Người thân và bạn bè phỉ nhổ chèn ép cô, tất cả vinh quang và sự yêu chiều mà người khác dành cho cô bị ả đàn bà khác cướp đi. Mà người đàn ông ban đầu hứa hẹn sẽ bảo vệ cô, sẽ không bỏ rơi cô đã biến mất tăm hơi suốt 3 năm qua. Có ai biết được, 3 năm qua, cả 1000 ngày đêm cô sống thế nào? Làm thế nào cô mới kiên trì sống tiếp đến ngày hôm nay không? Lẽ nào cô không biết Tống Chăn đang theo đuổi mình, nhưng một Tống Chăn xuất sắc như thế theo đuổi cô, chẳng lẽ cô không rung động sao? Làm sao có thể không rung động, đúng không? Nhưng mà Minh Tử Lữ cũng biết giữa mình và Tống Chăn có một sự chênh lệch không hề nhỏ. Một người trên tít tầng mây cao, một người ở nơi vực thẳm nhơ nhuốc, làm sao cô xứng với Tống Chăn được đây? Thế nhưng bây giờ, Tống Chăn nói cho cô biết người của 3 năm trước chính là huynh ấy. Vậy có phải ông trời đã sắp đặt duyên phận của họ vào 3 năm trước rồi không? Phải chăng điều đó có nghĩa rằng cô vẫn có thể đón nhận người đàn ông này, đón nhận mối nhân duyên trời định này không? Minh Tử Lữ khóc đến mệt lả, cứ thế thiếp đi trong lòng Tống Chăn. Song lần này, mặc dù cô khóc đến đỏ mắt, nhưng đôi môi vẫn luôn nở nụ cười, tựa như cô đã buông hết tất cả gánh nặng, ngủ một giấc thật sâu. Tống Chăn đau lòng nhìn cô, cứ vậy ôm Minh Tử Lữ để cô ngủ trong lòng mình hết một đêm dài. Ngày hôm sau, lúc Minh Tử Lữ đi đến khu dạy học thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt xăm soi và nụ cười xấu xa của mọi người. Ngô Kim Thủy xoa cằm cười nói, Tử Lữ, chuyện tốt của cô và tiền bối Tống Chăn sắp đến rồi à? Bọn này cũng phải tốn không ít công sức trong chuyện này đấy. Đến lúc đó đừng quên mời bọn này uống rượu mừng đấy nhé. He he, tôi nghe nói Thương Lang Tôn giả vẫn luôn lo lắng cho tiền bối Tống Chăn mãi không chịu cướp vợ. Bây giờ cuối cùng tiền bối Tống Chăn cũng chịu thành hôn rồi. Chắc Cung Thần Châu phải bày tiệc ròng rã 3 ngày 3 đêm mất. Minh Tử Lữ vừa xấu hổ vừa lúng túng, thẹn quá hóa giận nói, ai bảo ta muốn gả cho Tống Chăn hả? Các người đừng nói bậy nói bạ. Dứt lời, cô rảo bước chạy đến bên Mạc Hạ Vân, nhận lấy chiếc giỏ hái cây thần từ tay Mạc Hạ Vân rồi nũng nịu nói, đạo sư Mạc Hạ Vân, đệ tử mặc kệ đám người kia đấy, đệ tử giúp đạo sư đến vườn thuốc thi triển Vân Vũ Quyết đây. Mạc Hạ Vân à một tiếng rồi chậm rãi nói, để thê tử tương lai của thiếu tôn giả Cung Thần Châu chăm sóc vườn thuốc à? Ngươi không sợ chốc nữa Tống Chăn sẽ đến tìm ta tính sổ sao? Đạo sư Mạc Hạ Vân, đạo sư, sao ngay cả đạo sư cũng vào hùa với bọn họ trêu chọc đệ tử vậy? Minh Tử Lữ tức đến dậm chân bình bịch, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, khiến những đệ tử của lớp Thủy Y 3 bên cạnh bật cười vui sướng. Chỉ có 3 người nhóm Quân Hoàng Bác nhìn Mạc Hạ Vân với ánh mắt sâu xa rồi lại nhìn đám người của lớp Thủy Y 3 không giống với bình thường, cứ thế chìm vào suy nghĩ của chính mình. Chỉ mới qua nửa tháng ngắn ngủi, lớp Thủy Y 3 đã thay đổi khác hẳn ban đầu. Nghĩ tới Minh Tử Lữ lạnh nhạt kiêu ngạo, luôn xa cách với mọi người ngày trước, vậy mà hôm nay đã biến thành một Minh Tử Lữ luôn vui cười hạnh phúc, ánh mắt đầy dịu dàng và ngọt ngào. Có lẽ người khác không ý thức được, tất cả mọi sự thay đổi này đều do đạo sư thiếu niên tên Mạc Hạ Vân mang đến. Vào lúc mọi người đang cười đùa, Tống Chăn loẹt quẹt đi đến, bước thẳng về phía Minh Tử Lữ. Lúc trông thấy hắn, bọn họ không còn vừa kính vừa sợ như trước nữa mà còn rối rít đùa cợt đòi rượu mừng và quà cảm ơn từ hắn. Hiển nhiên tâm trạng Tống Chăn cực kỳ tốt, ngoại trừ ánh mắt luôn dán chặt vào Minh Tử Lữ, hắn thoải mái đáp ứng yêu cầu của mọi người. Yên tâm đi, hôn lễ của ta và Tử Lữ nhất định sẽ mời các thành viên của lớp Thủy Y 3 tham gia. Minh Tử Lữ hất tay hắn ra, tức giận mắng,
ai bảo muốn gả cho huynh hả? Mới đầu Tống Chăn sửng sốt, sau đó hình như nhớ ra gì đó, hắn lại cười xấu xa nói tiếp, à đúng, quả thật còn thiếu một bước nữa. Nói xong, hắn lùi về sau một bước, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm chậm quỳ một gối xuống. Căn phòng dạy học thoáng cái trở nên yên tĩnh như tờ. Tống Chăn nhẹ nhàng nói, ta từng nghe một người bạn đến từ Đại Lục Cát Thiên kể lại rằng, hắn từng chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn nhất, thành kính nhất. Trong màn cầu hôn ấy, đàng trai tạo ra vô vàn điều bất ngờ, sau đó cứ thế quỳ một chân xuống, khẩn cầu cô gái gả cho hắn cùng với lời hẹn thề cả đời. Lúc ấy ở cung Thần Châu cũng có rất nhiều người nghe kể về màn cầu hôn truyền kỳ đấy, nhưng có rất nhiều người không ủng hộ. Bọn họ cảm thấy dưới gối đàn ông có lót vàng, làm sao đàn ông lại tùy tiện quỳ trước mặt một cô gái được. Có điều ta lại cho rằng, đấy là cách một người đàn ông đưa ra sự hứa hẹn lớn nhất, cũng là lời thề thành kính nhất. Tử Lữ, có thể ta không tài nào mang đến nhiều bất ngờ như thế, nhưng ta nguyện lòng hứa hẹn, Tống Chăn ta sẽ chăm sóc nàng một mời một kiếp, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào, ta muốn nàng luôn tươi cười hạnh phúc như thế này. Nàng, có đồng ý gả cho ta không? Minh Tử Lữ che miệng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Giờ phút này, cô chẳng màng đến cái gì gọi là căng thẳng và xấu hổ nữa, cứ thế gật đầu thật mạnh, dường như cảm thấy chưa đủ, cô lại gật đầu hết lần này đến lần khác. Tống Chăn đứng lên, vui mừng như điên ôm Minh Tử Lữ vào lòng. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên xung quanh, gương mặt mọi người đều nở nụ cười cảm động. Có mấy nữ đệ tử thậm chí còn len lén lau nước mắt, vừa mừng cho Tử Lữ đã tìm được người đàn ông tốt hiếm có, vừa cảm động trước lời thề thốt thâm tình ban nãy. Không một ai phát hiện ra, trong những người ở đây có một người không cười cũng không vỗ tay, mà chậm chậm lui bước về phía sau, rời khỏi căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa reo hò vui vẻ này. Mạc Hạ Vân vừa ra khỏi khu giảng dạy đã nghe thấy tiếng nói khe khẽ của một thiếu niên, đạo sư Mạc Hạ Vân, chắc hẳn đạo sư mới là người có công lớn nhất trong chuyện này nhỉ. Lúc mọi người đang vui vẻ ăn mừng thế này, tại sao đạo sư lại len lén bỏ đi thế? Mạc Hạ Vân quay người lại, đối diện với gương mặt thiếu niên tuấn tú của Vân Văn Tĩnh. Vân Văn Tĩnh nhìn cô với ánh mắt sâu xa và thăm dò, nơi đáy mắt bắt đầu lăn tăn gợn sóng. Càng tới gần, cậu ta càng cảm thấy Mạc Hạ Vân quen quen, nhất là cặp mắt kia như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Mạc Hạ Vân thản nhiên nhìn cậu ta, không chút do dự phản công, ba người các ngươi đã đi đâu mấy ngày vừa rồi? Sắc mặt Vân Văn Tĩnh thoát cái thay đổi, song cậu không nói gì. Mạc Hạ Vân khẽ cười, thì thế ta đã không đụng chạm đến các ngươi thì các ngươi cũng đừng hỏi ta làm gì. Vân Văn Tĩnh ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, chỉ biết dõi theo bóng lưng của cô từ từ biến mất trước mặt mình. Cảm nhận được hơi thở của những người bên cạnh, Vân Văn Tĩnh quay đầu lại, cau mày nói, ta luôn có cảm giác dường như đạo sư Mạc Hạ Vân đang che giấu bí mật nào đó, hoặc nói cách khác là có rất nhiều bí mật. Bất kể là về lai lịch hay bối cảnh đều quá thần bí, mà cũng không thể tưởng tượng nổi luôn. Quân Hoàng Bác đột nhiên cất giọng ngắt lời cậu ta, cô ấy đang đau lòng. Cái gì? Vân Văn Tĩnh sửng sốt. Ta không biết tại sao lại nghĩ vậy, nhưng ta cảm thấy cô ấy đang đau lòng, rất đau lòng. Rõ ràng cô thiếu nữ này không thút thít cũng không rơi lệ, nhưng cậu ta lại có cảm giác như thể thấy được trái tim cô đang rỉ máu, cực kỳ đau xót. Mạc Hạ Vân lại mơ tới hình ảnh từ rất lâu trước kia. Trong sơn cốc đêm khuya đẹp như chốn thần tiên, những chú bướm màu nhẹ nhàng bay múa, một chàng trai quỳ gối xuống và cả cặp mắt sáng ngời trong veo chỉ phản chiếu hình ảnh đôi của cô. Trác Thế Vũ quỳ xuống trước mặt cô, đôi môi mỏng nở nụ cười rạng rỡ nhưng không thể che hết sự căng thẳng và mong đợi nơi đáy mắt. Mạc Hạ Vân, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Nàng có bằng lòng làm vợ của Trác Thế Vũ ta, suốt đời suốt kiếp, mãi mãi không chia lìa không? Ta đồng ý, dĩ nhiên ta đồng ý rồi. Nhưng mà Trác Thế Vũ à, rõ ràng ta không có lúc nào không nhớ Nhung huynh, rõ ràng ta đã đợi huynh lâu như thế rồi, tại sao huynh vẫn chưa xuất hiện? Không phải huynh đã nói, mãi mãi không chia lìa hay sao? Khi ấy, người cô yêu nhất nắm tay cô, mỗi một người thân và bạn bè đều quay xung quanh cô. Nếu như có thể, cô tình nguyện đánh đổi tất cả để thời gian mãi mãi dừng lại tại thời khắc kia, như thế hạnh phúc vĩnh viễn không phai màu và biến mất, thế sự cũng không đổi rời. Trong giấc mơ, nước mắt như mưa tuôn rơi khỏi hốc mắt, thấm ướt vỏ gối. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô, rốt cuộc cô còn phải chịu đau khổ sống đời cô đơn và tịch mịch như vậy bao lâu nữa? Đến lúc nào mọi người mới trở về, trở lại bên cạnh cô đây? Đột nhiên có một đôi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng, cẩn thận lau đi từng giọt lệ trên gương mặt cô. Đôi môi lạnh ngắt hôn lên đôi mắt khóc sưng đỏ của cô. Mạc Hạ Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy gương mặt thân quen phía trước. Cô bỗng vươn tay ôm lấy hắn.
thốt lên tiếng khóc thút thít buồn bã. Thế Vũ, huynh đừng đi, đừng rời bỏ ta, đừng để ta lại một mình nữa có được không? Người đàn ông cứng đờ người, sau đó càng ôm chặt lấy cô thêm, dường như muốn khảm cô vào tận cốt tủy mình. Giọng nói trầm thấp tựa như lời thề vang lên bên tai Mạc Hạ Vân, ta không đi đâu. Tuyết Nhi, ta sẽ luôn ở bên nàng, sẽ không rời bỏ nàng. Huynh thề chứ? Mạc Hạ Vân nức nở hỏi lại. Ta thề, ngay cả trong giấc mơ của ta, huynh sẽ không biến mất, sẽ không bỏ lại ta, để ta cô đơn một mình chứ. Hắn cúi đầu, hôn lên trán cô, ta hứa với nàng. Tuyết Nhi, ngủ đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ canh giấc cho nàng hàng đêm, sẽ không để nàng phải khóc nữa. Ta thề. Mạc Hạ Vân nghe giọng nói quen thuộc và nằm trong lồng ngực ấp áp ấy, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nỗi cô đơn và đau xót hiển hiện trên mặt cô dần dần bị sự an tâm và lệ thuộc thay thế hoàn toàn. Cô ôm thật chặt lấy hắn, dường như đã tìm lại được toàn bộ thế giới của mình. Cơ Minh Vũ vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt thấm ướt gò má cô, chân mày khẽ cau lại. Hắn vừa thay đổi thần thức, chẳng mấy chốc một cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện trong phòng. Kể lại chuyện xảy ra từ đầu tới cuối ngày hôm nay với ta. Chu Tước không dám chậm trễ, vội vã tổng kết tình huống cặn kẽ mà các thuộc hạ báo cáo rồi kể lại cho Cơ Minh Vũ. Qua lời kể này, cô không thấy hôm nay Mạc Hạ Vân phải chịu ấm ức gì hoặc đã xảy ra chuyện gì khiến Mạc Hạ Vân đau buồn cả. Nhưng mà Cơ Minh Vũ lại nhanh nhạy bắt được một từ khóa, Cát Thiên. Hắn đột nhiên nhớ ra mình từng nhặt được chiếc nhẫn kia ở Cát Thiên, chính là chiếc nhẫn khiến hắn đau khổ đến ngạt thở ngay từ lúc nhìn thấy nó. Đột nhiên Cơ Minh Vũ trầm giọng nói, bảo Hỗn Độn đến Cát Thiên, tra xét về bối cảnh và lai lịch của Mạc Hạ Vân cho ta và cả những người từng có gút mắc với nàng ấy nữa. Một khi có tin tức thì phải quay về báo cho ta ngay. Vâng thưa chủ nhân. Chu Tước biến mất khỏi phòng, Cơ Minh Vũ lại nhìn sang cô bé trong lòng mình một cái, ôm lấy người đã say ngủ rồi nhắm mắt, cũng chìm vào trạng thái ngủ giả. Chắc Thế Vũ à, người yêu mà Mạc Hạ Vân hay nhắc đến kia vẫn còn sống trên thế gian này sao? Có phải hắn vẫn đang ở Đại Lục Cát Thiên không? Chính hắn khiến Mạc Hạ Vân đau lòng như thế, khóc lóc thút thít như thế ư? Ha ha, mặc kệ có đúng hay không, bây giờ Mạc Hạ Vân cũng là của mình rồi, và cũng chỉ có thể là của mình mà thôi. Không một ai có thể cướp nàng khỏi tay mình được. Ngày hôm sau khi Mạc Hạ Vân tỉnh lại, mặt trời đã soi nắng vào phòng rồi. Một tháng cô chỉ có 2 ngày nghỉ, và hôm nay chính là một ngày nghỉ. Cô vươn vai ngồi dậy khỏi giường, đôi môi nhếch lên thành nụ cười mỉm. Màn cầu hôn hôm qua tựa như bóng ma trong cô, nhưng sau khi ngủ một giấc, nó như đã biến mất hoàn toàn. Cô cảm thấy an tâm và thoải mái một cách khó hiểu. Kỳ quái thật, tối hôm qua mình mơ thấy giấc mộng đẹp nào sao? Đang lẩm bẩm hồi tưởng lại, động tác của Mạc Hạ Vân bỗng khựng lại. Cô sờ lên cổ mình, nụ cười nhạt bỗng biến thành vui sướng như điên. Quả Bồ Tát lại xuất hiện lần nữa rồi. Hiện tại sinh sôi không ngừng đã thăng cấp đến ngưng hồn, quả Bồ Tát cũng đã đầy. Hay nói cách khác, đã đến lúc cô cứu sống lại những người bạn đã nằm im bấy lâu rồi. Mạc Hạ Vân nhẹ nhàng vuốt quả Bồ Tát trên cổ, khe khẽ thủ thỉ, Thế Vũ, có phải huynh đang bảo vệ ta, an ủi ta không? Cho nên đêm qua ta mới đắm chìm trong mộng đẹp, cho nên sau khi tỉnh lại ta đã quên mất bi thương, còn nhận được tin tức tốt như vậy phải không? Tiểu Hồng Điểu trong không gian muốn nói lại thôi. Nó đang do dự không biết có nên nói cho Mạc Hạ Vân rằng, tối hôm qua người đàn ông nào đó lặng lẽ xuất hiện, mà còn ôm cô ngủ cả đêm không nữa. Ừm, có lẽ là thôi. Tên kia mạnh như thế, cho dù nó nói ra, Mạc Hạ Vân cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chứ chẳng làm được gì. Tốt nhất cứ để sự hiểu lầm tốt đẹp này tiếp tục diễn ra đi. Mạc Hạ Vân đã chờ đợi ngày này quá lâu, cô không muốn kéo dài nó thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng theo như Tiểu Hồng Điểu giải thích, quá trình sử dụng sinh sông không ngừng đều cứu sống người khác rất khó chịu, mà rất có thể sẽ tốn nhiều thời gian. Mạc Hạ Vân suy nghĩ một lúc lâu, quyết định kể lại một phần tình hình cho chưa biết. Cô không nhắc đến sinh sôi không ngừng hoặc quả Bồ Tát mà chỉ nói rằng mấy người bạn của cô bị thương nặng, đang trong tình trạng hôn mê. Trước đây cô không thể cứu sống bọn họ là bởi vì thiếu vài vị thuốc, nhưng hiện tại cô đã tìm được đủ thuốc rồi, cho nên cô phải cứu chữa cho những người bạn này. Mạc Hạ Vân khẽ nói, có lẽ ta sẽ bế quan trong thời gian rất dài, trong khoảng thời gian ấy ngươi không được để bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy ta. Đến buổi sáng ngày mai, nếu như ta vẫn không xuất quan, vậy thì ngươi hãy đến xin phép thầy thuốc ôn. Nói một hồi lâu, Mạc Hạ Vân mới phát hiện ra thiếu niên đối diện không lên tiếng đáp lại. Mạc Hạ Vân tò mò ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đầy nét cười của chưa biết. Tên này làm gì mà cười ngu vậy nhỉ? Mạc Hạ Vân nhíu mày, bấy giờ chưa biết mới chậm rãi cất giọng trầm ấm lên. Mạc Hạ Vân,
ta biết ngươi không nói cho ta biết toàn bộ sự thật, nhưng ngươi đã chịu nói cho ta biết một phần, lại còn dặn ta canh giữ bảo vệ lúc ngươi nguy hiểm như thế, ta vui lắm. Mạc Hạ Vân hơi há to miệng, một lúc lâu chẳng nói nổi câu nào. Mạc Hạ Vân sửng sốt một lúc mới khe khẽ thở dài. Cô đang nghĩ, có phải cô đối xử hà khắc với chưa biết quá không? Bởi vì chưa biết còn mạnh hơn biết bao người thân và bạn bè bên cạnh cô, cộng thêm tính cách cậu ta rất quái gở. Cho nên cô đã quên mất cậu ta vốn chỉ là một thiếu niên đã mất trí nhớ, không nhà để về trên thế gian này. Nhưng trên thực tế, chắc hẳn chưa biết rất thiếu cảm giác an toàn với thế giới xa lạ này nhỉ? Nếu không, sao cậu ta lại vui vẻ đến thế vì mình tin tưởng cậu ta đôi chút chứ? Bên ngoài phòng nhanh chóng bị trăng một kết giới, bên trong và bên ngoài như thể bị chia cách thành hai thế giới vậy. Mạc Hạ Vân cười tươi, cô biết đây là cách chưa biết thực hiện lời hứa của hắn, không để bất cứ ai quấy rầy cô. Không thể trì hoãn thêm nữa, Mạc Hạ Vân trực tiếp bước vào không gian, đi vào trong điện huyền minh. Cơ thể nhóm người Mạc Giáp, Thanh Loan, Cốc Vĩnh Khang và Tiểu Chiến được quả thần thiên tang chữa trị và tẩm bổ, cho nên đã trở nên hồng hào và tràn trề sức sống. Nhưng nếu như không để ý đến việc bọn họ không còn thở, không có nhịp tim, không có dao động linh lực thì từ xa nhìn lại, mọi người chỉ cho rằng bọn họ đang ngủ. Có điều, chỉ cần thể xác có sức sống như vậy thì vẫn chưa đủ. Bọn họ không có ba hồn bảy phách, không thể vận linh lực, mà những thứ này đều cần Mạc Hạ Vân cung cấp toàn bộ cho bọn họ. Tiểu Hồng Điểu từng giảng dạy phương pháp dung hợp sinh sôi không ngừng và quả Bồ Tát cho Mạc Hạ Vân, cô đã tưởng tượng làm mẫu vô số lần trong đầu, cho nên giờ phút này thao tác cực kỳ nhẹ nhõm. Dùng sinh sôi không ngừng ngưng tụ chân nguyên bao trùm lên quả Bồ Tát, sau đó thẩm thấu vào trong. Theo chân nguyên sinh sôi không ngừng tiến vào, quả Bồ Tát đang lững lờ trên không trung bắt đầu xoay tít. Nó vừa xoay tròn vừa tỏa ra tia sáng bảy màu khó thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắn vào cơ thể nhóm người Tiểu Chiến đang nằm trên mặt đất. Đây là thần hồn do lực Bồ Tát ngưng tụ thành, bao gồm buồn vui ly hợp, mừng giận buồn vui, kèm theo sự cảm kích và chúc phúc thành kính, cuối cùng mới có thể dung hợp thành hồn phách. Theo thần hồn càng lúc càng chui vào cơ thể nhóm người Cốc Vĩnh Khang nhiều hơn, thân thể vốn không hề có linh lực đã bắt đầu xuất hiện dao động linh lực. Nếu như tụ linh vào hai mắt để xem, có thể trông thấy nhịp điệu dao động này có quy luật hẳn hoi, nó tựa như hơi thở biểu thị sự sống đã quay về. Khi thần hồn ngưng tụ càng nhiều hơn, sắc mặt Mạc Hạ Vân càng lúc càng tái nhợt, gương mặt cũng dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Muốn cứu bọn họ sống lại thì cần phải có lượng chân nguyên sinh sôi không ngừng vô cùng to lớn. Mà hiện tại sinh sôi không ngừng của Mạc Hạ Vân mới chỉ mở khóa tầng thứ nhất ngưng hồn cảnh, nếu muốn chống đỡ sự tiêu hao như vậy đương nhiên là không đủ sức. Tiểu Hồng Điểu ở bên cạnh thấy tình cảnh này, sắc mặt nó cũng phải thay đổi, cao giọng kêu lên, Mạc Hạ Vân mau dừng lại đi, chắc ta nhớ nhầm rồi. Mặc dù lực Bồ Tát đã đủ nhưng mộc chi bản nguyên của ngươi vừa mới mở khóa tầng thứ nhất, căn bản không chống đỡ nổi sức hao hụt của sinh sôi không ngừng đâu. Mạc Hạ Vân, mau dừng lại đi, có nghe thấy gì không? Nếu ngươi tiếp tục nữa, ngươi sẽ kiệt sức mà chết mất. Dừng lại ư? Sao ta có thể dừng lại chứ? Ngươi có biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không? Ngươi có biết ta mong ngóng những người bạn này, những người thân này có thể trở về bên ta một lần nữa biết bao nhiêu không? Lời nhắc nhở của Tiểu Hồng Điểu chẳng những ngăn cản Mạc Hạ Vân dừng lại mà ngược lại cô càng điên cuồng vận sinh sôi không ngừng hơn. Quả Bồ Tát càng xoay nhanh hơn, thần hồn chui vào cơ thể nhóm Mạc Giáp cũng nhiều lên. Và cùng với đó, những giọt mồ hôi trên trán Mạc Hạ Vân đã rơi xuống như mưa, thậm chí về sau, tai, mắt, mũi, miệng cô cũng bắt đầu đổ máu. Mạc Hạ Vân, ngươi điên rồi à, mau dừng lại đi. Tiểu Hồng Điểu sốt ruột đến phát điên, có ra sức vỗ cánh bay về hướng Mạc Hạ Vân. Có điều quanh thân Mạc Hạ Vân bị bao bọc bởi ánh hào quang từ mộc chi bản nguyên, khiến nó không tài nào tới gần nổi. Tử Minh U La cũng lo lắng, nó liên tục quất vào nền đất của Linh Điền Cổ Vẩn, lao vào vầng hào quang hết lần này đến lần khác, song lần nào cũng bị bắn ra ngoài. Dần dần, linh lực trên người Mạc Hạ Vân càng lúc càng kém, mái tóc vốn đen nhánh cũng dần chuyển thành màu trắng. Đôi mắt Tiểu Hồng Điểu tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí lúc này nó không tiếc để lộ sự tồn tại của mộc chi bản nguyên ra ngoài để cho chưa biết tới cứu Mạc Hạ Vân. Nhưng mà lúc này, không gian minh quang đã khép kín, nó và Tử Minh U La không tài nào ra ngoài được. Làm thế nào đây? Nếu tiếp tục kéo dài như thế nữa, Mạc Hạ Vân sẽ chết mất, chắc chắn cô sẽ chết. Tiểu Hồng Điểu và Tử Minh U La sắp phát điên đều không phát hiện ra, quả Bồ Tát lơ lửng giữa không trung đột nhiên nhảy lên một cái nhè nhẹ, sau đó lóe lên tia sáng màu đỏ đậm. Tại thánh điện trên núi Tử Vi cách xa hàng vạn dặm, Cơ Minh Vũ vốn đang nghe thuộc hạ bẩm báo công việc đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy.
Hắn ôm lấy lồng ngực mình, một cảm giác khiến hắn hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi ập đến, làm sắc mặt hắn thoát cái trở nên trắng bệch. Chủ nhân sao thế? Thanh Long phát hiện ra trước tiên. Bạch Hổ cũng lo lắng hỏi, chủ nhân, sao sắc mặt chủ nhân khó coi vậy? Cơ Minh Vũ không trả lời hai người họ, nhoáng một cái đã biến mất khỏi chỗ. Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện trong phòng Mạc Hạ Vân qua trận pháp dịch chuyển không gian bí mật. Trong gian phòng mờ mờ, Mạc Hạ Vân nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi đều chảy máu, đầu tóc dần biến thành màu trắng. Trông thấy cảnh này, con ngươi Cơ Minh Vũ thít lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự sợ hãi cả ngàn vạn năm nay chưa từng có. Sợ hãi đến mức bàn tay đang ôm lấy Mạc Hạ Vân của hắn đã bắt đầu run rẩy từ khi nào. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Mạc Hạ Vân vẫn ngủ mê man như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí lúc này Cơ Minh Vũ có một ảo giác, cô đã không còn linh hồn nữa rồi, thứ mà hắn đang ôm trong lòng chỉ là một cái xác không mà thôi. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cơ Minh Vũ chính là không gian tùy thân. Bình thường không gian tùy thân có thể chứa thần thức của chủ nhân trong đó, nhưng cũng chỉ là thần thức mà thôi. Chủ nhân không thể tu luyện bên trong mà cũng không có cách nào đưa những biến hóa trong không gian ra ngoài đời thực. Nhưng cũng có vài loại không gian tùy thân là ngoại lệ, ví dụ như vực luyện linh chính là một không gian cực kỳ to lớn mạnh mẽ. Mặc dù chỉ dùng thần thức để tiến vào, nhưng mọi thay đổi bên trong có thể ứng ra ngoài hiện thực. Mà những hiện vật đời thực ví dụ như đan dược cũng có thể mang trực tiếp vào vực luyện linh. Rất nhiều lần Mạc Hạ Vân từng biến mất trước mặt hắn, chắc là bước vào không gian tùy thân. Cơ Minh Vũ cũng có một không gian tương tự như thế, nhưng mà hiển nhiên không gian của Mạc Hạ Vân mạnh hơn của hắn rất nhiều. Bởi vì thời điểm Mạc Hạ Vân biến mất, ngay cả Cơ Minh Vũ cũng không tìm thấy được vị trí cụ thể của cô, chứ đừng nói là xé rách không gian, cứu cô ra khỏi đó. Hay nói cách khác, Mạc Hạ Vân biến thành bộ dạng hấp hối hiện tại là bởi vì cô đang làm gì đó trong không gian tùy thân của mình. Nghĩ tới đây, Cơ Minh Vũ hít sâu một hơi, dằn lại cơn sợ hãi và tức giận trong lòng, đặt tay lên vùng đan điền của Mạc Hạ Vân. Nguồn linh lực dồi dào rót vào trong cơ thể cô, đồng thời còn có thần thức mạnh mẽ của Cơ Minh Vũ. Linh lực của Mạc Hạ Vân đang biến mất chứ gì? Vậy thì hắn truyền linh lực của mình cho cô. Không phải thần hồn của Mạc Hạ Vân đang tiêu hao như lốc xoáy sao? Vậy thì hắn chia thần hồn của mình cho cô. Tuổi thọ của Mạc Hạ Vân đang rút ngắn hả? Vậy thì hắn sẽ đem tuổi thọ vĩnh viễn của mình cho cô hưởng. Động tác của Cơ Minh Vũ rất nhanh, vẻ mặt vừa tỉnh táo vừa cố chấp lạ thường. Mạc Hạ Vân, nếu nàng muốn sống thì ta và nàng cùng nhau sống, nếu nàng muốn chết thì ta và nàng cùng nhau chết, nhưng nàng, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Chưa biết ngồi trong sân dường như cảm nhận được gì đó, cậu đứng bật dậy, nhìn về hướng phòng của Mạc Hạ Vân, hàng lông mày cau tít lại. Đôi bàn chân muốn bước về phía trước, dường như muốn đi vào phòng Mạc Hạ Vân. Song cuối cùng, cậu vẫn dừng lại, chậm rãi ngồi xuống ghế. Chẳng qua đôi mắt đào hoa phong lưu kia bắt đầu rung động, dường như có thứ gì đó không thể phong ấn nhốt lại nữa, có thể vọt ra bất cứ lúc nào. Trong không gian, Mạc Hạ Vân có thể cảm nhận được tình trạng kiệt sức của mình, bất kể là về tiềm năng, tu vi hay tuổi thọ đều đang bị bào mòn với tốc độ chóng mặt. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, quả Bồ Tát đang xoay tròn bỗng khựng lại, rồi tiếp tục xoay nhanh hơn. Có điều lần này, quả Bồ Tát không hút chân nguyên của cô nữa mà lại truyền cho cô một nguồn năng lượng tinh khiết mà dồi dào. Năng lượng kia cực mạnh, trực tiếp xuyên qua vầng sáng cách ly của sinh sôi không ngừng, tiến vào cơ thể Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân không kiềm được phát ra tiếng than thoải mái, cảm giác sức sống dồi dào trở lại thật sự quá tuyệt diệu. Hơn nữa, dường như nguồn năng lượng này mang đến một cảm giác quen thuộc, từ từ mơn trớn cảm xúc của cô, xua tan nỗi bi thương, ấm ức và nhung nhớ trong nội tâm cô, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và lệ thuộc thân quen. Không biết qua bao lâu nữa, quả Bồ Tát rốt cuộc cũng dừng chuyển động, Mạc Hạ Vân chậm chậm mở mắt ra, cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Hồng Điểu lao vào lòng Mạc Hạ Vân như tên bắn, nó kêu chiêm chiếp loạn lên, Mạc Hạ Vân khốn kiếp này, ngươi làm ta sợ chết mất, ngươi điên rồi sao? Thế mà lại vì cứu sống những người khác mà ngay cả mạng mình cũng không cần à? Mạc Hạ Vân ôm lấy nó, mệt mỏi ngã ngồi xuống đất. Song cô vẫn sốt sáng hỏi, bọn họ thế nào rồi? Tiểu Hồng Điểu bĩu cái mỏ chim rồi nói, 10 tên nô lệ giáp ất bính đinh của ngươi đều sống cả rồi, ngay cả con nhóc Thanh Loan kia cũng tỉnh lại. Nhưng mà Cốc Vĩnh Khang bị trời phạt, thần hồn bị thương nghiêm trọng, cho nên chỉ khôi phục một nửa, có lẽ cần phải tập hợp đầy lực Bồ Tát một lần nữa mới giúp hắn sống lại được. Còn Tiểu Chiến và Tiểu Bạch, Tiểu Hồng Điểu nói tới đây, đôi mắt đỏ lừ của nó toát lên vẻ đau khổ. Nó thích nhất là Tiểu Chiến và Tiểu Bạch, nhưng muốn cứu bọn họ sống lại thì khó lắm, tình huống của bọn họ khá đặc biệt.
Ban đầu vì cứu sống ngươi, bọn họ chọn phương thức hiến tế để Mộc Chi Bản Nguyên được mở khóa. Ta không biết rốt cuộc Mộc Chi Bản Nguyên cần phải mở khóa đến tầng thứ mấy thì bọn họ mới tỉnh lại, nhưng bây giờ chắc chắn là không thể. Mạc Hạ Vân ngơ ngác ngồi im tại chỗ, ánh mắt nhìn vào quả trứng to to ngay đằng trước rồi lại nhìn thiếu niên lặng lẽ ngủ bên cạnh, đôi mắt ngân ngấn giọt lệ. Có điều, cô nhanh chóng vận linh lực, khôi phục thể lực, ngồi dậy cười nói, mặc kệ thế nào, có người còn sống là tốt lắm rồi. Mạc Hạ Vân đang định đi đến kiểm tra tình hình của đám Mạc Giáp thì đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, ta nhớ vừa rồi đã kiệt sức tưởng chết, sao đột nhiên lại sống dậy nhỉ? Tiểu Hồng Điểu túm lấy cái lông của nó, muốn nói lại thôi, chi bằng ngươi đích thân đi ra ngoài xem sao đi. Mạc Hạ Vân sửng sốt, sau đó thần thức lập tức rời khỏi không gian. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là người đàn ông đang khoanh chân ngồi bên cạnh cô. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Cơ Minh Vũ chính là hắn rất mạnh, bất khả chiến bại, dường như sẽ không bao giờ bị thương. Nhưng lúc này sắc mặt hắn lại tái nhợt, ngay cả thần hồn và hơi thở đều hơi suy yếu. Cơ Minh Vũ, Mạc Hạ Vân ngơ ngác nhớ ra tên hắn, là huynh đã cứu ta à? Cơ Minh Vũ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô, một hồi lâu sau mới nói, ta đã nói rồi, không cho phép bất kỳ người nào làm tổn thương nàng, bao gồm cả chính bản thân nàng. Mạc Hạ Vân, nàng coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Mạc Hạ Vân thoáng ngẩn người, sau đó lúng túng cúi đầu xuống. Mặc dù trước giờ thái độ của Cơ Minh Vũ lạnh lùng nhưng rất ít khi nói những lời sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị như thế với cô. Trong phút chốc, nội tâm cô có chút ấm ức và mất mát khó hiểu. Song ngay sau đó, Cơ Minh Vũ khe khẽ thở dài, cơ thể cô lọt vào vòng tay mát lạnh. Hắn trầm giọng nói, không có lần sau nữa, rõ chưa? Nếu nàng còn làm thế nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mạc Hạ Vân thầm nghĩ, huynh là gì của ta mà quản nhiều việc thế? Chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của Cơ Minh Vũ, cô chẳng thể thốt nổi câu này ra khỏi miệng. Cô do dự một lúc lâu mới khẽ khàng nói, huynh không sao chứ? Tại sao sắc mặt lại khó coi vậy? Ta kiểm tra cho huynh được không? Không thấy tiếng người đáp lại, Mạc Hạ Vân vừa ngẩng đầu thì đối diện với đôi mắt vui sướng của Cơ Minh Vũ. Sau đó cô nghe được Cơ Minh Vũ cất giọng trầm thấp truyền cảm, Tuyết Nhi, đây là lần đầu tiên nàng quan tâm ta đấy. Mạc Hạ Vân đỏ mặt, hơi buồn bã cúi đầu, nắm lấy bàn tay hắn rồi truyền linh lực vào kiểm tra. Song Cơ Minh Vũ lại trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên nói, chút vết thương còn con này có đáng gì. Tuyết Nhi, ta chỉ sợ, nếu như ta đến chậm chút nữa, rất có thể đã mất đi nàng. Mạc Hạ Vân ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ánh mắt bỗng ngây dại. Người trước mặt cô rất giống Trác Thế Vũ, nhưng cô không thể nào khẳng định được và cũng không thể chứng minh hai người này có liên quan gì với nhau không, rốt cuộc họ có phải là một người không. Cơ Minh Vũ đã biểu đạt tình cảm của mình rõ ràng, mãnh liệt như vậy. Nhưng lúc mình không thể nào xác định được thân phận của hắn, mình nên làm gì bây giờ? Mình có thể đón nhận người đàn ông này không? Trong lúc Mạc Hạ Vân mải mê suy nghĩ, Cơ Minh Vũ đã cúi đầu hôn lên khóe môi cô, sau đó thản nhiên nói, nửa tháng tới ta có việc cần phải xử lý, không có cách nào đến đây được, nhưng ta sẽ sai người đến đây bảo vệ nàng. Tuyết Nhi, ngoan ngoãn chờ ta về, nhé, ai ngoan ngoãn chờ huynh về hả? Trong lòng Mạc Hạ Vân đầy phiền muộn, song sau khi nghe câu nói này bỗng biến mất sạch sành sanh. Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất khỏi phòng, gương mặt Mạc Hạ Vân bỗng dưng sượng cứng. Nửa tháng ư, tại sao lại là nửa tháng? Thật sự có chuyện cần phải xử lý sao? Hay là Cơ Minh Vũ thật ra bị thương rất nặng? Thánh điện núi Tử Vi, Bạch Hổ và Thanh Long chờ tại chỗ, mãi mấy canh giờ sau mới thấy Cơ Minh Vũ xuất hiện. Nhưng khi vừa trông thấy sắc mặt Cơ Minh Vũ, vẻ mặt Thanh Long tức khắc thay đổi. Chủ nhân, thần hồn của chủ nhân. Cơ Minh Vũ xua tay, ngắt lời bọn họ, không sao cả, chỉ cần bế quan nửa tháng là khỏi hẳn thôi. Bấy giờ Bạch Hổ và Thanh Long mới thở phào nhẹ nhõm, song vẻ mặt vẫn còn lo lắng khôn nguôi. Đã bao nhiêu năm rồi chủ nhân chưa từng bị thương như vậy, chưa nói đến chuyện người của Đại Lục Thiên Dực có thể gây tổn thương cho chủ nhân hay không, mà riêng thần vực cũng chỉ có một số ít người làm chủ nhân bị thương được. Huống chi lần này chủ nhân còn cần phải bế quan nửa tháng mới khỏi hẳn. Thanh Long còn định hỏi thêm gì nữa, nhưng khi trông thấy sắc mặt Cơ Minh Vũ, cuối cùng hắn vẫn đành thôi. Nhớ tới thế cục của Thiên Dực hiện tại thay đổi bất ngờ, Thanh Long lại nhíu mày. Không biết chủ nhân bế quan nửa tháng có ảnh hưởng gì tới mọi thứ hay không đây? Sau khi Cơ Minh Vũ đi, Mạc Hạ Vân ổn định lại tâm trạng một lát rồi mới đưa mấy người Mạc Giáp ra khỏi không gian. Không phải vì cô không tin tưởng bọn Mạc Giáp và Thanh Loan mà trải qua một kiếp nạn sống chết như vậy, cô đã coi họ như là những người thân thiết nhất. Nhưng bây giờ Mạc Hạ Vân đã biết,
sự tồn tại của không gian minh quang là thực sự nghịch thiên, thậm chí có khả năng còn thần bí hơn cả vực luyện linh. Thử nghĩ mà xem, trên thế gian này có bao nhiêu pháp bảo có thể xé rách không gian, đưa con người đến ngàn vạn năm trước. Mạnh mẽ và thần bí cũng đồng nghĩa với nguy hiểm, biết được bí mật này không hề có lợi cho bọn Mạc Giáp và Thanh Loan. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Hạ Vân cảm nhận được là chưa biết, cô cất tiếng, vào đi. Thiếu niên mặc bộ áo choàng màu đỏ đẩy cửa bước vào, quần áo trên người và mái tóc cậu dính chút sương sớm nên hơi ẩm ướt, cả người tản ra hơi lạnh của buổi ban mai. Mạc Hạ Vân hơi nhíu mày, cũng không nói gì nhiều. Cô vừa giơ tay lên, luồng linh lực ấm áp đã bao trùm lên người thiếu niên, nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo ướt át. Đáy mắt vốn sâu thẳm của chưa biết thoáng hiện lên sự ấm áp, cậu bước tới gần, nhìn đám người Mạc Giáp vẫn mê man chưa tỉnh. Cậu nhướng mày hỏi, bọn họ là nô lệ của ngươi à? Trên người bọn Mạc Giáp từng có ấn ký nô lệ, tuy Mạc Hạ Vân từng muốn xóa đi giúp họ nhưng bọn họ lại không đồng ý. Mạc Hạ Vân lắc đầu đáp, không, bọn họ không phải nô lệ mà là người thân của ta. Hai người đang nói chuyện thì Mạc Giáp có tu vi cao nhất là người tỉnh lại đầu tiên. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là quan sát xung quanh mà là bất ngờ nhảy dựng lên, vội vàng hô hoán mọi người, tiểu thư, mau đi cứu tiểu thư. Mạc Hạ Vân nhắm mắt, cố nén dòng nước mắt đang trực trào ra, cô ngồi xổm xuống, trấn an, Mạc Giáp, đừng lo, ta ở đây. Trong lúc đó, mấy người Mạc Ất còn lại và Thanh Loan cũng từ từ tỉnh lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạc Hạ Vân, cuối cùng, Mạc Giáp khẽ khàng gọi một tiếng bằng chất giọng khàn khàn, tiểu thư, ta đây. Mạc Giáp đột nhiên ngồi thẳng dậy, bò dạp đến trước mặt Mạc Hạ Vân. Lúc này, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như hắn lại khóc không thành tiếng, tiểu thư, đều tại thuộc hạ vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư. Nếu như kiếp sau có cơ hội, Mạc Giáp nguyện thể sống chết bảo vệ bên cạnh tiểu thư. Ký ức của bọn họ vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng trước khi chết, bây giờ trông thấy Mạc Hạ Vân, bọn họ đều nghĩ là mơ, cũng cho rằng mọi người đã cùng xuống suối vàng. Theo bản năng, bọn họ đều nghĩ Mạc Hạ Vân cũng đã bị hại chết, ai nấy đều đỏ hồng hai mắt, vừa hổ thẹn lại vừa đau lòng. Trong chốc lát, Mạc Hạ Vân có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác chua xót vốn đã dâng lên ngập tràn trong lòng, bây giờ đều biến thành ý cười. Thấy Mạc Hạ Vân không sao, đám Mạc Giáp cũng sẽ không gây nguy hiểm cho Mạc Hạ Vân, chưa biết bèn nhún vai lui ra khỏi phòng. Lúc này, Mạc Hạ Vân mới nói, các ngươi đang làm gì vậy? Ai nói ta đã chết, ai nói các ngươi cũng đã chết. Mọi người lập tức im bặt tiếng khóc, Thanh Loan phản ứng đầu tiên, cô ấy hết sờ mặt mình rồi lại sờ xuống đến tay. Cô ấy nhận ra cơ thể mình vẫn còn ấm áp, hơn nữa những vết thương vốn rất nghiêm trọng cũng không thấy đâu nữa. Thanh Loan mở to mắt nhìn Mạc Hạ Vân, tiểu thư, chúng thuộc hạ chưa chết ư, phải, các ngươi không chết, vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Mạc Hạ Vân mỉm cười nhìn cô ấy, chúng thuộc hạ chưa chết, chúng thuộc hạ thật sự chưa chết. Thanh Loan lại nước mắt lưng tròng. Mạc Hạ Vân khẽ nói bằng một giọng điệu vô cùng quả quyết, chỉ cần ngày nào ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng. Tiểu thư, Thanh Loan lập tức bổ nhào vào lòng Mạc Hạ Vân, cuối cùng không nhịn được nữa, cô ấy òa khóc nức nở. Tiểu thư, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, tất cả mọi người đều đã chết. Nô tỳ cõng Tiểu Chiến, muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh tiểu thư, nhưng con đường đó rất xa, nô tỳ không sao chạy đến được. Nô tỳ rất lo lắng cho tiểu thư, nhưng cũng rất tuyệt vọng. Nô tỳ cứ nghĩ mình chết chắc rồi, không thể trở về bên cạnh tiểu thư được nữa. Thanh Loan khóc rất đau lòng, khóc như thể muốn trút hết cảm giác tuyệt vọng chua xót và tủi thân nơi đáy lòng. Mạc Hạ Vân gượng gạo ngẩng đầu, khẽ khàng vỗ về tấm lưng không ngừng run lên của cô ấy, im lặng không nói gì. Đám người Mạc Giáp cũng lần lượt lau sạch nước mắt trên mặt, hình ảnh cái chết bi tráng kia như vẫn ở ngay trước mặt, bọn họ đã chuẩn bị để hy sinh. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn còn sống sót. Bọn họ vẫn có thể ở bên cạnh tiểu thư, thật sự tốt quá rồi. Chiêm chiếp, ồn ào quá đấy. Các ngươi đừng khóc nữa, ta nghe mà phiền chết mất. Các ngươi biết Mạc Hạ Vân đã trả giá đắt thế nào để cứu các ngươi sống lại không? Cô ấy mệt nhọc vận linh lực và thần hồn cả một ngày một đêm không nghỉ. Các ngươi không để cô ấy nghỉ ngơi trước được à? Cái gì? Đám Mạc Giáp lập tức hoàn hồn, không còn tâm trí đâu mà thương cảm nữa. Cả bọn căng thẳng nhìn về phía Mạc Hạ Vân, tiểu thư, người đã phải trả giá gì? Tiểu thư, người không sao chứ? Mạc Hạ Vân giờ khóc giờ cười, các ngươi đừng nghe con chim ngu ngốc kia nói bậy, các ngươi nhìn ta bây giờ đi, chẳng phải vẫn ổn hay sao? Tiểu Hồng Điểu đã bay từ trong không gian ra từ lúc nào, nó đập cánh kêu ríu rít kháng nghị, bị Mạc Hạ Vân lườm một cái, nó mới hừ hừ hai tiếng, không nói gì nữa.
Thanh Loan nhìn xung quanh, tiểu thư, đây là đâu, chủ nhân đâu? Sau đó chủ nhân chạy tới bên cạnh tiểu thư, cứu tiểu thư phải không? Một câu nói đơn giản của Thanh Loan lại khiến sắc mặt Mạc Hạ Vân lập tức ỉu xìu. Mọi người không khỏi thót tim, chỉ cảm thấy một dự cảm không lành đang ập đến. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô bình thản nói, nơi này không phải đại lục Cát Thiên mà là đại lục Thiên Dực. Đã 10 năm kể từ trận đại chiến đó, bất chấp vẻ mặt khiếp sợ đến đứng không vững của bọn Thanh Loan Mạc Giáp, Mạc Hạ Vân thuật lại tóm tắt sự việc đã xảy ra trên đỉnh núi Hùng. Kể cả việc cô tới đại lục Thiên Dực, vô tình trở về đại lục Man Hoang và chuyện biết lực Bồ Tát có thể giúp bọn họ sống lại như thế nào. Giọng điệu của Mạc Hạ Vân rất bình thản, trong mắt cũng không có quá nhiều ưu thương nhưng Thanh Loan nghe xong lại khóc không thành tiếng. Cô ấy khóc không vì cái chết của Trác Thế Vũ, vì sự biến mất của đám đồng bọn Thanh Long mà hơn tất cả, cô ấy xót thương cô gái trước mặt. Thật ra Mạc Hạ Vân mới chỉ có mười mấy tuổi, trong thế giới tu chân, đây là một độ tuổi vô cùng non nớt. Nhưng tiểu thư của cô ấy lại gánh trên lưng nhiều bi thương đến vậy, ngay cả người chồng mới vừa thành thân cũng mất đi. Chỉ còn một mình tiểu thư lẻ loi cô độc, gặm nhấm nỗi đau, ôm niềm tin duy nhất là làm bọn họ sống lại. Tiểu thư như vậy thực sự khiến Thanh Loan chỉ cần nghĩ tới là cảm thấy trái tim đau như vỡ vụn. Suy nghĩ của bọn Mạc Giáp lại rất đơn giản, bọn họ không nói câu nào, chỉ nhất loạt quỳ xuống, sắp thành một hàng. Lời thề trung thành không cần nói, những lời cảm kích cũng thôi, cô gái này đã trở thành tín ngưỡng duy nhất, trở thành mục đích sống của bọn họ từ lâu. Rõ ràng là chủ nhân cao quý đến vậy lại không tiếc hy sinh tất cả để làm bọn họ sống lại, thậm chí theo lời Tiểu Hồng Điểu, suýt chút nữa tiểu thư đã phải bỏ cả tính mạng. Có thể gặp được người chủ nhân như vậy là may mắn tích lũy mấy đời của bọn họ. Sau khi giải bày xong cảm xúc cửu biệt trùng phùng, Mạc Hạ Vân nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nhìn mọi người, hỏi, bây giờ tu vi của các ngươi thế nào? Tập 51 đến đây là hết rồi. Như vậy, sau trận chiến và những biến cố đau lòng, Mạc Hạ Vân đã phải trả giá rất nhiều để cứu sống mọi người. Không chỉ đơn giản là vượt qua thời gian, cô còn đối mặt với những mất mát và đau khổ không thể diễn tả bằng lời. Tình cảm sâu đậm giữa chủ nhân và những người hầu đã được minh chứng qua sự trung thành tuyệt đối của họ. Tất cả đều cảm thấy may mắn khi có thể trở lại bên cô. Hãy đón xem những tình tiết tiếp theo trong tập sau để biết hành trình của Mạc Hạ Vân và những người bạn sẽ tiếp diễn ra sao. Còn giờ thì bye bye mọi người.